Chuyện ngắn Vũ Trọng Phụng, chống nạng lên đường. Mấy hôm nay, thằng Hai Xuân xem ra có ý lo buồn lắm, phải, ở vào cái cảnh như nó bây giờ, thì đến ai mà chả đâm lo, bảo nó không buồn sao được. Từ ngày mọi người còn thấy nó cầm đôi tay xe chạy trên đường đê ra quất thì thằng Hai vẫn là người vui tính nhất làng, vào những buổi chiều mùa hạ sáo diều vo vo réo rắt hay buổi chiều mùa thu gió vàng hát hưu, trong những cảnh hoàng hôn của tiết xuân mát mẻ hay của trời đông lạnh lùng mỗi khi hình thằng hai tay vòng càng đi trước cây xe vẽ cái bóng thật dài trên dài đường trắng xóa thì tận trong làng xa lắc xa lơ cũng có người nghe thấy nó cất giọng ồ ồ nghiêu ngao hát cái bài sẩm của nó tuy cụt đầu cụt đuôi thật nhưng nghe nó cũng hay hay còn trời mà còn nước còn non còn cô mà còn cô bán rượu y y anh a à, còn thì say xưa trừ này mình ơi y y y y tang tình tính tang thật vậy. Cái đoạn đời ấy tuy trước mắt bọn dầu chỉ là cái đời khốn nạn của con, ngựa người, ngày ngày, giang, chân trên mặt đường dài nhựa khi lừa hạ trang trang, hay bị bõm trên dải đê trơn mỡ đổ khi mưa phùn gió bắc, mà đối với thằng hai, nó vẫn cho là vui vẻ lắm. Nó được vui vẻ nhất là sau khi, trước cái mái TINS lụp sụp nó đặt vịt càng xe, rào càng chạy vào sân, đến chỉnh nước ngựa cổ, tu, một hơi nước lã thật dài xong thở đánh, hà à à một cái rất khoái chí rồi cầm mảnh mo vừa quạt vừa bước vào nhà ngơ ngác nhìn xem bố mẹ đã thổ chín cơm chưa, để liệu dọn mâm bát, không thì dốc nẹp áo lấy ra một nắm đầy bàn tay những mảnh tròn tròn bằng đủ thứ, thau, đồng, kền, bạc vừa hào vừa xu đưa cho mẹ mà rằng, ô mua vào đây cho tôi vài xu diêm thuốc. Mâm cơm dọn xong, nó chỉ còn chờ anh cả cho nó đi làm về là cùng ngồi vào, tuy bữa nào cũng chẳng hơn gì bữa nào, chỉ giặt cả tương dưa muối mà thằng Xuân ăn thấy ngon, nó ăn được ngon là vì nó đã kéo xe nhọc mệt cả ngày, là vì không những nó đã chẳng phải ăn nhờ ai mà lại còn nuôi được bố được mẹ, đỡ anh, thăm nó, một người phu kíp ở Gaza Lâm, mỗi tháng kiếm không đầy chục bạc. Khốn nạn thay cho thằng Hai Xuân, bây giờ khác hẳn xưa rồi. Đến cái nghề kéo xe kể đã là cùng cực mà nó cũng không đang nổi nữa vì người ta đã cướp cơm của nó, một cái xe hơi đã vồ phải nó đánh gãy của nó mất một bên chân, rồi vào nhà thương, người ta đền cho nó một cái khác bằng gỗ để mặc nó lộc cộc chống nạn về nhà. Bây giờ nó đành phải ăn nhờ vào anh, mà từ khi nó được cái chân gỗ thì những bữa sau cháo buổi xưa cũng ra điều chỉnh màng, không được đúng hẹn nữa, không đầy chục bạc mà bốn miệng ăn. Lại tiền thuê nhà, ấy là chưa kể đến những món vặt khác như áo, quần củi lửa. Chấm ti yêu ai, không để đem chôn vào bụng mà cũng cần như hạt muối, hạt gạo gia đình nhà nó sống trong một cảnh túng bấn cực kỳ, chỉ hơn được ăn mày một nước là không phải ngửa tay xin lấy của ai, gạo đỏ còn phải ăn kém hơn ngô khoai nên bố mẹ nó, tuy trên đầu tóc đã pha mùi, hàm răng chiếc đã lông lay, chiếc dụng mặc dầu, cũng đành bưng đến bát cơm ngô, cơm khoai mà, khốn thay. Vẫn thiếu. Chấm than, đã nhiều lần bố mẹ thằng hai và nó phải bấm bụng nhịn đi để anh cả nó về được ăn no đủ vì là người kiếm ra tiền anh nó chẳng phải tay vừa nếu để thiếu cơm thì nó sẽ thấy ngay anh nó mắng bố, gắt mẹ, chửi nồi, chửi dế, chửi đôi guốc đang đi mà đứt quay, chửi xó nhà lắm mũi vo vo. Thằng Xuân mấy hôm nay xem ra có ý lo buồn lắm một buổi chiều hè kia, sau khi chống nạn lang thang đi khắp đó đây từ độ nó què, không có việc gì nó vẫn lang thang như thế thằng hai lên cầu ngồi hóng mát, lúc ấy có lẽ đến 6 giờ rồi bụng nó đã thấy đói như cào mà nó vẫn chưa dám tưởng đến sự về nhà vì nó chắc thế nào anh nó cũng cau cau nét mặt nhìn nó ra ý bất bình hay hỏi căn vặn nó bằng những câu chẳng được nhẹ nhàng như khi nó chừa cụt cẳng nó đói lắm nhưng nó vẫn cố gượng cho khuây ngồi nép vào sát với thành cầu nó lẳng lặng trông mây trông nước mặt trời đỏ hòn như một hòn than tròn đã từ từ rẽ những đám mây trồng chất lên nhau mà lặn xuống chân trời trước mắt nó dãy núi tản viên ba tròm xanh biếc mập mờ trong đám sương nhòa dưới chân điểm ngang một nét xanh xanh biết bao làng mạc đứng sừng sững như một bức trường thành trên mặt nước đỏ ngầu sông nhị bấy giờ đang ảo ảo đập bọt vào mấy chân cầu dữ dội mà hung hăng như một người điên bị ai trêu ghẹo trông về đằng đông lại dòng nước nhị hà dài rộng mênh mang hai bên bờ xa nhau mờ mịt mấy cánh buồm căng thẳng xa lơ xa lắc sơ xa đến nổi tuy con thuyền đang chạy băng băng mà trông vẫn phải tưởng như không như chỉ cắm xào một chỗ. Thành phố Hà Nội, phơi mình dưới một tầng mây dài răng giặc mà đỏ ối như thể đám lửa hung hăng, vô lên những dạng mái nhà chi chít nhấp nhô, mảng đen mảng đỏ, rồi, nhoi lên cao hơn hết thảy, này ngọn cột cờ và ống khói sở máy tơ tiêu điều vì không đắc dụng, này đôi trụ nhà thớ chính đưa ra những hồ chuông văng vẳng chiều hôm, này mấy cột vô tuyến điện làng vọng mập mờ mà cao mất, lênh khênh như muốn, chọc trời. Trên cầu lúc ấy không thấy bọn người áo quần lam lũ, gồng gánh qua lại nữa. Cái giờ ấy là cái giờ đuổi bọn người kém phúc này tất tả về nhà. Chối đầu vào bếp vần nồi cơm gạo đỏ bưng lên sới cho một ông bố hay một bà mẹ mù lòa hoặc ôm vội lấy đứa con gầy ngẳng. Từ sáng chưa trông thấy mặt mẹ, nhét cái vú mướp vào miệng nó mà cất giọng. À ơi, dù nhau náo mình dưới những mái tranh lụp sụp cho khỏi làm bẩn má bọn tỉnh thành, bọn giàu hay có cái vẻ giàu bấy giờ đã nghênh ngang, lũ lượt kéo nhau lên hóng mát những đoàn xe hơi bệ vệ mà không lịch sự nối đuôi nhau tiếng còi inh ỏi sang sang về về dồn các bác phu xe ngửa ngực kéo hớt hơ hớ hớt hải chạy vào những chỗ tránh của họ hình ảnh cái mãnh lực tuyệt đối của cơ khí bao giờ cũng chỉ lợi riêng cho một bọn thấy vẽ dỏ ra trước mắt nó cái cảnh phồn thịnh nhường kia hai xuân tuy là một thằng què một thằng chân gỗ thật mà vẫn có lòng quảng đại nhìn đời bằng con mắt lạc quan chẳng vì thấy mình tàng tật kém người mà thù hằn oán ghét họ. Một cặp huyên ương người vận tây, người quần trắng áo lam thùng dung lướt qua mắt nó. Nó ngẩn người ra, chưa bao giờ nó được trông thấy cô nào xinh đẹp đến thế, nhất là cái mũi nhông đang quay vòng tròn trên hai ngón tay cái với đôi hoa kim cương lóng lánh với làn tóc mây phất phơ bên đôi má mơn mờn cô làm nó phải lõ mắt nhìn. Hai vợ chồng nhà này hẳn sướng hơn người, lần thần nó nghĩ người dạo chơi trên cầu dần dần càng đông, đôn nư thể rủ nhau chảy hội, theo sau cặp trai gái xinh đẹp ấy, một ông béo phục phà phục phịch, hai bên má chảy xệ xuống như má lợn xề, hình như trời sinh ra chỉ để nhai toàn những của ngon vật lạ nên cái bụng nghênh ngang trên bộ giò chữa bát chẳng đủ sức khiêm ông, bắt cái đầu và cái ngực phải dồn cả lại đằng sau. Ông bày bụng ra một cách vinh váo, bệ vệ đi trước để theo sau. Một bà gầy nhẳng cao lênh khênh, mình lép như bồ kếp một cái mái đẻ sắp đến hồi phế thải hai xuân cứ bịt mồm nhịn cười chẳng được vì nó nghĩ ngay đến một miếng đồng dần dần tất phải dài ra nếu bị một cái búa nặng bên trên cứ ngày ngày nện xuống rồi đến những cậu đầu trần tóc mượt nhẹ nhàng cưỡi trên những con ngựa sắt sáng choang hay phong phanh trong những bộ áo lót mình kẻ dọc kẻ ngang sặc sỡ rồi đến các con nhởn nhơ trong những bộ cánh cào cào vàng đỏ tím lam rồi có cả một vài cụ già quần lụa áo xa tay quạt, mắt kính, ung dung dạo gót nhìn non nước mà chẳng buồn nhìn đến bọn trẻ danh. Thằng hai trong đám người ấy chẳng bằng con mắt ác cảm, nó rất ước ao được có ngày thành thơi như họ, nó coi họ như hạn người đã được trời thương, mà trời đã thương ai, đã ban hạnh phúc cho ai thì người ấy đã đành là xứng đáng. Còn nó nghèo, nó khổ, nó đổ là tại số, tại số. Phải, những bộ óc rắn đặc như óc nó thì bao giờ lý hội sự đời cũng chỉ thấy toàn số mệnh nó không biết rằng bố mẹ nó đã bị xã hội hắt hùi vào cái cấp hạ lưu đê tiện thì không còn mong gì ngoi ngóp được lên đã không ngoi ngóp được lên thì tiền đâu nuôi nó cho nó học hành mà nó chẳng phải cầm đến cái tay xe đã cầm đến bộ tay xe không những nó phải ra sức kéo người có tiền cỡi nó nó còn phải đem mảnh thân cát bụi của nó ra chia đấu với tạo vật với những tia mắt mặt trời dữ dội chiếu xuống đốt lưng đốt váy nó với những trận mưa trận gió phu phẳng ném những hạt nước nặng nề thẳng vào mặt nó thổi tung cát bụi lên làm tối mắt nó hay đưa lạng cả xe nó kéo về đằng sau làm tròng trành sang bên phải bên trái tròng trành như một chiếc thuyền nào đã hết đâu thắng được tạo vật rồi nó còn lại phải chiến đấu nữa chiến đấu với cơ khí chiến đấu để nuôi thân những ông đại tư bản giàu có hàng triệu có thể nuôi nổi không biết cơ man nào hạng người như nó cũng cạnh tranh với nó rồi các ông ấy mang ra đường sắt những đoàn xe lửa hùng hồ để chạy thi với anh cu ly bé nhỏ yếu ớt kia. Những ông tiểu tư bản cũng chẳng tha nó nào, cũng lại cướp cơm của nó. Mỗi khi nó khom lưng kéo chiếc xe tay thì những tiếng còi inh ỏi làm lọ ẩn óc nó. Những chiếc xe hơi máy chạy vo vo phun khói mù trời, dồn nó, hát nó vào một bên đường để tranh lên bước trước. Mặt trời vẫn, tưới, trên lưng nó một lớp mồ hôi khúc đường trắng nhựa trang trang không một bóng cây vẫn ở dưới châm kim lên hai bàn chân nó, hỏa trong mình nó bắt lên hai mắt đỏ ngầu, cát bụi bốc lên làm nó tối sầm mắt lại, đoàn xe hơi vẫn sùng sục đuổi nhau, rồi không biết thế nào, một chiếc vồ phải nó, hát người khách của nó vào một góc đường, hát nó té nhào xuống đây. Khi nó mở mắt ra thì nó thấy nó đã được nằm trong một gian buồng nhà thương Hà Nội, bố mẹ nó ngồi cả bên giường, tay bưng lên mặt mà khóc tỉ tê quan đốc tờ bảo nó đến phải cưa chân nó ngơ ngác nhìn hết mọi người rồi hỏi họ rằng nó được người ta đền cho bao nhiêu tất cả người ta chỉ nhìn nó mà cười một cách chế nhạo rồi bảo rằng người ta đền cho nó một cái chân gỗ chỉ một cái chân gỗ và một cái nạn thôi nó đã đi trái luật trái luật ư không quyết là không chẳng khi nào nó đi trái luật bao giờ nó còn nhớ rõ quả thật hôm ấy nó vẫn đi bên tay phải vẫn đi bên tay phải ư đối với hạng người như nó họ chỉ cần đáp lại một câu, mặc kệ, thân nó từ đấy què cụt, ai nuôi. Mặc kệ, bố mẹ nó già lão thế kia rồi sẽ ra sao, mặc kệ, họ mặc kệ hết thầy, nó chỉ đành từ đấy lê cây chân gỗ suốt đời, vì chẳng ai đã làm chứng cho nó trong lúc tai nạn xảy ra nó vẫn đi bên phải. Trên cầu người dạo chơi bóng mát lại càng đông thêm, thỉnh thoảng, một cặp trai gái lướt qua mặt nó, để lại cho nó một ít hương thơm thoang thoảng nó bỡ ngỡ đưa hai con mắt nhìn hết người, mà ồ này. Chả ai buồn nhìn đến nó, nó chỉ là một thằng què cụt, rách dưới, hốn nạn, ai nhìn đến nó làm gì. Thằng què, thằng què lòng tự nhủ lòng, hai xuân dầu dầu nét mặt nhìn xuống cây chân gỗ, những người chung xóm nó, những anh em đồng nghiệp nó ít lâu nay đã cải tên của nó, đã gọi nó là thằng hai què, thằng què. Ôi đau đớn, mặt trời lúc ấy đã lặn hẳn nhường cho những ngôi sao lăn tăn lấp lánh trên khoảng không trung, dãy đèn điện trên cầu, trong một cái chớp mắt đã rủ nhau bật đều lên cả, ló dài những đám lửa đỏ hung hung có vẻ buồn rầu và kèm cho mỗi người dạo mát một cái bóng hiện trên những thửa gỗ lim, nó lặng im, bé lại hay dài ra tùy ở con người đứng trên một chỗ hay đi đi lại lại. Trông về Hà Nội, dưới tầng mây bạc lộn vầy tê tê thành phố tung lên một dài hào quang sáng lòa cả mắt mà kéo dài một mạch từ ô yên phụ đến tận lò lợn giáp với thanh trì dãy đèn điện bờ sông gia công phá tối sáng quắc và thẳng băng như chuỗi hạt kim cương cảnh vật đều vui nhưng hai xuân chỉ là một thằng què cụt nó buồn buồn lắm rồi nó bỗng thấy nó rất đáng hổ thẹn trong đám đông người ấy hổ thẹn như một con vật ghẻ lở trốn vào đâu cũng bị hắt hủi đuổi ra nó không dám nhìn họ nữa quay mặt vào thành cầu, nó tựa cầm vào một thanh sắt mà nhìn xuống nước. Nhìn những ngọn đèn điện từ trên ánh xuống bị dòng nước LOi oi cuốn đi làm tan nát ra như muôn nghìn mảnh kính, như muốn trôi đi mà lại như muốn đọng đấy, lửng lơ một chỗ, lạ mắt vô cùng. Rồi nó vẳng nghe thấy dưới nó tiếng trèo bị bõm, tiếng trẻ khóc hoa qua, tiếng cây điếu cầy có người giết một hơi sòng sọc. Nó cố định thần nhìn xuống, một chiếc tiền từ từ ở gầm cầu chui ra lù lù mà bí mật như một con quái vật nó thường ngập ta trong những đêm trằn trọc có chim bao ghê gớm vậy. Từ khoang thuyền chiếu ra ánh sáng hiu hắt một ngọn đèn con để thằng hai thoáng nhìn thấy bóng một người đàn bà cầm trèo ngả nghiêng đằng mũi, ngả nghiêng một cách rất táo bạo như có lúc muốn lăn tòm xuống nước, táo bạo như bóng một con ma đen. Chiếc thuyền cứ đồng đình mà đi để lại mặt nước chỗ sóng sôi cuồn cuộn, bọt trắng ngầu ngầu, chỗ xô nhau, xoáy nhau, tròn như một cơn gió lốc chỗ lăn tăn vầy cá và chỗ phẳng lặng lạ lùng, phẳng lặng mà bì bì đóng váng như một bát nước cơm. Chà, sung sướng biết bao, nếu mình lềnh bềnh trôi trên làn sóng ấy, thằng hai chợt nghĩ thế, nghĩ đến cách tự tử ấy một cách âm thầm, nó sống mà làm gì nữa, nó chết đi là phải, rất phải, NP và chẳng còn nên tiếc gì đời, cái đời quẻ cột không kế sinh nhai, rồi nó khỏi phải đau lòng trông thấy những tấn tuồng, con mắng mẹ vì thiếu cơm ăn mà rồi đâu anh nó lại đem diễn ra trước mắt nó. Nó sẽ khỏi phải trông thấy cái cảnh tượng bố nó mẹ nó vêu vào nét mặt, ngồi mỗi người một xó mà nhỏ lệ đầm đìa, được lìa đời, nó sẽ thoát khỏi mọi điều đau khổ, cái đời nó này xoay ra đến thế là tuyệt vô hy vọng, trời không thương nó nữa vì xưa nay nó chỉ mong có lấy được một bộ chân khỏe mạnh để kéo cái xe tay, để nuôi thân và nuôi cha mẹ mà thôi. Ông trời ngày nay bắt nó què cụt, nó còn sống nữa làm gì? nó đã đau khổ lắm, vì đâu nó đến nỗi phải liều thân như vậy, chao ôi. Nếu nó vẫn có đủ cả hai chân như mọi người, hai xuân mệt quá, mệt là người đi, thiếp mất đi. Như một sức mạnh vô hình đã đến bao phủ lấy nó, lay nó dậy, dựng nó đứng lên, dục nó trông trước nhìn sau chẳng thấy ai đứng đấy thì trèo lên thành cầu, đăm đăm nhìn xuống nước, chỉ trong một vài giây đồng hồ nó cũng đủ thấy rợn, nó nhấm nghiền mắt lại, liều buông tay ra đánh bõm một cái thân nó đã bị làn sóng cuồn cuộn xuống nước lạnh ùa vào tai vào mắt vào mũi vào mồm nó nó như ngây như dại, nhưng nó vẫn thấy hình như trên cầu có tiếng người rộn dịp chạy tiếng kêu tiếng thét lào xào họ túm cả vào một chỗ mà chỉ trò cho nhau thảy đều sừng sốt những con mắt long sòng sọc xiên qua quáng tôi tìm tòi xác nó lại văng vẳng có tiếng người kêu một tiếng còi đinh tai làm hai xuân giật mình đánh thót một cái. Nó bàng hoàng cả người, chớp mắt luôn mấy cái rồi định thần nhìn kỳ mới biết nó vẫn ngồi gục đầu xuống đấy mà ngủ quên đi mất tự bao giờ. Nước dãi nó đã chảy ra đầy một bên má nó, như một vòng trong đèn cù. Những người hóng mát vẫn ung dung lướt qua mặt nó, đến bấy giờ họ mới dừng chân cả lại đứng chờ xe một chuyến tàu về. Xình 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 xình, xình 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 xình, xình cả câu chuyển động, trên đường sắt hiện ra trong đám tối hai con mắt lửa đỏ ngầu, một cái miệng phun khói ra đen nghịt, rồi như một trận cuồng phong, cái đống sắt đen lù lù ghê gớm ấy phăng phăng trôi qua mắt nó, kéo một dãy dài đến 10 cái toa những người đông nghịt, họ đứng lố nhố mà, nghênh ngáo nhìn quanh, thằng hai được mặt ra trong chuyến tàu ấy nó đi đến đơ làm rung chuyển đến đấy như một trận động đất dữ dội. Nó làm nhấp nháy muốn tắt cả hai dãy đèn điện trên cầu mãi đến lúc nó đã đi xa chỉ để lại cho mọi người một ngọn lửa đỏ tù mù ở sau toa cuối cùng nó dần dần biến mất đi trong đám tối. Không, hai xuân chưa chết, nó hãy còn chơ chơ ngồi đó, nó chưa ném mình xuống nước bao giờ, nó nghĩ đến cái chết dại dột kia mà chợt dùng mình, dùng mình lạnh toát cả người như trong một cơn, một thấy muốn đứng dậy lần về nhà nhìn mặt bố mẹ nó, nhìn mặt anh nó dẫu rằng anh nó, nó cũng bằng lòng, rồi nó cầm lấy nặng, bỗng nó thấy đói lắm. Đói đến nổi không đứng lên được nữa đói quá đi mất, nó lại thấy lâm dâm hơi đau bụng mà chân tay nó mỏi lả đi như đã mất hết cả gân. Nhưng biết làm thế nào, nó chỉ đành cố sức đứng lên, chống nặng mà đi. Cái nặng gỗ rắn quá, cứ đâm nhoi nhói vào chỗ xương nách nó chữa quen dùng, làm đau chết điếng người đi được. Đi hết cầu, xuống đường đê thì trời tối đen như mực, nó cứ nghe tiếng mấy người đàn bà đi trước nó mà lần theo họ, theo mãi đi đến nửa giờ, rồi nó dừng chân trước một mái danh, một cái lều tồi tàn, đổ nát rách dưới ở ngay đầu xóm, bên trong có ngọn lửa to bằng hạt đậu, ánh sáng tiêu điều lách qua phên cửa chiếu ra, nó chưa dám vào ngay, nó còn lẳng lặng nghe xem sao đã. Thốt nhiên như có một cơn gió buốt xiên vào tai, vào gáy thẳng hai làm nó rét lạnh cả người, từ đầu đến chân run như cầy sấy, rõ ràng như có tiếng mẹ nó, người mẹ rất thân yêu của nó sụt rùi, như muốn khóc mà như cố nín, cố nín vì phải sợ ai, nó rón rén tiến gần đến cửa, vén cái mảnh mảnh rách lên, nhịn thở nhìn vào. Ôi, một cảnh buồn, buồn chết người đi được, bố nó, một ông lão mất 60 tuổi, cởi trần, gầy gò như một bộ xương, ngồi một góc phản, hai tay để trên hai đầu gối, đầu cúi về đằng trước, ngây người ra như một cái tượng, mẹ nó ngồi xẹp dưới đất, gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chân, còn anh cả nó thì nằm thẳng cẳng trên giường chốc chốc lại dằn vặt chân tay như đang có chuyện gì làm bực tức đến cực điểm mẹ nó vẫn tỉ tê khóc lóc chợt anh nó ngồi vùng dậy như bị một cái lò xo so sai khiến rồi đập tay xuống bàn đánh bục một cái mà quát bà thương nó phải không bà cũng phải biết mới được chớ nó có là bố tôi đâu bà còn tỉ tê nổi gì hai xuân đứng ngoài tái mặt đi vì nó anh nó đã sinh chuyện với bố mẹ rồi nhưng nó vẫn phải lặng lặng đứng nghe bố nó vẫn ngồi yên chẳng nói chẳng rằng, mẹ nó vẫn sụt sùi, tay bưng lấy mặt, anh nó lừa mẹ nó một cách trông rất khả ố rồi lại nằm vật xuống giường, thở dài một cái da chiều rất chán nản, sau một lát, anh nó lại sấn sổ nói, này tôi bảo thật, lần này là lần cuối cùng đấy, nếu cái thằng mặt chó ấy nó vác xác về đây thì cả ông cả bà liệu mà bảo nó đi đâu thì đi, biết chưa? Ông bà đã nghe thưa, Chỉ, chỉ có một bố thôi nhé. Năm nay tôi ngót 30 tuổi đầu rồi mà chưa có vợ con gì cả, vẫn cô độc cô quả thế này là vì những ai? Ông bà có biết không, nếu bà thương nó thì bà đi ngay đi, có gì gói ghém ngay lại mà đi theo nó, đi ăn mày với nó, rồi lại chả lo được ăn mày cả lũ cho mà xem à, chấm NAY mai nhà máy loại người thì biết ngay chứ khó gì. Mẹ nó đến bây giờ mới hậm hực nói, thì rồi tao bảo nó, việc gì mày phải vội mắng tao, mày không nuôi nó nữa thì thôi mà để tao bảo nó mà, để tao đuổi nó đi mà, chấm Âu vẫn bảo. Anh nó lần này quát lại to hơn trước, vẫn bảo à, vẫn bảo mà để mấy tháng nữa, sao không bảo ngay đi có được không? Bố nó bấy giờ mới khẻ nói, ở ờ thì ở chứ mấy hôm nay nó có dám xin ăn xin uống gì đâu. Anh nó ra dạ ý tức đến cực điểm lại gắt, thôi đi ông, ông đừng vào hồ nữa, nó không ăn gì thì chó ăn à, chó ăn cả đấy à. Nghe đến đây thằng hai thấy trong mình sôi máu lên sùng sục, nó những muốn nhảy sổ ngay vào nhà, giờ nặng lên mà phang cho anh nó luôn mấy cái, nhất là đến vỡ đầu sứt chán thì thôi, nhưng anh nó bỗng lại thấy ngồi nhòm lên, vớ lấy cổ cây chai để trên bàn, nện xuống đánh, thình, một cái rồi dơ chai như muốn xỉa sói vào mặt ông bố, để tí nữa nó về đây xem, tôi sẽ hỏi nó xem mấy hôm nay, nó không ăn gì sao nó sống được tôi sẽ đập cái chai này vào mặt nó xem nó có phải nói thực không thì sẽ biết, muốn chối mà được à. Hai Xuân dùng mình, chống ngực nó bỗng thấy đập mạnh, hơi thở nó bỗng thấy hồng hộc, nó thở ra khò khè cả lùa mũi, rồi nó sợ hài quá, sợ hài quá đi mất. Tưởng chừng như anh nó đã nghe thấy nó thở, đã biết là nó đứng đấy nên nhảy sổ ngay ra, cầm chai thẳng cánh dơ lên, toàn đập vào giữa chán nó, nó vội dơ tay lên như muốn đỡ chống nặng giật lùi mấy bước rất kinh hãi, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, như đã bị một thương vào chán thật, trước túp liều tranh ấy, trong đám tôi ấy, nó đứng ngây người ra một lúc rất lâu, rồi nó thấy ghê quá, sợ quá, không dám, hai gót lùi tuổi chống nạn bước đi, bước liều đi chẳng biết đi đâu, trong lòng nửa buồn nửa tuổi, phần thương bố mẹ, phần giận anh đau đớn đến tê dại cả người, nó cứ lùi tuổi bước đi, trốn tránh đi buồn rầu như một con chó cục đuôi mà chạy vì có người đuổi theo ném đá. Nó cứ lần mò trong tối, chống nạn mà đi, cứ đi thế mãi, chợt nó đứng dừng lại, ngạc nhiên lắm, rồi tự hỏi, ta định đi đâu bây giờ, rồi nó đứng ì ra đấy, chẳng biết nghĩ sao, nhưng sau nó nhớ ngay đến một chỗ bờ đê gần đấy có một cây nhãn rất to, dưới góc mặt đất nhãn lì vì ban ngày, những trẻ chăn trâu vẫn họp nhau đánh đáo, cây cao bóng mát có thể hứa với nó được một giấc ngủ no say, không phải lo gì đến chuyện rắn, rết, nó lại trông thẳng mà bước chân đi. Chưa được bao lâu đã thấy hiện ngay ra trước mắt nó cái bóng nhãn lù lù mà nó đang mong mỏi, nó ném mình vào chỗ tối ghê tối gớm ấy, tay quờ quảng tìm một rễ cây để gối đầu nằm cành xuống đất, vắt tay lên chán mà thở hồng hộc như bò. Trung quanh chỗ ấy, cánh đồng rộng thanh thang, lác đác vài nơi ngoi lên những dặng tre lố nhốm đều đắm đuối trong một bức màn dày. Lúc đó càng thêm mù mịt vì những đám mây đen nghịt đã kéo đâu về, che lấp cả các ngôi sao. Những tiếng ộp ạp đưa lên inh ỏi, những tiếng chó sủa văng vẳng lao sao, lại trên không, những đàn vạc ăn đêm thỉnh thoảng bay qua, đua nhau kêu líu ta líu tíu, một cơn gió mát lạnh, đượm những hơi mưa, thổi điều hòa, đập rào rào vào vòng lá nhãn, khởi ra mùi bọ xít thoang thoảng hôi nồng nặc. Hai xuân nằm lăn dưới gốc, chân tay huy đã mỏi như dần mà mắt vẫn còn thao lạ ô nhìn đêm cái đêm tối tăm đau khổ cái đêm không răng không sao cái đêm bí mật nặng nề của những chuyện tự tử quyên sinh thôi từ đêm ấy trở đi nó không còn mong gì bước chân về nhà nữa nó đành phải bỏ túp lều tranh rách dưới tồi tàn mà rất thân yêu ấy bấy nay trong hai mươi mấy năm trời đã quê quần dưới mái nào cha nào mẹ nào anh và nó đã đếm qua những ngày giờ vui sướng cũng như ngày giờ đau khổ, đã bao lần che chở cho nó được yên thân trong những cơn vụ bão tả như lở đất long trời. Rồi đây, thân phận nó sẽ nổi, chìm, rôi, giạt, lênh đênh như những cánh bèo mặt nước, như những mảng bọt giữa sông, cây chân gỗ nặng nề đã phá tan trong óc nó mất mối hy vọng đến những ngày no ấm, đã bày ngây ra trước mắt nó cái đoạn đời khốn nạn của người hành khất lúc mưa cũng như lúc nắng, đến cửa nhà nào cũng chỉ như để đợi nghe cái câu bất tử, không săn. Đi đi, đau lòng quá đổi, thằng hai tay bưng lấy mặt, khóc lên dương dức, chợt một cơn sấm động u u làm nó sợ hãi đến bay hồn, trên trời bấy giờ sấm chớp đùng đùng, gió thổi lại càng thêm mạnh. Chết nổi, mưa bây giờ thì mình ra sao, dễ thường số mình bị trời đánh chắc, nó vừa bâng khuâng nghĩ thế thì đã thấy, lục bục. Một vài hạt nước mưa to ném xuống như mấy tiếng dạo trong một khúc đàn rồi Theo sau vài cơn gió mạnh, bài âm nhạc sầm sập, rào rào chỉ những cơn gió thổi từng cơn Tiếng nước tơi giả dích kéo dài cái điệu buồn buồn mà tẻ ngắt vì không thay đổi Cái khúc âm nhạc giả dích, trời mưa Thằng hai phải vớ nạc đứng ngay lên, tìm cách nó mình, lom khom ẩn dưới gốc cây Thỉnh thoảng, một vài giọt nước rơi vào mặt, vào đầu, vào gáy, vào lưng nó làm nó rét run lên cầm cập mà dưới đất, những hạt mưa lăn tăn bắn lên chân nó làm nó thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng nó chỉ đành lom khom đứng yên một chỗ, lưng mỏi giả rời, chốc chốc ngoáp dài một cái rồi lại nhìn đến cơn mưa, cái cơn mưa chốt nước của những ngày hè uệ oải, có dư sấm sét rất đáng lo ngại, hai ba lần, nó phải bưng tay, nhắm mắt, trong lòng hồi hộp mà chờ cái chết, vì ngay trên đầu nó thấy những cơn ủng ục, dữ dội, cũng may những con ma chắc không bay đến ẩn mình vào cây nhạn ấy, nên những tiếng sét đoành đoành, đi sau ngưỡng dây chớp sáng quang đã tha cho nó, chỉ đánh xuống những nơi ở tận đầu xa. Nó cứ đứng thế, mặt đất sũng nước đã ngập cả một bên chân nó tưởng chừng như mưa không bao giờ tạnh được, nhưng độ một vài giờ sau thì hết cơn mưa. Hai xuân bấy giờ đã nhọc lắm, đến chân tay cũng không buồn cử động nữa, rồi cái đói giúp cái nhọc nó chẳng còn bận tâm lo nghĩ chuyện gì, nó đổi chỗ đứng một tay vòng nạng, một tay kê sau gáy để đỡ lấy đầu, nó cứ việc tựa lưng vào gốn nhãn, chống tay vào nạc gỗ mà đánh một giấc ngủ rất say xưa, cái giác nguy hiểm của những người bục đói như cào, có khi ngủ không dậy nữa. Nó cứ đứng thế mà ngủ được mãi đến khi trời tang tảng sáng, mãi đến khi có một đàn kiến bị nước phá tổ nhung nhúc bò ra, một vài con đỏ như lửa mà to như hột thóc bò lên bàn chân thịt của nó, cong đuôi đốt nó, nhoi nhói như kim châm hai xuân bấy giờ mới vùng thức dậy, dụi mắt, dù kiến rồi ngơ ngác nhìn cũng hơi ngạc nhiên vì mình đã ngủ, trời tuy đã sáng nhưng chung quanh nó, nó chẳng non được giỏ vật gì, nó chỉ thấy một màu trắng toát, một bức màn xương, nhưng vì nghĩ ngay đến chuyện về nhà, nó cũng cầm lấy nặng. Trên đường đê lầm lội mà trơn hơn rêu bám, thằng hai lùi tuổi chống nặng về nhà, đi giữa cái đám rước, những cốc và run những con nòng nọc mới đứt đuôi lăn tăng nhảy trước mặt nó và những con rôn đen xì xì, to như cái đũa ngọ nguậy bò dọc bò ngang, vẽ trên đường đi những vết dài dài, thằng hai cứ việc bước đi, lội lõm bõm mà đi. Về đến gần nhà, nó dừng chân lại đứng ngẫm nghĩ, chắc hẳn bây giờ thế nào anh cả nó cũng ra ga rồi, trời chưa sáng rõ là vì có sương, nó vào bây giờ chỉ còn việc là lại từ cha mẹ, nó đến cửa, khẽ gõ mấy cái vào phên thì cửa mở ngay mẹ nó có vẻ ngạc nhiên hỏi nó mày ngủ đâu về thế con dạ tôi ngủ đằng nhà anh xã thế à thế đã cơm nước rồi đấy chứ đã anh ấy gọi tôi đánh chén vì hôm qua anh ấy phát tài to sao quần áo mày ướt đầm cả thế kia nhà ruột sao tối hôm qua mày không về có tôi có về anh cả nói với thầy u những gì tôi đã biết hết tôi thấy thế nên tôi lại đi thế anh ấy đi làm chưa u nó đi rồi vào con theo sau tiếng thở dài của mẹ nó bước chân vào ố này lại bố nó no vẫn ngồi một chỗ như đêm hôm trước thầy đã dậy làm gì thế đã ngủ đâu mà dậy đêm qua có ai ngủ đâu rồi bố nó no cũng thở dài như mẹ nó hai xuân bấy giờ mới định nói thật có nói vì thấy ấp úng khó khăn chẳng khác gì một đứa trẻ con bập bẹ thầy u à? tối hôm qua anh ấy nói với tôi những gì tôi đã biết cả tôi về bây giờ là để lấy mớ quần áo cũ và cái thẻ của tôi để tôi đi đây tôi phải đi chứ tôi ở nhà thế nào được rồi nó đứng cúi mặt nhìn xuống đất trong lòng thật đau đớn cố cầm lấy nước mắt lúc đó đã thấy chạy quanh mỗi phút im lặng mà tưởng như rất lâu bố mẹ nó vẫn không đáp nó nó chỉ nhận được hai tiếng thở dài áo não vô cùng hai xuân nói tiếp tôi cũng biết thế này là phiền não cho thầy u lắm thầy u chẳng nỡ thầy u vẫn có bụng thương tôi nhưng khốn nổi là nếu ở nhà, tôi không làm gì kiếm ăn được, thầy U có nuôi được tôi đâu, tôi không đi cũng không xong mà. Mẹ nó vẫn đứng ngây người như một khúc gỗ, nó phải dục kìa U. U lấy đi cho tôi, để tôi đi cho sớm sủa, tôi đi thế này tôi cũng khổ lòng lắm, nhưng thôi, thầy U cũng chưa lo phiền, rồi dăm ba ngày một lần, tôi sẽ về thăm thầy U, thầy U không sợ mẹ nó bấy giờ đưa cho nó một gói nhỏ trong cái khăn bọc ngoài đã bạc phơ, bảo nó, cả mấy cái quần áo cũ và cái thẻ u gói kín trong này đây, đừng bỏ mất đâu mà khốn. Nó đỡ lấy gói, lần đến một góc nhà với một cái nón rách xuống, đội vào đầu, thôi, thầy u ở lại, tôi đi đây, tôi đi rồi tôi về luôn, đừng nói gì cho anh ấy biết. Ông cụ ấy vẫn không đáp nó, chỉ nằm xuống giường để tay lên chán. Hai Xuân vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy bên trong bố khóc lên hậm hực, nó đau lòng qua đỗi. Mẹ nó cũng theo nó bước ra, nắm chặt lấy nó như chẳng nỡ rời tay, nó dương to con mắt nhìn cái mặt gian reo, đau đớn mà thân yêu ấy một lần cuối cùng, nhìn túp liều tranh âu sầu, ủ rột, e l và úc đó cũng đang thanh thoát giỏ lụy, rồi khẽ bảo mẹ, u buông con ra buông con ra cho con đi, bà cụ đờ đẫn buông tay, ngơ ngẩn nhìn con mi mắt và mồm như bị một cái gân tai ác giật lấy giật để, rồi bà cụ đưa ngang cánh tay lên mặt, hai xuân tần ngần đứng đấy, trông mẹ khóc mà cảm động quá, thương quá nhưng sau ý chừng cũng biết rằng đem nước mắt mà chống với cuộc đời thật chẳng lợi gì, nó dàn lòng quay mình, mắt đăm đăm nhìn xuống đất, mặt có vẻ dữ tợn, đáng ghét, nó rào cẳng bước đi, bước thẳng đi một mạch. Bà cụ mẹ nó, vẫn tay bưng lấy mặt, rung động hai vai mãi đến lúc con đã đi xa mới mở mắt ra nhìn. Hai ơi, ơi Xuân ơi, Xuân ơi, không biết bụng nghĩ ra sao mà bà cụ ấy gọi con dối rít nhưng vì đã đi xa lắm, nó không nghe tiếng, cứ việc cắm cổ mà đi, rồi thấy bà cụ ấy chạy theo con, vẫn ra sức gọi thương thay. Mái tóc hoa dâm đã điểm 60 tuổi trên đầu mà bà cụ ấy vẫn chưa biết mình thân già tuổi yếu ton ton chạy được vài mươi bước thì trổ mặt đê trơn như đổ mỡ đã làm bà cụ té nhào lắm lét từ dầu đến chân, nằm trong vũng nước đầy vừa run vừa khóc, bà cụ ấy ngã đau, đau lắm nhưng cũng cố gượng chống tay nghỉnh cổ mà nhìn, nhìn đến đứa con thân yêu kia, nhìn đến thằng hai lúc ấy chỉ còn như một cái chấm trông thẳng về cầu sắt Hà Nội mà đi, dần dần biến mình vào đám sương mù. Gia Lách 1931 Bà Lão Lòa 76 tuổi đầu mỗi bữa tất tiểu ăn một lưng cơm, bà lão lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh rẩm với vợ, một chị mò cua bắt ốc, khốn thay, dưới nách hai đứa con mọn, cũng đã lắm phen nhăn nhó vì chẳng đủ ăn. Hai mươi năm về trước, bà lão lòa này còn là người có của trong làng. Con trai bà nó chơi, nó phá, nó bán ruộng, cầm nhà rồi nó bỏ bà nó đi, chẳng biết đi đâu lòng mẹ đối với con tuy có giận mà vẫn có thương, bà khóc lóc một mình đến nỗi lòa cả mắt. Trong thời bà còn giàu có, ngoài những việc cúng tiền tô tượng đúc chuông, bà còn năng giúp đỡ kẻ nghèo khó. Trong họ ngoài làng, nhiều người đã được nhờ bà mà đến khi gặp bà bước khốn cùng thì chẳng ai thương cả. Cũng vì xưa kia đã nhiều phen ngửa tay nhận lấy đồng tiền cứu giúp của bà, bác đánh rậm đành cắn răng, vuốt bụng, nhắm mắt nuôi cô trong lúc hoạn nạn nhưng vốn bị ma nghèo ám ảnh mới nuôi cô được độ ba năm bác đánh rậm đã thấy nản lòng cái cảnh tung bấn nó thường đẩy người ta vào trốn bùn nhơ nó thường buộc người vào vòng tội lỗi đối với bác đánh rậm ác hơn nó làm bác quên bỏ cả lương tâm quên hẳn cái ơn ngày trước bác ta chỉ còn biết xót ruột khi bà lão lòa lo lò do ngồi vào mâm cướp cơm của vợ của con nhà bác buổi chiều hôm ấy trước túp lều tranh siêu vẹo như chỉ còn chờ một trận gió to là đổ ụp xuống. Cái sân đầy những bã mía, lá khô, một mâm cơm bát đàn đũa mộc trong để đĩa cá rô kho chuối với đĩa cá đen xịt đen xì, cầm trên tay mấy bát cơm ngô vàng ói, bà lão lòa, bác gái và hai đứa bé chỉ còn chờ bác trai rửa mặt rửa chân tay ngồi vào là cùng cầm đũa đàn ruồi vù vù bay lung tung như đánh trận, hết bâu đầy vào mấy nốt mụn chốc trên đầu thằng cu con lại bay xuống đặt mình vào đĩa cá, bác trai, người mảnh khảnh, đen như củ súng, chán răn, má hóp, mắt kèm nhèm, mặc cái áo vải vá đã đến năm mười miếng mụn, đóng khố, vừa ngồi xổm xuống đất cầm lấy bát cơm, vợ đã vội hỏi, bố nó hôm nay kiếm được bao nhiêu tất cả ấy tôi chỉ được có bốn sóc cua hai xu với một mẹt tôm diêu năm xu là bảy đấy thôi gạo ăn bữa mai hết rồi hôm nay được thêm mẻ lươn thì ác quá gặp đứa nào cũng trả rẻ lang thang khắp chỗ mãi đến chiều chẳng thấy ma nào hỏi lại phải bán tống bán tháo đi cả ếch cả cá cũng chỉ được ngót hai hào vợ nhìn chồng thở dài rồi lại nhìn đến niêu cơm thằng cu lớn sới một bát nhường cho em còn mình thì cầm cây đũa cả gấp những hột còn dính lại bà lão lòa ăn hết một lưng tay lầy bầy chìa bát ra toan xin ít nữa chưa kịp nói bác gái đã quát hết rồi còn đâu nữa mà chìa mãi bát ra đến tôi đây quần quật suốt ngày đã ốm cả xác mà cũng chỉ được có ba lưng thôi đấy bà không phải làm gì ngồi nhà ăn ít cũng được bà lão giật mình đỡ người ra một lúc rồi đứng lên đi vào trong nhà ngồi xuống bậu cửa lấy cái tăm gài trên mái tóc xuống xỉa răng mặt trời sắp lặn còn xiên qua lũy tre xanh tàu lá chuối mà dọi ánh sáng đỏ đó vào gian nhà. Dưới những đám mây thiên hình vạn trạng màu cá vàng trăng dọc trăng ngang phủ kín một bầu trời, một đàn xếu xếp hàng chữ nhân bay từ Bắc về Nam, vươn cổ kêu oang quá. Oa. Trên mấy ngọn tre gió thổi ngả nghiêng, dăm ba con trèo bèo tung tăng truyền cành này sang càng khác, còn đua nhau hót như muốn cất giọng chào mặt trời trước khi vào tổ. Bà lão lòa ngồi trầm ngâm chống tay lên chán, nhân hôm ấy chiều trời êm ả. À gió thổi hay hay, chim kêu xào xạc mà một mảnh đời dĩ vãng như một luồng chớp ngoáng, trong trí bà lại thấy hiện ra ngoài cổng, một ông lão ăn mày lụ cụ đến ăn xin. Con vện con vàng đang nằm trong sân bỗng nhảy sổ ra cắn xa xả. Tiếng một bà ngồi trên sập gụ bên trong quát thằng nhỏ ra mắng chó, dắt ông lão ăn mày vào thết một lưng cơm. Bác nhiêu bê, vừa bị nạn hỏa, rủi đông, vợ lại hậu sản mà chết. Trong gian nhà lụp sụp, thằng cu lớn cái đĩ con mồi mã la mã lệnh với thằng cu mới đẻ, cuộn tròn trong cái tã nâu, nằm ngay cùng giường cái xác mẹ nó. Tiếng ba đứa trẻ khóc như dị cả đêm hôm trước, bố chúng nó ôm đầu mà khóc, sáng hôm sau mới bảnh mắt đã thấy đội nón ra đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà chưa thấy về, bụng chúng nó đói cào như mối sát. Bỗng thấy ai nói văng vẳng như tiếng bác nhiều thằng cu lớn quệt nước mắt, lùi tuổi bước ra. Quái thay, một bà khách lạ nào miệng bỏm bèm nhai trầu váy sồi áo lụa xệ nệ trên đôi dép da cong bước vào nhà ôm lấy thằng cu con mà kêu tội nghiệp rồi thấy bà khách cởi hầu bao lấy ra một cuộn giấy bạc bác nhiêu đưa hai tay nhận lấy dòng dòng nước mắt tạ ân giữa chợ gần chỗ hàng gà hàng cá mùi hôi tanh xông lên nhức đầu một đám đông súng quanh một người đàn bà ăn mặc rách dưới tay ôm đứa bé chừng bốn năm tháng thưa bà cháu chỉ lấy con năm đồng thôi đây ạ thôi trả của đâu mà trả đến 5 đồng, trông gầy thế kia, biết rồi có sống được không, ba đồng đấy, bằng lòng đi, người nọ xô người kia, chen nhau len và ở có người đứng ngoài, không hiểu chuyện, tưởng họ mặc cả gà, khi kiếm chân, nghiền cổ nhìn vào mới rõ. Giọng nói phều phào một bà cụ già lụ cụ, rõ tội nghiệp chưa, tôi mà có 5 đồng thì tôi trả ngay, bỗng có một bà ăn mặc lụa là, người trông phúc hậu, len lòi vào cất tiếng giọng giặc hỏi, này nhà bác kia làm gì mà đến nỗi phải bán con đi thế thưa bà nhà con phải bệnh liệt giường liệt chiếu đã hơn nửa tháng nay không có tiền thuốc thang gì thì chết mất con phải bán cháu đi để cứu lấy nhà con mất đứa này còn mong đẻ đứa khác chứ để chồng chết thì rồi tất chết cả mạ con cháu nước mắt chảy xuống dòng dòng nỗi thương đưa lên nghẹn cổ người đàn bà không nói được nữa gục đầu xuống mặt con mà khóc nức nở na ị cứ ẵm cháu về đừng có bán nó đi mà phải tội đấy. Năm đồng đây tôi xin giúp, hãy cầm về mà liệu thuốc men cho bác trai, người kia ngạc nhiên ngơ ngác nhìn lên, mãi chưa dám tin là thật, bằng hoàng như đang lúc chiêm bao, giơ tay ra nhận tiền, rồi không biết nói thế nào với vị ân nhân của mình, phục ngay xuống đất mà dưng dứt khóc. Đám người tản mát, có kẻ thì thào, người đâu mà phúc đức tệ. Ấy đó đổi lại bao nhiêu điều thiện xưa kia ông trời cay nghiệt nay đều trả bà bằng hai con mắt lòa với một cảnh ăn gửi nằm nhờ cực kỳ khô sơ. Cho rằng kiếp xưa tiền oan nghiệp chướng chi đây, nghĩ thương mình, thương đứa con bất hiếu, thương vợ chồng con cây bác đánh rậm, bà lão lòa thổn thức, trên hai gò má răn reo lại thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng ròng. Bà lão gục đầu xuống gối tỉ tê khóc không ra tiếng, chỉ thấy sụt sùi hậm hực, khiến thằng cu con lò dò bò đến với bà không hiểu ra sao bỗng cũng khóc thét lên. Bác gái chạy vào bực mình xỉa sói. Này bà, bà đừng làm sốt ruột. Bà ăn xong bà đã chẳng làm được việc gì thì cứ ngồi yên một chỗ hay ẩm cháu giúp tôi. Bà đừng có sụt sùi khóc lóc, đây không ai chết mà bà phải khóc. Giọng nói dây dứt mà lanh lành như từng nhát búa bồ vào thành sắt vang động bên tai. Bà lão hoảng hốt trong hai con mắt lòa trợn trạo cầm nước mắt cho khỏi chảy ra, trông rõ đôi chồng trắng đảo đi đảo lại trời làm đói kém thế này vợ chồng chúng tôi không thể nuôi bà được nữa đâu bà phải liệu mà giúp đỡ chúng tôi mới được rồi từ mai trở đi để thằng cháu nó dắt bà ra đầu đê bà ngả nón dưới bóng cây gạo mà ngồi thấy tiếng người chợ búa qua lại thì bà chìa giá ra xin nếu có được mỗi ngày một vài xu cũng là đỡ được cái mồm bà rồi đấy độ 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 đã được nửa tháng nay sáng nào cũng thấy thằng cu lớn dắt bà ra ngồi đầu đê rồi chiều đến lại dắt về trong bọn những người chợ búa qua lại con đường cái quan, tạt vào đường đê, thấy một bà lão lụ cụ, hồn hền thở, ngừng đầu chìa nón kêu van, cũng đôi khi có người vứt cho một vài đồng kém. Chẳng may, nếu hôm nào về tay không thì vợ bác đánh rậm cháu bà lại nghiến răng xỉa sói thậm tệ, hôm nay chẳng ai tí cho bà đồng nào Bà có biết thế là bà lại ăn phần cơm của thằng cu lớn đấy không? Từ mai, bà liệu mà kêu to lên mới được hay tại bà ngồi dưới bóng cây mát mà ngủ thiếp đi. Bà liệu đấy, bát cơm ngô điểm quả cà thiêu, bà lão lòa trước khi và vào, vào mồm đã chan đầy như canh bằng nước mắt. Một ngày kia, trời tháng ba nắng gay gắt, bà lão lòa dưới gốc cây gạo, ngồi từ sáng đến quá trưa, bụng đã đói mềm mà chẳng thấy ngồi khách đi đường nào vứt cho lấy một đồng trinh. Trên cành cây, thỉnh thoảng lục đục rơi xuống đường đê một vài bông hoa gạo mỗi khi quả cây tha mồi về tổ cho con lại đập cánh sập xẻ vươn cổ kêu, qua, qua, như gợi một mối thương cho người ngồi dưới gốc, xa xa, trong cánh đồng bát ngát một màu xanh, mấy người làm ruộng nhễ nhại mồ hôi, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Một đàn chim vành khuyên trong bụi rậm kia đang truyền cành này sang cành khác cũng không con nào kêu hót, kiếm ăn một cách rất lặng lẽ. Phong cảnh dường như mệt mỏi những tiếng vang động đều bị sức nóng mặt trời át mất hẳn đi. Trên con đường cây quan, thỉnh thoảng thấy tiếng một cái xe hơi như một mũi tên bay, vo vo chạy qua rồi biến mất vào trong đám bụi mù xa tít. Bốn bề im lặng như tờ, hai cánh tay khẳng khiêu ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cố quật lại với cái đói nó cào xé ruột gan, bà lão lòa thở hồn ha hồn hên. Chợt có tiếng người dẫm lạo xạo trên đống lá khô, đi về phía mình bà lão vội chìa ngay nón, lại ông đi qua, lại bà đi lại, cứu cho thân tôi lấy một miếng cơm, tôi đây, phải ai đâu mà lại với lục, bà được đồng nào chưa thì đưa đây cho tôi, đã được đồng nào đâu, chẳng thấy ai đi qua đây cả, mẹ nó có dắt tôi về thì dắt, tôi đói lắm rồi, bà đói à, bà đói thì dễ tôi no à, bà hãy ngồi đấy xem sao, buổi chợ chiều nay, rồi họ về qua đây nhiều, chốc nữa tôi sẽ bảo thằng cu nó ra nó dắt. Rồi bác ta thoan thoát bước đi, cái váy cuốn cỡn để lộ hai ống chân trùng trục, đen thui, giỏ cua đeo sau lưng cũng theo nhịp từng bước mà lắc đi lắc lại. Về đến nhà, sung sướng thay đã thấy bác trai ngồi phì phèo thổi lửa làm cơm dưới bếp. Nghĩ thầm hẳn bố nó hôm nay được mẹ phát tài, bác ta rửa chân tay xong, vào hú hí ngay với con. Bỗng trên trời mây kéo đen nhịp tối sầm hẳn lại, rồi nổi một cơn rông bác đánh rậm chạy vội ra sân vơ quần áo đem vào nhà dục thằng cu lớn mau mau chạy ra để dắt bà về kẻo mưa to gió lớn nghe câu ấy bác gái ngồi ôm con một góc giường cao mày ngẫm nghĩ thật vậy bà bốn năm nay bác ta đã nhịn như nhịn cơm sông ấy rồi quá lắm thì không chịu được mặc kệ bà ấy để bà ấy chết quách đi cho rảnh mắt rồi hiện ra lần lượt trong trí bác những ngày chờ trời trai trời gió những ngày lửa hạ trang trang ruộng khô đồng nứt Kiếm chẳng ra tiền, hai đứa bé bò nheo bò nhóc, một niêu cơm ngu chia khắp cả nhà, bụng mẹ đã chẳng được no, còn lấy đâu ra sữa nuôi con. Mà bà lão lòa kia thì, ngày kiếm được một vài xu cũng như ngày không kiếm được đồng nào, chẳng nhịn được bao giờ, cứ đến bữa là ngồi vào mâm, chìa bát ra cho thằng cu sới. Không, không, không thể thế được, bà lão ấy chỉ là một bà cổ, mà lại là cô họ một người chồng, có lẽ nào báo hại mãi nhau. kia. Thằng cu, tao bảo thế nào, không bỏ bếp đấy mà ra dắt bà về à, ông lại đết cho bây giờ, bỗng bác gái đặt phịch con xuống giường, quặn mình nhăn nhó, ôi trời rất ôi, ôi trời rất ôi, chết chửa à, làm sao thế, sao thế hờ mẹ nó, sao mà bụng tôi cứ thấy đau xoắn lại thế này, ôi trời rất ôi, đau thế này thì đến chết mất thôi, chết chửa kìa thằng cụ, ấm em dỗ đi, dỗ đi cho nó nín đi rồi dậy đấm cho u mày một chốc để tao đi nướng hòn gạch mà trường bụng vậy. Rõ khổ chừa, bên ngoài mấy hạt mưa bắt đầu ném vào mái tranh lộp độc rồi trời đổ cơn xuống rào rào dần dần mưa càng to, gió càng mạnh. Mỗi lần một luồng gió thổi trên không nghe ào ào là một lần nước đổ như chút xuống sân. Trời tối mịt, thấy mẹ đã ngủ được yên, thằng cu bước xuống đất, phong phanh trong tấm áo vải, ra tựa cửu đứng nhìn. Tiếng sấm động ù ù mỗi khi chớp ngoáng chớp nhoàng nó lại nom rõ thấy giữa những vũng bong bóng phập phồng những dây nước ròng ròng từ mái tranh giỏ xuống rồi thỉnh thoảng lại đánh đoành một cái những tiếng sét vang trời đánh nhịp hòa theo với tiếng mưa giả rích tiếng sấm hục hặc nổi sôi chợt nghĩ đến bà nó ở ngoài đầu đê không biết ra sao quay lại nhìn thì bố nó vẫn lúi húi dọn cơm nét mặt thản nhiên như không thằng cu phụ phịu nét mặt hỏi gác kia thay Thế bà ở ngoài đầu để nó chưa nói hết câu, bố nó no đã như bị một luồng điện giật, nảy người ra, mắt tròn xoe, mãi mới nói được. Chết chửa, biết làm thế nào bây giờ? U mày đau bụng, kêu dối rít lên, làm tao cũng quên bẵng đi mất. Thế thì chắc bà chết rét mất rồi. Còn gì nữa, nghĩ đến cái chết của bà lão lòa ở ngoài đầu đê tình cháu đối với cô bác đánh rậm dùng mình, rợn tóc gã ị nhưng bác tự dối lương tâm, bác đáp lại con, ôi già chào việc gì phải sợ dễ bà lại không biết lần mò đến một cái quán nào đấy mà ẩn hay sao rồi bác gọi vợ con dậy ăn cơm bữa ấy bác gái tuy kêu đau bụng mà cũng cố ăn được đến bốn năm lưng mặc dầu hai đứa bé không thấy bà nó đâu thường nhắc đi nhắc lại trời vẫn mưa lúc to lúc nhỏ giả rích suốt đêm sáng hôm sau ánh sáng mặt trời xé những đám mây bay tan tác chiếu xuống trông lại càng tươi càng đẹp trên mặt đường đê nước đóng từng vũng những người đàn bà gồng gánh ra chợ phải săn váy vén quần, lội bì bõm, hễ ai hơi trượt chân muốn ngã là cả bọn lại khúc khích cười. Những đám cỏ bấy lâu phơi nắng xám cả màu, sau một trận mưa rào đã trông thấy ngay cái vẻ tươi tốt. Trên mấy cây bàng, một đàn chim sâu, con ngửa cổ uống nước, con đập cánh rũ lông, kêu hót vang tai. Vệ đường loáng thoáng thấy cảnh cây rơi rải rác, phong cảnh trông có vẻ khoan khoái cái khoan khoái của phong cảnh sau trận mưa rào cũng như cái khoan khoái của người sau khi tắm ngồi bác đánh rậm hôm ấy dậy rất sớm đóng khố cài rổ vác vượt ra đi mon men ở dưới chân đê lội lõm bõm qua mấy vũng bùn lầy xa xa phía dưới cây gạo chỗ bà lão lòa vẫn ngồi bác thấy giữa ruộng trong một đám mạ xanh tươi tốt một đàn quạ con bay con liệm kêu xào xạc rồi đậu súng xít vào một chỗ bụng tường hẳn là một tổ rắn chi đây bác ta vác ngay một vượt tre lên mặt rồi phăm phăm chạy lại. Đàn quả vùng bay lên rồi tản mát đi. Chào ôi, bước vừa đến nơi thì bỗng bác ta rú lên một tiếng, trợn mắt xít răng mà ngã phục xuống cạnh một cái xác. Cái xác một người đã bị quả mổ nát như xác bà lão lòa bị gió thổi xuống ruộng đêm hôm trước. Một cái chết. Bảy giờ tối, hai chúng tôi, cơm chiều xong, vừa định thắng bộ vào dạo chơi loanh quanh mấy phố thì trời bỗng đổ cơn mưa như chút phải bó cẳng ngồi nhà cảm cụi với mấy tờ báo chúng tôi xem đã uể oải mắt đã thấy mờ thì cửa vẫn khép chặt bỗng có người đẩy đánh sầm một cái tung ra giật mình chúng tôi ngơ ngác nhìn lên thì một ông lão ăn mày vừa lòa vừa cụt chân người quắt như con mắm nướng áo tơi nón lá chống nạc lê vào lại ông lại bà bố thí cho con đồng cơm bát cháo trong lúc khốn cùng không sẵn, đi đi, cửa nhà người ta khép thế mà cũng đẩy ra được, đã bực mình sẵn, lại thấy ông lão xông xáo qua đáng thế, tôi không chút thương mà gắt dầm lên. Bạn tôi vội xua tay ngăn lại, đứng dậy, ra ân cần để vào tay ông lão một xu. Ông lão cúi rạp xuống đất tạ ơn rồi lùi thủi bước ra, để lại chỗ đứng một vũng nước dây ở cái áo tơi chốt xuống. Bạn tôi cài then cửa rồi vào, không bao giờ tôi nữa đuổi một người ăn mày như anh đã đuổi. Tôi mỉm cười một cách nhạo báng. Bạn tôi xưa nay vẫn hay giảng đạo đức, thuyết luân lý. Anh đừng tưởng chuyện đùa. Những chuyện rất thường mà đối với người ngoài cuộc, lắm khi có ảnh hưởng lại rất sâu xa. Một người ăn mày đến kẻ nhè bên ngoài. Người trong nhà chạy ra mắng đuổi hát đi rồi đóng cửa đánh sầm một tiếng. Tưởng chẳng có chuyện gì bình thường hơn thế nữa. Thế mà cũng chỉ vì một chuyện đuổi ăn mày mà chính tôi đây, tôi đã được mục kích một tấn kịch rất đỗi bi thương. Nói đến đó, bạn tôi ngồi xuống ghế, vớ lấy bao thuốc lá lấy ra một điếu đánh diêm châm, rồi tiếp. Bên ngoài trời vẫn giả dích mưa to, hồi ấy, cách đây 6-7 năm trời, phải, 6-7 năm trời rồi mà câu chuyện xảy ra tôi còn nhớ mồn một như mới hôm qua. Năm 16 tuổi, học lớp nhất trường hàng vôi, tôi ở trọ phố bờ sông, nhà một thầy cai lấy thuế chợ. Con trai thầy mới lên 11, học lớp dự bị, ngày ngày 4 buổi đi về có tôi rất dìu Tôi đến dưới ngọn đèn dầu cũng tôi chỉ bảo, ra thế thầy cai tôi không được rõ, vì có người quen mách giúp nên việc tôi đến trọ nhà thầy là việc ngẫu nhiên. Chỉ biết hôm tôi khuân hòm đến thì, trên trò mũ trắng điểm vành băng đen, thằng hợi con thầy đã ngót hai năm chờ mẹ. Thằng hợi, tôi nhắc đến tên thì người, tôi cũng nhớ được ngay. Anh thử tưởng tượng xem, một thằng bé mới 11 tuổi đầu, mặt mũi sáng sủa, ăn nói lễ phép, đến trường học hành đã chăm chỉ về nhà việc vặt lại hay làm. Thầy cai rất yêu quý con trai, sợ cảnh gì ghẻ con chồng, chuyện lấy vợ kế thầy không hằng nghĩ đến. Nhưng xem ý tôi biết, thằng hợi không yêu bố nó chút nào. Chắc anh cũng chẳng lạ gì, một đứa trẻ, rất ngoan mà không ưa bố. Một người bố cũng thương yêu con như trăm nghìn người bố khác, chỉ vì cái nghề mà đến con đẻ rất ruột nó cũng không yêu. Anh thử tính xem, cái nghề mà cửa miệng thiên hạ vẫn nói nó đầy đọa con người một thời sông pha mưa nắng chỉ vì bổn phận mà đối với người nghèo hèn buôn thúng bán mệt đã bị họ coi như kẻ từ thù mỗi lần thầy cai đi sơ vít một qua cửa trường hàng vôi là lại một phen thằng hợi khóc nó khóc vì nó chẳng đang tâm trông thấy bố nó thẳng cánh đánh đập một bà lão bán bốn hay đá túi bụi một thằng bé con cho hòm kẹo đổ xuống đất tung tành nó khóc vì bạn bè trong trường khinh bỉ nó vô cùng thường rõ rẹo vào mặt nó mà rằng chúng tao không chơi với mày. Bố mày làm cai lấy vé chợ, sau những trận đau lòng ấy, chẳng biết trông cậy vào ai, thằng hợi chỉ còn ôm đầu lùi thùi lại cầm tay tôi, ngước mắt nhìn lên tỏ ý kêu van, dưới ánh sáng mặt trời xiên qua bóng mấy cây bàng, tôi còn thoảng nhớ cái nét mặt ủ rũ của thằng hợi, hai hàng nước mắt chạy quanh rơm rớm. Anh, nếu anh có đứng vào địa vị tôi bấy giờ, anh mới rõ được cái cảnh thương tâm ấy, thành thử nó coi tôi như một người anh, có lẽ hơn một người anh nữa, vì càng khinh bỉ bố nó bao nhiêu, tôi lại càng ái ngại cho thằng hợi bấy nhiêu. Nó cũng hiểu lòng tôi thế lắm, nhưng có lẽ anh đã nóng ruột rồi. Câu chuyện, đổi ăn mày, anh để tâm. Đây, tôi kể đến rồi đây. Buổi tối hôm ấy, cũng vào độ 7, 8 giờ, cũng về cuối tháng riêng ta như hôm nay, chỉ khác là bây giờ thời tiết dễ chịu mà năm ấy thì rét như cắt. Cây nhà tranh vênh hướng gió, cửa trông thẳng ra bờ sông chúng tôi ngồi trong, nghe bên ngoài tiếng gió ảo ảo, cột nhà chuyển lắc rắc mà những dùng mình. Phải, cái cảnh tượng đêm hôm ấy trí tôi chẳng quên mất một mảy may, cửa đóng kín im im, ngồi chùm đầu trong một cái chăn bông mà hai hàm răng tôi vẫn thấy trọi nhau lập cập. Thẳng hợi ngồi học cùng bàn với tôi nhưng không biết nó no nghĩ vơ vẩn điều gì, mắt nó thường không nhìn đến sách. Thầy cai thì ngồi chễm chệ giữa giường, bên đùi kê một hỏa lò than đỏ rực, trên để mấy con mực khô đang xèo xèo mùi mực nướng pha lẫn mùi rượu ngang thơm nức cả nhà, nghĩ đến mà thèm giỏ rãi. Chợt có người khẽ gõ vào cửa mấy tiếng rồi đánh, huỵch, một cái như có vật gì rơi xuống đó. Vừa toàn bỏ chăn, sò chân vào đôi guốc bước ra thì thầy cai giơ tay ngăn lại, cầm khăn ung dung chùi mồm, vuốt lại bộ dâu cong đâu đấy rồi mới cau đôi lông mày sâu gión lại, lên tiếng gióng giạc. Ai hỏi gì, bên ngoài lại thấy mấy tiếng gõ vào cánh cửa, thầy cai lộn tiết, quát, hỏi gì nói lên, nhưng gió vẫn ảo ảo, bạt cả lời thầy muốn nói. Chúng tôi lắng tai nghe, bên ngoài đưa vào một cơn ho lụ cụ, rời rạc như của một người mắc bệnh kinh niên, rồi thấy giọng run run đưa qua hơi thở hồn ha hồn hền. Lại ông lại bà, ông bà cứu con, vừa đói vừa rét thế này con chết mất. Chẳng cần nói tất anh cũng hiểu là một người ăn mày. Trong lúc đó túi tôi cũng có sẵn vài xu rúc dích, vừa toan mở cửa cho thì con người vô lương tâm kia đã lên giọng quát tháo ầm ầm bước ngay đi nhà khác đây không sẵn anh tính người ta đang đuổi thế mà mình lại cho tiền trả hóa ra chửi mát người ta hay sao nghĩ thế tôi đành khoanh tay ngồi nín lặng xem cái tấn kịch ấy nó diễn ra trong ba bốn phút ôi trời ơi còn lại ông ông không thương con chết mất à quần này lại muốn ra gan muốn sống thì xéo đi không lại vào bóp sớm bên ngoài tiếng nói lẫn tiếng khóc ối trời đất ơi con chết mất rồi đây ông có cứu con không gớm đến cái con người tàn nhẫn ấy thì không thể nào kể được tôi không ngờ lão ta nữa đứng phát dậy sẵn chậu thau nước lạnh để gần đấy liền nhắc ngay lên nhằm khe cửa đổ hắt ra đánh rào một cái rồi khoanh tay đứng nhìn mỗi phút một xa mấy tiếng gậy lộc cộc chống vào hè lát gạch theo sau một tiếng thở dài trừ ngọn gió ào ào thổi mạnh bốn bề lại im phăng phắc nét mặt vẫn thản nhiên như không, thầy cai lại ngồi vào mâm, gật gù mãi đến nửa đêm. Nằm trong chăn, thấy khác hẳn mọi khi, thằng hợi hôm ấy vừa đặt mình đã ngủ say như chết. Nhưng gần về sáng bỗng bàng hoàng tỉnh giấc, tôi thấy nó quay mặt vào tường mà khóc tỉ tê. Tôi nghĩ mà thương nhưng cũng không khuyên giải, biết rằng có nói cũng chỉ gợi thêm một mối thương tâm. Hôm sau, nhằm ngày thứ năm, phải buổi chữ nho, thằng hợi ở nhà, còn tôi đi học đến trưa cắp cặp về đã thấy nó đứng cửa mắt đỏ hoe anh ơi hãy ra đây mà xem đã rồi chẳng để tôi kịp hỏi nó đã xốc lấy tay tôi đi thẳng ra bãi trèo qua giải đê tôi thấy xa xa một đám đông vừa trẻ con người lớn đến gần lặng nghe họ bàn tán tôi hiểu ngay tất có chuyện buồn thôi thế cũng xong chết là may chết là hết nhiều người muốn chết mà chẳng được cơ lời nói lạnh lùng của một ông lão trên đầu hai thứ tóc mắt kèm nhèm quần áo rách như tổ đìa một thằng bé độ sáu tuổi nhăn răng bảo thằng đứng bên cạnh mày ạ à, trông đầu ông ấy như một quả bóng xanh xin kêu rồi mấy người đàn bà cười ô, chẳng để ý đến mấy người họ lấy khuỷu tay đầy mình chúng tôi rẽ đám đông ấy cố len lỏi vào cho được anh ạ à, tôi quyết không bao giờ quên được cái cảnh buồn tê buồn tái ấy nó hiện ra trước mắt tôi lần ấy là lần đầu. trời vẫn rét gió vẫn thổi ào ào trong miệng cây cống tròn bằng xi măng một cái xác ông lão ăn mày nằm còng queo hai chân co lên bụng còn hai tay vẫn như ôm lấy bị gậy cây nón lá rơi ra một bên bộ tóc lơ thơ mấy chòm râu lốm đốm phất phơ bay theo ngọn gió cái thân da bọc ngoài xương nằm đó cho rồi bâu nhặng bám phải chăng là người hành khất đêm qua lê đến cửa nhà tôi mà đã bị một chậu nước lạnh đuổi đi nghĩ thế rồi chẳng nỡ nhìn lâu cảnh ấy tôi dắt tay thằng hợi kéo ra chỗ khác nào ngờ nó cũng nghĩ như tôi, dầu dầu nét mặt mà rằng chính người ăn mày đêm qua rồi, anh ạ. À. Lời nói của một đứa trẻ ngây thơ ấy theo sau một tiếng thở dài mới tha thiết làm sao. Một khối óc còn non mà đã thấy cái chân tướng cuộc đời, trong lòng xúc cảm bao mối thương tâm mà chỉ biết phát lộ ra bằng một tiếng thở dài, một tiếng thở dài mà ngụ bao nỗi đắng cay, ý vị. Tuy chúng tôi không đứng lại xem lúc xe, măng ca, đến xe kế sắp ấy đi ra sao mà buổi chiều hôm ấy như bị một sức mạnh vô hình xô đẩy lòng tôi bỗng thấy buồn tê tái bài chẳng muốn học cơm chẳng muốn ăn muốn giải trí tôi rủ thằng hợi đi xem chiêu bóng thì nó cười cái cười giả dối ấy tôi còn nhớ mãi rồi nó hỏi vay tôi năm hào nói là để mua đền anh em quả bóng mà nó đã nhỡ chân đá vỡ cách đây mấy hôm tôi cho vay ngay nào ngờ chỉ vì chẳng nghĩ xa xôi mà một đời tôi rồi đây tôi còn phải lắm phen ân hận đi xem về tôi vừa gặp thằng nhỏ còn sách thùng đi gánh nước. bấy giờ thấy cai đang giờ. service thành cũng vắng nhà. mở cửa bước vào, tôi thấy thằng hợi đã nằm kín mít trong chăn. tưởng cũng như mọi khi, thấy rét thì đi ngủ. tôi đến bên giường khẽ lật chăn ra, y muốn kể lại câu chuyện vừa xem với nó. anh ơi, thật một đời tôi chưa bao giờ tôi phải một phen lo sợ mà cảm động như lúc bấy giờ. đây này, anh, trái tim tôi đã thấy đập thình thình. Chẳng khác gì lúc ấy, lật cái chăn ra, tôi thấy mặt nó xám ngắt, mắt nó nhắm nghiền mà tay nó thì lạnh giá như đồng. Một thứ lạnh của những xác chết, khiến ta chỉ hơi chạm vào là đủ dùng mình ghê sợ. Tôi biết ngay là có chuyện, cô nén cái sợ, ôm lấy ngang lưng nó mà lay gọi một hồi, chẳng thấy gì. Tôi đưa mắt nhìn ra bàn thì bộ chén để úp đấy thấy lẻ bên ngoài một cái. Tôi vội cầm đến thì còn thấy cặn, chào ôi, cặn giấm thanh thuốc viện mùi hãy còn sực nước đưa lên không biết sao, lúc bấy giờ tôi đã toan chạy đâm bổ ra ngoài đường kêu cứu mà rồi tôi lại quay vào, ôm lấy cái xác mà kêu, mà gọi một hồi lâu nữa. Mặt mũi nó trắng trẻo, phương phi, trông mà thương, mà tiếc vô cùng, tôi tưởng chừng như ôm vào lòng xác một đứa em, rồi không biết tôi nghĩ lần thần thế nào mà tôi nâng đầu nó dậy, in cặp môi tôi và chán nó mà hôn, như hôn một người yêu đang ngủ, thì mắt nó bỗng thấy mở hé ra, tôi còn nhớ mãi đến giờ hai con mắt ấy lờ đờ mà nhìn tôi như người ngái ngủ. Bỗng nó trợn mắt lên, há miệng như muốn nói, cố vùng tay giơ lên như muốn ôm lấy cổ tôi mà toan gọi, anh. Anh, thương thay, thằng hợi chưa kịp nói được điều gì thì, chừng như thuốc độc đã thâm đến ruột gan nó. Nó nhắm mắt dẫy mạnh một cái rồi buông xuôi hai tay mà ngặt cổ xuống giường, bọt mép sùi ra. Chuyện về sau thế nào, tưởng anh đoán lấy cũng hiểu. Riêng tôi, Tôi coi cái ngày hôm ấy như một ngày mà tôi phải để tang. Nhân thấy anh đuổi một ông lão ăn mày nên tôi kể chuyện lại anh nghe. Con người điêu trá. Nhà văn sĩ T. L. Một hôm kể lể với tôi, một đời tôi, tôi chỉ yêu có một người. Trong hai năm rời tôi cùng người ấy ăn ở với nhau. Tình yêu thật là thiết tha, đầm thắm. Tôi được sung sướng đến cực điểm tôi phải thú thực rằng sở dĩ tôi có cái danh dự ngày nay là nhờ nàng cả vì được gần gũi nàng thì cầm tới bút tôi mới mong được thấy cảm hứng chứa chan mới gặp nàng lần đầu tôi đã tưởng tượng ngay rằng nàng vẫn là người yêu của tôi tự bao giờ ấy dùng nhàn diễm lệ và đức tính của nàng thực làm thỏa lòng tôi quá khiến tôi đến phải mê tơi con người ấy không bao giờ bỏ tôi chẳng phải hạng ăn sổi ở thì đã đã từ trần trên giường tôi nằm trong cánh tay tôi ôm ấp, thực đến lúc chết mà vẫn yêu tôi, rõ thảm. Ấy thế mà mỗi khi chợt nghĩ đến nàng thì tôi giận lắm. Nếu lúc nào tôi cố lục tìm trong trí nhớ, cố tưởng tượng cho thấy trong óc cái hình dung yểu điệu, thướt tha của con người ấy, cái đường môi lệch, lời nói dịu dàng thỏ thẻ, cặp mắt rất say sưa. Nếu lúc nào tôi lại được thấy trong trí tưởng tượng con người nõn nà nghiêm nước nghiêng thành đã cũng tôi ăn ở non vợ chồng mà giả nhân ngại ấy thì chỉ cốt để tôi được trao mày trao mặt mà thét lớn rằng, tao ghét mày. Tên nàng, nàng bảo, Bích Nga, ở nhà một bà bạn mà chúng tôi được cây hân hạnh gặp nhau. Người ta gọi nàng là bà Tham Ngọc, bà Tham Ngọc đã quá chồng, chồng bà, một ông tham tá công tránh, đã dắt vợ đi khắp thâm sơn cùng cốc ở cõi Đông Dương, rồi vì nước độc đã bỏ mặc vợ mình bơ vơ trên cõi thế, mà hình như nàng cũng đã đi lắm nơi xa thì phải. Khi trò chuyện, có lúc thốt nhiên nàng nói một buổi chiều, ở cổ viện đế thiên, đế thích, hay, sáng sớm tinh sương hôm ấy trên bờ sông cửu uốn khúc tại kinh thành luông Prabang. Ngoài ra, không có sự gì tỏ rằng con người ấy đã đi nay đây mai đó. Trong vẻ người, giọng nói, không một nét nào chứng thực được cái vội vàng, hấp tấp những lúc khuya sớm, đi, về. Nàng vốn là gái Huế, cư trông lối y phục thanh tao, dáng người bệ vệ ấy thì không ai dám bảo nàng đã là vợ một người luôn luôn nay đó mai đây khi tôi hiểu rằng tôi đã quên ăn bỏ ngủ vì nàng thì điều trước nhất của tôi là muốn xin cưới ngay nàng làm vợ tôi nhờ bà bạn gái kia đem lời cầu hôn khẩn khoản nói giúp tôi nhưng thất vọng thay nàng kêu là nàng đã dập tắt lửa lòng không đời nào còn mong tái giá thế là tôi phải tìm đường gìn giữ sao cho khỏi gặp mặt nàng nhưng nào có được lòng yêu chuộng xưa kia đã khiến tôi vì nàng mà quên ăn bỏ ngủ thì sự thất vọng ngày nay làm tôi chẳng còn khối óc làm lụng được một việc gì. Nên, lần thần, tôi nghĩ cách đi xa. Tôi đang sửa soạn hành trang, lòng buồn tê tái, đứng trông mấy chiếc hòm và chiếc vali há rộng miệng ra nuốt những áo quần với đồ lặt vặt của kẻ đi xa thì chợt cánh cửa hé mở từ từ, để lộ ra vẻ mặt âu sầu của bà Tham Ngọc. Phải, chính Bích Nga đứng đó, thỏ thẻ nói rằng, gạch nối chấm 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 nghe như ông định thu xếp vào sài gòn làm ăn thì phải vâng tôi chưa kịp lại biệt chào bà thấy tôi chỉ nói đồng đỉnh lạnh lùng bích nga bấy giờ vừa run vừa hỏi mình phải nàng gọi ngay tôi là mình mình định đi thật đấy ư ừ. tôi vẫn biết khổ lòng lắm mình ạ à, mình vì yêu tôi nên phải tìm cách xa tôi còn tôi tôi cũng xin thú thực rằng đối với lòng yêu chân thật của mình tôi rất lấy làm cảm động nhưng khôn nỗi tôi tôi không phải, quá chồng. Thế là đến tận bây giờ, cái tiểu sử đau đớn của nàng tôi mới được nàng kể rõ cho nghe. Thực là một cuốn tiểu thuyết trường thiên về tình yêu, tình phụ. Chồng nàng rượu trẻ be bé bét, thường đánh đập nàng, ba năm nay rồi, hai người đã bỏ lửng nhau. Nàng bồ côi cha mẹ từ thuở ngây thơ nên được một ông chú thương yêu lắm lắm. Ông chú ấy hiện giờ làm quan tại Huế, nhưng vì đã ép duyên nàng nên nàng cũng giận từ độ ra ngoài Hà Nội này, Nàng chẳng hề có lấy một chữ gửi thăm Chị ruột nàng lấy kế ông Phủ Vĩnh Tường mà cậu nàng thì hiện giờ là một ông giáo Người đã cao niên, dạy học trong một trường công ở ngay Hà Nội Vì xưa kia trong nhà có chuyện hiềm khích nên dù nàng là cháu mà nàng cũng chẳng hề đến cửa bao giờ Còn Bích Nga, buồn vì thân thế, mấy năm nay đã ăn ở ra con người liêu tịch Cố lấy cái vỏ ngoài điểm trang lòe loẹt để giấu kín một trái tim đau khổ bên trong nhưng nàng tuy bơ vơ một mình mà chẳng phải lụy ai, vốn có tài về nghệ thuật nữ công nên vẫn sống một cách thành thơi, phú quý. Hiện giờ, mấy cô tiểu thư nhà mấy ông quan lớn đang cầu nàng đến dạy cho thiêu thùa, bánh trái và cả ca hát, địch đàn. Thiên lệ sự ấy, nàng kể tôi nghe rất là cảm động, dẫu rằng trong khi trò chuyện, nàng thường nói đi nói lại mãi chẳng nên lời, một cái kém hèn của bọn phụ nữ ngây thơ. Chúng tôi bèn thuê một căn nhà rất đẹp, rất xinh ở con đường hàng cỏ. Cứ chiều chiều, chúng tôi cùng nhau sánh vai ra ban công hóng mát, nhìn hai dạng cây lá xanh tươi tốt, con đường vắng vẻ, vỉa hè cỏ mọc um tùm mà tưởng tượng như mình ở cảnh bồng lai. Trong một năm tròn, tôi cứ muốn được luôn luôn quấn quýt lấy bích Nga để ngắm nàng tha thướt ra vào, để nghe nàng ngây thơ cười nói, mặc quách cả những anh em, nếu nàng không dục tôi mau mau trở về tòa soạn nàng luôn luôn nhắc tôi chớ hứng hờ với cây viết để nàng cũng đem ngón nữ công, đàn địch ra dạy bọn tiểu thư vẫn hết lòng mong đợi nàng kia. Suốt ngày, chúng tôi phải cách xa nhau, gặp nhau chỉ chờ đến chiều, đến tối. Từ tòa rút trở về căn nhà chúng tôi nương náu, mỗi bước chân đi đối với tôi là chút được một ít nặng nề, vô vị của đời. Tới nhà phải đợi nàng thì nóng lòng sốt ruột quá chừng, nhưng nếu thấy nàng đã tựa cửa chờ mình thì sung sướng bằng mở cờ trong bụng thỉnh thoảng nàng lại mua về một cụm hoa tươi. Cũng có khi tôi ép nàng nhận một vài cái quả quý giá nhưng nàng đều nhất nhất chối từ. Nàng kêu giàu có hơn tôi nhiều, và lại, cứ suy lối ăn mặc toàn lượt là, gấm vóc của nàng, cứ tính những đồ xa xỉ nàng thường dùng như phấn, sáp, nước hoa thì đủ hiểu là bọn học trò kia trọc đãi nàng lắm lắm. Cho nên tôi rất lấy làm cảm kích tấm lòng quảng đại của nàng, nó chẳng như, trái tim, vần đục của bọn bom su một. Nàng yêu tôi mà chẳng phải lụy tôi, con người tự lập, khẳng khai ấy đã lắm khi khiến tôi đem cái nghèo của mình ra đọ với ái tình mà tự thấy âm thầm hổ thẹn. Kể ra thì nghề nàng cũng chẳng có gì là vất vả. Bọn học sinh kia, con quan, con các nhà tư bản, toàn là những công nương phong phú, yêu vì tài, trọng vì nết, coi nàng như một đóa hoa. Một lần nàng phô với tôi một đôi vòng vàng một chiếc nhẫn đồng hồ lấp lánh kim cương kêu là của học trò tặng làm kỷ niệm chúng tôi chẳng hề xa nhau nửa bước ngoài cái thời giờ bận việc hàng ngày duy chỉ chủ nhật nào là nàng cũng xin phép tôi lên phủ vĩnh tường thăm bà chị và chơi với cháu mỗi tuần lễ chỉ ngày chủ nhật mà thôi thì cứ sáng sớm tôi ra ga lấy vé cho nàng bước lên xe lửa cầm mù xoa vẫy theo ngơ ngẩn rồi đến chiều lại ra ga để đón nàng về lắm khi tôi hẹn đón nàng ở một vài ga khác như yên viên xuân kiều đông khê chẳng hạn rồi những cảnh quê xinh đẹp, êm đềm, chúng tôi cùng nhau thăm thú, lúc thì vào một quán hàng ăn bún riêu cua, bánh đúc, lúc thì trên những con đường vắng vẻ chúng tôi cười cười, nói nói, ném mắt đuổi theo con chích trẻ tha mùi vào tổ, vừa đi vừa gặp mỗi người một chiếc bánh đa. Nàng kể lại tôi nghe cảnh gia đình rất vui vẻ, êm đềm của bà Phủ Vĩnh, vừa trên xe bước xuống, con bé cháu đã lon ton chạy lại đón đi, quan anh thường thường say, hướt củ đèn nhưng mỗi khi diễu cợt, làm hề thì đố ai nín cười được đấy, bà chị tuy cấm cẩn, xấu ăn xấu nói nhưng nói sau quên trước, cũng chẳng bụng dạ gì. Nghe lời nói có duyên một cách lạ lùng, tôi tuy mỉm cười, nhưng thực đau đớn, âm thầm trong dạ. Phải, tôi đau đớn lắm vì thấy cái đời hoa trôi bèo dạt của nàng, chẳng hề được hưởng hạnh phúc chân chính của gia đình như những ai ai. sung sướng quá, không bao giờ tôi đem lòng nghi ngờ nàng cả nhưng điều nàng nói tự nhiên đến thế thực thà đến thế ngây thơ đến thế bảo ai mà chẳng phải tin nhưng nàng phải cái tật cứ nói dườm lời khi kể chuyện lại những nhà mà nàng lui tới những nhà của học trò nàng thì hình như nàng cố bày đặt cho ra những sự không đâu tôi đây tôi là người đem tấm chân ái tỉnh ra thương yêu kính mến nàng muốn trong cặp mắt nàng chỉ có riêng một mình tôi thì nàng lại cứ để trí vào những sự không đâu ra đâu tất cả nhưng đối với những người còn xanh mái tóc mà đã trải qua đủ mùi đau khổ như nàng mà cuộc đời từ lúc bé tới giờ chỉ là một thiên lệ sử thì cái tật mọn ấy tôi cũng vẫn bỏ qua đi cho chỉ độc một lần là tôi ngờ vực hơi hơi ngờ vực tối chủ nhật ấy nàng lên phủ vĩnh mà chẳng thấy về tôi thất vọng quá làm thế nào đây đạp ngay tàu lên phủ vĩnh tìm nàng chăng nếu thế thì cuộc tình duyên kín đáo kia lộ mất ấy thế mà sau một đêm trằn trọc tôi quyết định ra ga đáp tàu lên phủ vĩnh thì bích nga đầy cửa mặt mày sám ngắt bước vào bà phủ chị nàng mệt nặng nàng nói thế nào tôi cũng cho là lọt tai tất cả cũng chẳng để ý rằng hễ tôi hơi hỏi qua đến lẽ gì một tí là nàng liến thoáng đáp lại một thôi việc cần nàng chẳng nói ngay cứ luẩn quẩn vào những điều tỉ mỉ những là thuê xe ra ga phải thằng phu kéo chậm lúc trả tiền lại còn kỳ kèo lôi thôi em bảo thế này nó cãi lẽ thế nọ Lấy vé nhiều người chen quá, suýt nữa bị kẻ cắp xẻo mất túi, lúng túng, nhỡ tầu. Rồi, tuần lễ ấy, nàng lại lên Phủ Vĩnh ở Luôn Bốn, năm ngày mới về. Kêu chị mình, nhờ có mình săn sóc, thuốc thang chỉ ít lâu thì bình phục. Khốn thay, chưa được bao lâu thì lại đến lượt nàng cũng ốm. Đốc tờ mời lại, bảo người yêu tôi mắc chứng đau phổi, bấy lâu ngấm ngầm, nay mới phát ra. Không còn thuốc nào chữa khỏi, bấy giờ tôi đau khổ quá đã đến phát điên lên mất vì nàng sắp phải từ trần rồi tôi nghĩ ra rằng đã đến lúc này thì bao nhiêu họ hàng thân thích của nàng mặc lòng xưa kia giận dữ với nàng nay tôi cũng gọi đến cả gia tộc rất danh giá ấy tôi phải lo sao gọi cho đủ mặt để trong khi hấp hối nàng được cùng những người thân yêu thứ tội và ngộ có dặn lại gì chăng thế là chẳng kịp ngỏ ý với người yêu tôi vội viết ngay hai lá thư một cho bà phủ vĩnh tường một cho ông quan tai to tại Huế. Rồi hôm sau, tôi chỉnh tề khăn áo, tìm đến nhà ông cụ giáo, cậu ruột Bích Nga. Tôi cũng không còn nhớ lúc đến nhà ông cụ ấy vào độ mấy giờ. Hình như ông cụ đang vào bữa cơm trưa, hay cơm chiều thì phải. Thấy dáng điệu tôi vội vàng, hấp tấp, ông cụ vội quăng đũa, bát, tiếp ngay. Thưa cụ, ở đời này, cũng có lúc mà những chuyện hơn giận trong gia đình phải vứt bỏ đi, mà tha thứ cho nhau mới phải bộ mặt bình tĩnh đáng kinh ấy bỗng quay lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên tôi lố thật tôi vẫn cứng cỏi thêm rằng thưa cụ cô giáo ruột cụ đã đến lúc hấp hối rồi bây giờ chỉ còn chờ có cụ cháu ruột tôi ông bảo thì nào tôi có đứa cháu gái nào đâu thôi đi con xin cụ cụ đừng cố chấp thế tội nghiệp lắm cháu ruột cụ người sắp qua đời là bà thăm ngọc thuở trẻ cụ vẫn gọi là cháu bích nga thôi dễ ông lầm nhà rồi cô Bích Nga hay bà Tham Ngọc là ai, nào tôi có biết. Rồi ông cụ từ từ đẩy tôi ra khỏi cửa, chắc rằng trong bụng cho tôi là một thằng hóa dại. Cái mặt một thằng đã mất trí khôn, bấy giờ hẳn giống mặt tôi thì phải. Cơ sự xảy ra đến thế này thì thực bất ngờ quá đỗi, hay là Bích Nga lừa dối tôi chăng? Nhưng sao lại phải bày đặt ra đến thế, bất thình lình, óc tôi chợt nảy ra một ý, đến hỏi vị tiểu thư Bích Nga vẫn bảo là cô học trò giỏi nhất về cả thiêu thùa bánh trái ca hát địch đàn rượt chuông xong tôi hỏi tên bồi ra mở cửa bà tham ngọc không phải đây vẫn biết thế rồi nhưng bà ấy vẫn lại đây dạy con gái cụ lớn học tập nữa công cụ lớn nhà tôi làm gì có cô nào lạ thật không biết ông định hỏi việc gì mà lại thế rồi nó đẩy sầm cánh cửa vào mũi tôi một cách bất bình thì ra tôi đánh thức nó dậy lúc ấy đúng một giờ đêm tôi tất tả ra về không còn định đi đâu hỏi nữa chắc rồi ai cũng đáp mình đến thế chứ gì bước chân vào nhà tôi thấy dưới đất vứt một phong thư thư trả lời của bà phủ vĩnh tay bóc thư mà lòng đã biết trước ông phủ vĩnh rất lấy làm lạ vì bà vợ ông chẳng hề có cô em gái gọi là bích nga hay bà tham ngọc bao giờ thì ra trong hai năm rời ăn ở với nhau mỗi lời nói của người yêu quý của tôi là một lời bịa đặt trăm nghìn mối ghen mới đua nhau giày vò tôi lúc ấy tôi cũng chẳng biết mình định làm gì đẩy cửa bước đến gần giường bệnh mắt nhìn tròng chọc muốn chỉ dùng đôi mắt căm hờn đau đớn để hỏi bệnh nhân bao nhiêu điều xưa nay làm khổ tôi mãi trước mặt người yêu bấy giờ tôi mới đem chốt xuống này cô những ngày chủ nhật cô làm gì mà lên phủ vĩnh tường những buổi tôi ngồi cạm cụi trong tòa báo thì cô đi nhảy những đâu những đêm vừa rồi cô ngủ những đâu mà ngủ với ai ô hay mau lên trả lời đi cho tôi biết chứ rồi tôi cúi mặt xuống nhìn Nhìn bộ mặt vẫn còn đẹp đẽ, say xưa ấy, cố ép nàng phải đáp. Nhưng nàng vẫn thản nhiên, tỉnh trí, chẳng hề hé cặp môi son. Tức quá đi mất, tôi lại vỗ ngực, bứt tóc, giết lên rằng Mày có đi dạy học ai đâu, mày tuy theo thùa giỏi thật, nhưng nữ công, nữ hạnh gì mày? Tao đã đi hỏi khắp nơi rồi, không một ai biết mày là người ở đâu sất cả. Vậy thì những đồ trang sức kia ở đâu mà đến, tiền bạc mày ăn tiêu phung phá mày lấy đâu ra? Nàng chỉ nhìn tôi một cách rất đỗi đau đớn, buồn rầu, ấy thế. Giá tôi cứ để nàng được tĩnh tâm mà nhắm mắt có lẽ phải hơn. Khốn nỗi, tôi rất yêu nàng, yêu quá đi mất, lửa ghen vẫn mạnh hơn lòng sót, nên tôi chẳng nhịn được lời. Mày đã lừa dối tao trong hai năm rồi, trong hai năm rồi tao ăn ở với mày, ngày nào mày cũng lừa tao, lúc nào mày cũng dối tao đời tao có những chuyện gì là mày biết tất mà đời mày thì thật là tối tăm bí mật tao chẳng được biết một tí ti gì cả đến tên mày là gì tao cũng không biết nốt phải tên mày tao cũng không được biết vì bích nga hay bà tham ngọc là chuyện mày bịa đặt có phải không giời ôi người đâu có người man trá lọc lừa trong hai năm nay nó gian díu với tôi mà bây giờ nó chết trong cánh tay tôi tôi cũng không biết tên nó là gì thảm chưa này mày là ai Hờ, mày ở đâu mà đến gian díu với tao? Đời tao chỉ có thế đấy thôi, mày quyến rũ tao để định làm cái trò gì? Nào, ơ hay, nói đi, nói mau lên cho tao biết chứ, công toi cả, đáng lẽ đáp những lời tôi dày vò, đay nghiến, nàng chỉ khẽ quay mặt vào tường, hình như sợ để tôi nhìn mãi cặp mắt nàng còn mờ thì đoạn đời bí mật của con người ấy tôi khám phá ra chăng? Ấy thế là con người đáng ghét mà cũng đáng thương ấy chết chết mà còn để lộ tiếng là con người gian dối. Con người đã cùng tôi hai năm gian díu ấy, mà đến bây giờ tôi cũng không được rõ gốc tích và tên tuổi là gì. Cuộc vui ít có. Tôi ở chơi nhà một người bạn ở làng này đã chọn năm hôm, sợ phiền nhiễu mãi người anh em không tiện nên buổi trưa hôm ấy đã định tâm xin phép sách khăn gói, lên đường. Giữa lúc khách xin ra đi, Chú nhất định giữ lại, chưa ngã ngũ ra sao, chợt thấy chó sủa vang lên với tiếng người nhà quát chó ầm ĩ, rồi một người đã đứng tuổi, mặt đỏ bừng nhiệt khí của thần rượu, bước vào. Bạn tôi quay ra tiếp khách, tôi cũng phải giữ lễ, lại ngồi xuống ghế, lặng im. Đây, câu chuyện của hai bên, gớm, ông anh bận gì mà cho nó sang mời năm bảy lượt cũng chừa chịu sang cho. Tôi đã xin đến chiều sang mà lại, ông khách đó tức khắc hiểu ý quay lại phía tôi mà rằng, hay là nhân tiện chẳng mấy khi ngài về, mời ngài rời gót ngọc lại tệ xá sơi chén rượu nhạt mừng cho ông tôi thì chúng tôi lấy làm hân hạnh quá. Thế nào, ông anh bảo thế có tiện không, tôi chưa biết đáp ra sao, cũng chưa hiểu đầu đuôi thế nào, bạn tôi đã đỡ lời hồ, vâng, để tôi xin nói với anh tôi, nhưng dù sao cũng xin cho đến bữa chiều, ông kia ra ý rất hài lòng, vâng, thì đến chiều, miễn các ông anh nhận lời cho là đủ, thật là may quá, thôi thế tôi xin phép kìa hãy ngồi chơi uống chén nước đã thôi tôi phải về tu xế cho bọn khách ấy trổ tài cống hiến chư vị trong làng đây cái gì bọn khách nào trổ tài kìa thế ông anh chưa biết à bọn khách làm trò quỷ thuật mà lại thế à lôi ở đâu về thế sao bảo hát trèo không hát trèo sợ tẻ và thương quá nhân tiện có bọn khách đang kiếm ăn ở phủ nên tôi thuê về nhà làm trò cho thêm vui này ôi chà họ lắm cái giỏi lắm, thích nhỉ, thế thì nhất, nhưng bao giờ, họ đã về chưa, rồi, đang sắp sửa đấy, hay là mời hai ông anh cùng sang một thể, thôi được, bác cứ về, dăm phút nữa thì chúng tôi đi, khi ông ta đi rồi, bạn tôi mới, giới thiệu vắng mặt, đó là ông thủ quỹ, nhà đang có việc mừng vì ông bố ăn khao 70. Tôi chưa kịp trách bạn tôi sao đã vội nhận trước khi biết ý tôi thế nào, bạn tôi đã nói chăn, nhận cũng phải người ta là người trung hậu tử tế, mình phải nể lời. Và lại, có ngại gì, trước là thì sao quen, rồi bạn tôi ra với lấy cái khăn trên mắc áo, ô, gần khắp mặt già trẻ lớn bé trong làng tề tựu cả ở sân nhà ông thủ quỹ để chờ sẵn cuộc cầu vui cho mắt. Các cụ ngồi đảo mạo trên những bộ ghế trải chiếu cạp điều, người lớn với trẻ con đứng thành một ô vuông, mấy chú khách thì đang soạn mọi thứ đồ dùng, thỉnh thoảng lại khoan tay lục hòm để võ về vuốt ve một con bú rủ sao và một con chó đến lúc đồ lề đã bẩy ra la liệt đâu đấy rồi ông thủ quỹ ra giữa sân đứng cạnh một chú khách cởi trần trùng trục đầu chọc lốc hai mắt nhỏ tí như mắt lươn nhưng bắp thịt ở ngực với tay nổi như những khúc rắn quấn khắp người rồi ông lên tiếng thưa các cụ các ông các bà đã có lòng yêu đến mừng cho cụ tôi tôi thật cảm tạ lắm đáng lẽ chúng tôi xin hiến các cụ với các quan viên hàng xã một buổi tối xem hát trèo nhưng vì nghĩ rằng treo là sự thương và sợ tẻ nên tôi phải mời mấy chú này về trổ tài ở đây. Những chú này có võ nghệ, có nhiều thuật rất tài tình, lại có nội công nữa. Một chú sẽ cầm thiết côn đập vào ngực mình cho mà xem. Rồi chú ta lại lấy dao nhọn đâm vào cánh tay nữa. Xong chú ấy sẽ hiến thụ thuốc cao để diệt đòn. Các chú sẽ trổ tài về võ nghệ và nội công. Ông quay hỏi chú khách, có phải nội công không? Chú kia gật đầu, nội còn, nội còn, phải một cụ dâu ba tròm phán, nếu đích là nội công thì mới thật là giỏi chứ nếu quỷ thuật là có khóe riêng rồi, là không giỏi. Một cụ khác, có Real mép, thêm nội công hay không nhưng nếu sau phải lấy thuốc cao dịp thì cũng chẳng có gì là phi thường. Ông thủ quỷ ơi có ý bất mãn, nếu các cụ không tin những nhời tôi tiến dẫn thì cứ việc xem xét cho kỹ lưỡng mọi vật dụng đi. Đây, thiết côn, đây dao, với thuốc cao nữa này. Tôi xin cam đoan cuộc này là một cuộc vui ít có một cụ cao niên hơn cả đỡ lời đây chỉ có cụ tì cụ phế là hai vị danh sư thì mới đủ tư cách bọn người làng cũng vội chính thế nhân tiện hai cụ xem hộ cả thuốc cao cho chúng con cụ lang phế cụ lang tì hai cụ hoài nghi lúc nãy cùng vội vàng xuống ghế ton ton ra khám xét ngay cụ lang phế cầm cây thiết côn cây này không rỗng ruột đấy chứ à không cụ lang tì bĩu môi không đã chắc là không à con dao này có lò so ở chuôi không à không thật, phải khám cho kỹ vào chứ, thuốc cao đây à, dễ thường không phải, đưa tôi xem nào, trả thuốc cao thì còn là, cụ phê thấy ông đồng nghiệp khó chịu, phát ngát cụ làm gì lối thế, cụ coi tôi là thằng ngu ư, dễ thường chỉ một mình cụ biết nghề thuốc, thế này mà bảo là không phải thuốc cao, thôi, tôi chịu ông rồi mà, ở vùng này chỉ có một ông biết nghề thuốc, biết hay không biết mặc xác tôi, anh không phải cà, thì việc gì anh phải khoe giỏi đám ma nhà chị hai vòm lăn đường mẹ mới ngày hôm kia. Anh bốc thuốc tài hơn tôi thật chứ lại, a à, a à, nhưng bà cụ mẹ chị ta thọ đã ngoài 60 rồi. Anh muốn đồ tại tôi ư? Thôi, sao anh không nhắc đến chuyện con đĩ chắc anh bốc có hai thang mà lăn ra chết? Hai thang, hai thang, đứa nào ngoa ngôn thì rời đánh nhé. Ai bảo nó sốt lại đi ăn chuối tiêu vào. Hai thang à, thế anh chỉ bán có một gói thuốc đau bụng mà thằng nhiêu tuyết suýt bỏ mạng thì sao? thế mà cũng đòi là lang lang thế mấy lúc mà tù mọt gông lang băm ấy à lang băm có lẽ nhưng không làm đọa thai người ta nào thì thôi à anh này to gan nhỉ nói nốt đi nói nốt đi xem nào chứ lại sợ à sẽ nói tại tòa sứ cho mà xem này không phải dọa quan tình sẽ choi anh lại có ngày dễ không có người đau mắt nhờ anh đánh mộng rồi nổ con ngươi ra đấy ư số nó mù thì ai biết làm thế nào anh có muốn tôi nói rõ tên thằng bé xài xuyễn mà anh cứ bốc mãi thuốc chữa dạ dày không? Anh là thằng khốn nạn nhé. Cả nhà tránh hội bầu mắc ghẻ ruồi mà anh dám nấu cho nó thuốc tim la anh quên rồi à? Cả nhà tránh hội bầu kéo nhau ra về, thế còn nhà trưởng tâu thì sao? Nó hồi nách mà chữa mãi bằng lá ô nhĩ trong 6 tháng trời à? Trưởng tâu đầy ba người, đỏ mặt chạy, 6 tháng, thế trong 2 năm sao anh không chữa cho tan cái hạch ở háng cô Thoa đi? Cô Thoa rất khi chảy kêu to, đồ khốn nạn. Anh có muốn tôi kể đến cái mụ quá chồng mà ngày nào anh cũng lại đốt ngải cứu ở mông đít không? Anh không sợ tôi déo tên con bé mới 15 tuổi mắc bệnh đau tức mà anh cứ lấy rượu thuốc để xoa vú nó à? Lang gì, dê già thì có, người xem bỏ chạy gần hết. Chỉ còn hai anh dai làng tuổi còn lấp cất, bỏ lăn ra giữa sân không dậy được, vì cười. Chú khách giơ hai tay lên rời, tiểu nà ma cái lổ phô, ngổ ti về cái nội con trong mấy chục năm rồi, thật chỉ có độc một lần này tôi xem được một cuộc vui ít có. Bụng trẻ con. Chết, những hai hào kia. Thôi, thế thì đưa đây rồi cô đi mua cho gói kẹo bạc hà. Cô cháu ta cùng ăn, nhé. Liên, cháu trả, Liên, một đứa trẻ lên năm, hai má phung phính, ai trông cũng muốn ôm, hai hàm răng hơi súng, lắc đầu một cái rồi lôi cái tà áo màu lá táo lên mồm hay là cô vay rồi mai cô trả thành bốn vậy liền đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô nghi hoặc rồi khi thấy cô nhìn mình mà cười một cách tinh quái liền bỏ ngay tay vào túi giữ chặt hai hào lại nguẩy một cái cháu chả bà cụ đầu đã bạc phơ ngồi trên ghế khuỳnh tay ngắm nghía cháu đến bây giờ giơ tay ra gọi thôi cô cứ trêu mãi thế ra đây với bà tức khắc liền lon ton chạy lại suýt nữa văng mất cả đôi giày mang cá dài vừa bằng một ngón tay liên ôm lấy bà, ngửa cổ ra cười, nũng nịu. Bà bế cháu lên lòng, hôn hít, xoa đầu rồi hỏi, thế hai hào này thì con để làm gì, hở liên? Liên sẽ để hai hào làm gì? Biết nói thế nào? Không, liên suy nghĩ đã, một bần không hiểu vào ngày nào, đã từ lâu, liên không còn nhớ nữa, thằng nhỏ đi chợ về, ngoài việc bỏ ở rổ ra, thịt, trứng, rau và đậu nó lại để xuống đất một cái ống tre dài dài, xanh xanh. Liên hỏi, nó bảo đó là ống tiền. Ống tiền, nghe thế, Liên tưởng trong ống có tiền, liền cầm vào tay lắc mấy cái. Không thấy gì, Liên dương tròn đôi mắt, chỉ dối. Nào tiền ở đâu, thằng nhỏ ngửa cổ ra cười vang một gian nhà bếp rồi nói, chị rõ. Ống tiền để mà bỏ tiền vào, chị nghe ra chưa? Liên vẫn không tin, lại hỏi, chỉ dối, thế sao mợ không phải mua ống tre? sao mợ chỉ bỏ tiền vào hòm mợ có nhiều tiền nên không phải bỏ vào ống tre nhỏ cũng có hòm sao không bỏ vào hòm mà phải mua ống tre thằng nhỏ gãi đầu không biết đáp thế nào phải làm một câu thưa chị tôi sợ cứ ăn quà cả ngày như chị thì hết mất nên tôi phải mua ống tre để dành liên quay gót ra ngẫm nghĩ chị thoa bên cạnh có một con búp bê hai hào ngày ngày chị thoa ra cửa ấm búp bê vào lòng kêu là du em rồi chị thoa được bà tham mợ chị Thoa, may cho búp bê một cái áo xinh xinh bằng lụa đỏ. Liền trông thấy Thoa có búp bê thèm quá, cũng muốn có, liền hỏi, đẹp nhỉ, mấy xu, Thoa cầm môi lên, nguẩy một cái, mấy xu ngay, của người ta mua những hai hào, liền về bảo mợ, mợ cười và bảo cứ ngoan ngoãn đừng đòi ăn quà cả ngày rồi mợ sẽ mua trọ đến hôm cùng đi với mợ ra hiệu để mợ mua thuốc đánh răng với bít tất cho cậu. Thấy bên trong tủ kính không biết bao nhiêu là búp bê giống Thoa liên, chống ngực đánh thình thình, chờ mợ mua mọi thứ xong, đã sắp giật liên ra, liền nhắc, mợ ơi, mợ mua cho con búp bê đi nào, mợ quên ngay lời hẹn từ hôm nào, quắc mắt mua làm gì, tiền đâu để mà phí thế, rồi mợ lôi sành sạch liên ra, liền ướn nước mắt, quay lại nhìn cái tủ kính lần cuối cùng, trong lòng giận mợ quá đi mất. Hôm sau, liên bảo bà, bà bảo thằng nhỏ mua cái ống tiền cho con, bà cười. Ôm Liên vào lòng khen Liên ngoan hôn hít liên mãi từ hôm ấy trở đi mỗi buổi trưa lại cho thêm liên một trinh để dành một hôm hai cánh tay yếu ớt của liên nhấc ống tiền lên đã thấy nặng liên nói với bà bảo thằng nhỏ bổ ống ra lưỡi con dao dựa vừa phang xuống một núi trinh đã tung tóe khắp nhà thằng nhỏ nhặt tiền đếm bảo là đúng hai hào vì rằng có bốn mươi đồng trinh bỏ vào túi nặng sệ cả một bên áo liên lon ton ra khoe bà Bà đếm tiền rồi bảo để thế rách mất áo, liền đưa ra hai đồng hào đổi cho Liên. Thế là cô chạy ra xui Liên mua kẹo. Không, lứt chả mua một lúc nhiều kẹo quá thế. Ăn không hết lại để cô ăn rỗ mất cả ấy à? Không thấy cháu nói gì, bà cụ hỏi lại thế nào, định để hai hào này làm gì, hở con? Liên trù trừ mãi mới dám nói, bà bảo cậu cháu mua cho cháu con búp bệ để cháu ấm như chị Thoa bên bà tham, nhé bà nhé. Bà gật đầu, ừ thế nào bà cũng bảo cậu mua cho con, rồi bà cụ nhìn ra chỗ khác, ngẫm nghĩ. Cái mẫu tính thiên nhiên của tạo vật đã thức dậy một cách hơi sớm trong óc đứa trẻ mới lên năm này. Không thấy bà hỏi gì nữa, liên trụt xuống đất, ra cửa nhìn xem có chị Thoa chơi đấy không. Rồi liên cũng có búp bê, rồi liên sẽ xin mở những mụn vải đỏ, tím, vàng, xanh, khối ra ở trong thúng của mở. Rồi liên xin mở cho liên cái kim sẵn chỉ, cây kéo cắt áo mặc cho búp bê rồi ấm vào lòng du em cho mà xem. Liên chẳng còn sợ mỗi khi chưa động đến Thoa, Thoa đã cong ngay môi lên, rằng lại cái búp bê liên ấm trong tay mà rằng, thôi, tao không chơi với mày nữa. Độ độ đổ sau khi được mặc áo lam quần trắng, và lúc chiều, đèn máy vừa mới bật, Liên được cậu dắt đi chơi phố để mua búp bê và nhân thể xem rước đèn. Liên sung sướng quá, thích quá đi mất, lộp độp khua gót giày mang cá kêu vang lên cũng như giày tây của cậu một tay nắm chặt hai hào bỏ trong túi, liên đi với cậu nghênh ngang, tung tăng. Đông người quá, giá không đi với cậu chắc liên lạc, sẽ bị chen ngã chết bẹp, nếu không có hai, ba con mẹ mìn. Tiếng guốc nhựa kêu vang lên với tiếng kèn tây, chống tây. Một dãy lính cưỡi ngựa đi đầu rồi đến những cái đèn thiềm thư, quả dưa, mặt trăng, ông sao rất nhiều và đẹp hơn của các đám rước sư tử lại có cả vô số những ông đội xếp tây dắt xe đạp đi hai bên lề đường. Nhanh chân, cậu đã dắt liên đứng được ở một chỗ ngay vệ hè, không có ai đứng trước mặt cả. Đằng sau, liên, người ta xô nhau xem, tranh nhau chỗ, cãi nhau chi chóe. Trước mặt liên không biết bao nhiêu là lính tây cưỡi trên lưng những con gì không biết, giống như ngựa, nhưng tay dài và to hơn. Liên vừa thích mắt, vừa sợ, mỗi khi thấy một con lăng quăng trực trồm lên hè liên nắm chặt lấy cậu cả hai tay hết lượt những con ấy rồi. Liên buồn cười vì trong đám lính thổi kèn có một ông tây đen ngửa bụng ra đeo một cái trống to hơn cây nia ở nhà ấy. Chợt thấy hình như có cái gì đụng vào bụng Liên, Liên nhìn xuống, thấy một cánh tay vừa ở túi áo có hào của Liên rút ra, tức thời nắm chặt lấy. Liên toàn kêu to nhưng không biết nghĩ sao, chỉ quay lại, nghiền cổ nhìn. Người bị Liên nắm chặt lấy tay, quần áo rách, mặt trông khổ sở cũng nhìn Liên bằng đôi mắt như những mắt của bọn ăn mày vẫn chìa tay xin van mợ vậy. Nếu Liên kêu lên, người ấy không thể chạy thoát, sau lưng anh ta còn những bức tường người. Cậu của Liên ngay ấy, mấy ông đội xếp tây đang đi đấy. Liên lừ mắt nhìn ngô gạch dưới huyền y ăn cắp, người ăn cắp cũng dương đôi mắt khốn khổ, kêu van đối lại, làm cho Liên nghĩ đến bao nhiêu kẻ ăn mày, rồi, buông tay ra. Đám rước đã đi sang phố khác, bọn người xem chạy xô nhau rào rào rồi người ăn cắp của liên cũng thừa cơ cắm đầu chạy lúc bấy giờ cậu liên mới nhìn xuống thấy liên ngơ ngác nhìn theo một người liền hỏi cái gì hay là nó lấy mất tiền rồi phải không liên gật một cái cậu liên hấp tấp vội hỏi thế thằng nào mau chỉ cho tao liên trỏ vu vơ nó chạy vào đám đông kia rồi cậu liên thử người ra nhìn rồi mắng đồ ngu như chó sao không bảo ngay tao thôi còn đâu là búp bê nữa đáng kiếp thôi đi về liền cúi đầu theo cậu về không nói gì cả đến nhà cậu liên sôi lên sùng sục mách với bà với cô với mở mách cả thằng nhỏ và bảo con này nó đần độn ngu dại quá đi mất biết rõ đứa ăn cắp lại không bảo ngay mình lại để nó chạy biến mất đi lại chờ mình hỏi nó mới nói bà không tin kêu nào chắc gì nó biết cậu cãi khốn nạn nếu nó không biết thì tôi còn nói làm gì nó lại biết thì nó mới khờ dại chứ. Mở bảo, thôi thế thì nhịn búp bê, đòi nữa thì gọi là chết đòn. Cô cũng thêm một câu, con bé thế, không ngờ mà ngu thế. Cậu lại bảo, ghía nó bảo ngay thì thằng ăn cắp gọi là như xương với tôi. Liền không nói gì cả, chỉ đứng im, cúi đầu. Sau cùng, bà ẵm liên lên lòng và khẽ hỏi, thế sao con không kêu ngay lên cho cậu con biết. Liên, mãi mới ngừng lên, hai mắt rơm rớm thế ngộ người ấy hôm nay đã phải nhịn đói thì làm thế nào bệnh lao chữa bằng mồm hay là thầy lang bất hủ chữa khoán bệnh lao 10 ngày khỏi hẳn cái dòng chữa đỏ trên vải trắng này trước cửa một hiệu thuốc mà các ngài đã biết chắc hẳn cho đến chết tôi cũng không quên là vì nhờ đó tôi đã được đi một chầu hát che tàn ba chục bạc tiền chi là của thầy lang bất hủ ấy mà người có công, chơi sỏ thầy lang, là bạn tôi, anh chàng cờ. Ở trọ trên gác nhà thầy lang ấy, cờ đã vẫn phải chịu cái khổ hình hàng ngày nghe những lời khoác lác bịp khách bệnh của thầy lang. Một hôm cò nói với anh em, tức quá, nhà nước sao lại không đánh thuế bằng cách bán vé chợ hay treo môn bài vào mùng những thằng nói phết. Bọn mình không nên bỏ qua mối lợi ấy, ít ra, nó cũng phải nộp thuế cho anh em chúng mình. Chúng tôi nhất loạt vỗ tay khen cờ, đắc chí, thêm, hèn đến đâu nữa thì nó cũng phải nộp mình trầu HST mới được. Câu nói ba hoa trong một phủ hóa giải, ai dám ngờ cờ làm thành bằng được ra sự thật mới nghe. Tối hôm ấy, cờ lại tìm anh em chúng tôi, bảo, nào, bọn mình anh nào muốn được đi hát thì cứ việc nghe theo cẩm nang của tôi. Sau, anh ta ghé tai tôi thì thảo 5 phút, nửa giờ sau, khi anh cờ về nhà rồi, hai chúng tôi từ một chiếc xe hơi, xe taxi đấy thôi ạ. À? bước xuống mạnh bạo tiến thẳng vào hiệu thuốc tôi cho anh quyền giới thiệu với thầy lang thưa ngài vì gấn đi lại với ông cờ ở trên gác nên tôi rõ cái tài chữa bệnh của ngài đây xin giới thiệu với ngài ông tế thư ký riêng của quan chánh sở liêm phóng thầy lang vừa kịp cúi đầu bắt tay kêu hân hạnh thì quyền đã hấp tấp rõ phúc quá ngài lại có nhà xin mời ngài ra xe hơi ngay cho bẩm để đi đâu có việc gì cô đầm con gái nhà quan chánh tôi mắc bệnh lao Doster Tây cũng chịu, thật là thập tử nhất sinh rồi, mời ngài đến thăm ngay. Thầy lang tái hẳn mặt, ấp úng, vâng vâng, xin để chúng tôi dặn một việc với người nhà đã. Thế là thầy lang chạy vội lên gác, phòng anh cờ. Ngồi chờ dưới, chúng tôi lắng nghe giọng anh cờ với thầy lang thế này. Thế kia à, thôi thì nhà lang gặp vận tấy rồi, mề đay kim khánh tới nơi rồi, dầu to tới nơi rồi. Còn gì bằng được ông tránh mật thám gọi đến chữa cho con gái nữa nhưng mà, đi đi thôi, nhưng mà, đi ngay đi chứ còn chờ gì, nhưng mà, lại còn nhưng mà cái gì, nhưng mà, nói bác tha cho, chữa làm sao được mà dám đi. Ô lạ, thế cái quảng cáo to hơn cái mệt treo ở cửa hiệu, thì bác cũng thừa biết, nhà buôn phải quảng cáo, phải nói quá, đã đành, cứ đi sao, chết, đi thế nào được, ô, thế thì tù rồi, cạo đầu đến nơi rồi, lại bác, hỏng rồi, cơm vôi sàn lim đến nơi rồi, bác làm ơn, lại bác, ít nhất ba tháng rồi, lại bác, bác làm ơn nghĩ có cách nào không, một lúc im lặng khá lâu, xong lại thấy tiếng anh cờ, cũng không khó gì, cái bọn ấy thì cứ tiền thì êm, đành chịu thiệt vài chục vậy, tiếng giày xuống gác, loảng xoảng thìa khóa va nhau trước cái kết bạc rồi anh cờ ra, thưa ngài, ngấm ngài tha thứ, quảng cáo vẫn phải thế chứ. Anh Quyền đứng phát lên, ấy ít, chính thế ạ ngài về thưa với quan trên cho là ông chủ chúng tôi đi chữa bệnh tỉnh xa ba hôm nữa mới về. Ôi, ngài làm như là, thôi, phiền ngài, chúng tôi xin có chút vi thiền gọi là trả ngài tiền xe. Quyền, còn ngần ngừ mãi mới trông trước nhìn sau, rồi bỏ túi cuốn giấy bạc. Tôi không cần thuật lại bao nhiêu cái khoản khoái lạc chúng tôi đã hưởng ở xóm ả đào. Nhưng phải thuật lại một chuyện xảy ra ngay hôm sau tại nhà thầy lang thì các ngài mới biết thầy là bất hủ thật chúng tôi muốn ngắm nghía cái bộ mặt tán tài ấy xem nó có những biến chứng ra sao hay không hôm sau tấm vải quảng cáo bệnh lao đã không thấy treo ra nữa nhưng khi vào hiệu tôi thấy mấy ông già với một người trẻ tuổi mặt xanh nhợt xem ý là bọn chọc phú nhà quê cặp kính tắng nghiêm trang trên sông mũi cái hình thù thì lùn tịt lát choa thầy lang đi lại trong hiệu nện gót giày lộp cộp mà thuyết khách một cách oai hùng các ngài có dám đo ẩn thầy lang ấy nói những gì đây các cụ phải biết số tiền ấy không to đâu, mệnh người là trọng, người làm ra của chứ chẳng phải của làm ra người. Kém một đồng cũng không được, cứ xin các cụ đúng một trăm, đó là giá đặc biệt cho đồng bào An Nam ta đấy thôi, chứ người Tây, dưới ba trăm tôi không nhận chữa. Không tin các cụ lại hỏi ngay quan tránh mật thám mà xem. Hôm qua cho gọi tôi mà dưới 300 nên tôi không đến chữa cái bệnh lao cho con gái ngài đấy. Rõ thật khốn khổ thay cho anh cờ. Bỗng không, được hưởng trầu hát ba chục bạc mà vẫn chưa được hả? Sao mày không vỡ? Nắp ơi, chuyện vui, phóng viên báo nhất Đông Dương xem xong tờ báo thì đập mạnh xuống bàn, nói một mình, có thế chứ, việc này làm nhau dư luận cả huyện, may ra mình có dịp kiếm chắc một cái chơi. Nào có gì đâu, cách đây hai hôm, có một bác nghiện đã thắt cổ tự tử, hơn một tháng nay, cả vùng không có nhà cháy người chết đuối hoặc bị trâu húp hay chết chẹt xe, cũng không có lấy một con gà toi, cũng không có lấy một con sâu cắn hại mùa màng. Phóng viên báo nhất Đông Dương nghĩ đến cái chức nghiệp của mình mà những lo nơm nớp, may sao có người thắt cổ, nhà báo tất phải thiêu dệt ra như chuyện đổ trời. Nhà báo gật gù tự khen mình hoài rồi đắc chí đọc lại một cột tin vặt, phải chăng là một vụ bức tử, điện tín của bản báo, mới đây, Nguyễn Văn Anh, một bác lính lệ về hưu, đã thắt cổ tự tử bác ta 50 tuổi đầu, ở thuê trên gác nhà hàng cơm xế cửa huyện, nghiện hút và sống một mình, không họ hàng, không vợ con. Khi quan huyện đến khám thì thấy dưới đất có những mảnh vỡ của một cái ấm cổ đời khang hy, trên khay đèn, có cái nắp ấm ấy, không vỡ. Sau khi khám xét, thấy không có điều gì khả nghi, quan huyện đã cho phép mai táng. Đặc phái viên của bản báo đã đến tận nơi điều tra, nghe đâu vì có điều đau đớn, người lính lệ đáng kính ấy mới đến nỗi thắt cổ chúng tôi dám nêu lên một câu hỏi, đó là có một vụ bức tử không? Nếu không, tại sao bên cạnh xác chết lại có cái ấm vỡ với cái nắp ấm không vỡ? Đồn rằng người thiệt mạng bị bà chủ dưới nhà đòi tiền nhà rất gắt gao. Đồn rằng có một người bạn thân của kẻ thiệt phận đã đem đến đấy cái ấm khang hy nên mới đến nỗi xảy ra vụ bức tử này. Chúng tôi mong quan huyện khai quật tử thi lên khám một lần nữa, có bức tử phải có hung phạm chúng tôi mong các nhà đương chức tìm cho ra hung phạm, vì người thiệt mạng đối với nhà nước đã là người có công lao, khi làm việc quan 10 năm, không ăn lễ và đã mách được bốn đám rượu lậu, một người trung thành với nhà nước như thế, không lẽ nhà nước để chết oan? Được tin gì thêm về vụ quan trọng này, bản báo sẽ đăng tiếp. Nhà báo nhất Đông Dương đọc lại rồi cười vang nhà, rồi lại nói một mình, ít ra anh lính lệ cũng có 20 người quen, ít ra mụ chủ nhà cũng có 50 người quen, ít ra anh bạn đem ấm cũng có 50, cộng thêm dân hàng huyện, báo mình nhờ cái tin vặt này, phải tăng lên vài trăm độc giả, mà biết đâu mụ chủ nhà với anh có cái ấm, hoảng hồn, lại chẳng đấm họng cho mình vài chục bạc để tiêu pha. Nhà báo tự khen mình xong, đội khăn ra huyện giò, dư luận, độ độ độ, quan huyện đập bàn, gát vẫn biết ông là nhà báo thì phải làm cho báo chảy, xong không nên quên bỏ lương tâm nhà nghề, tôi đây tôi đã khám xét tử thi kỹ càng mới cho chôn người ta tự tử thì chính người ta là phạm vậy sao ông dám đồn ngôn ra là một vụ bức tử ông đừng thiêu dệt phóng viên báo nhất đông dương tái xanh cả mặt như mất hồn quan huyện lại trò một người đàn bà và một người đàn ông đứng hầu đó đây là người chủ nhà ông buộc người ta tội gì cho thuê nhà mà không được phép đòi tiền hay sao còn đây chính là bạn kẻ thiệt mạng người đem đến biếu cái ấm cổ thấy bạn tung thiếu thì đem biếu một thứ đồ cổ mong bạn bán đi mà chi tiêu thế mà ông dám buộc tội là gây ra một vụ bức tử à ông có biết luật phạt tội vu cáo mấy tháng tù không nhà báo run run khẽ thưa quan lớn xét cho nghề báo chúng tôi phải gây ra dư luận báo mới chạy quan huyện lại đập bàn ông chủ báo của ông bắt ông vô lương tâm như thế hả bẩm vâng chúng tôi phải theo điều luật cái gì cũng làm ra to chuyện à tưởng lỗi chỉ ở ông thì tôi chỉ viết thư về nhà báo mách vô lương tâm của ông mà thôi còn nếu các ông đã cùng một ruột cả thì, được lắm, đây, hai lá đơn kiện nhà báo về tội vu oan đây này, tôi không ngoài giải nữa, để tôi cứ tư thẳng lên quan sứ. Thôi chết đến nơi rồi, nếu thật vậy thì rồi gãy cần câu cơm, nhà báo nhất Đông Dương bèn gãi đầu gãi tai, khẽ thưa, bẩm quan lớn, xin quan lớn hãy khoan cho, để chúng tôi xin cải chính. Quan huyện hất hàm sang bên cạnh, đấy, hai bên nguyên đơn đấy, ông xin người ta xem sao nhà báo khum núm xoa tay bẩm ông và bà thứ lỗi để chúng tôi xin cãi chính nếu không cải chính ngay chúng tôi quyết bỏ làm ăn theo kiện bẩm xin cải chính ngay nay mai hai người gật đầu nhà báo khum núm cáo từ nhưng quan huyện lúc đó đã hơi nguôi còn mỉm cười hỏi cải chính thì cải chính ra làm sao thì nhà báo một cách kiêu căng kín đáo so vai bẩm quan lớn đó là bí mật nhà nghề về nhà phóng viên thừa dài rồi lấy giấy bút ra viết độ độ độ, hai hôm sau, quan huyện nhận được tờ nhất Đông Dương, giờ ra thì chưa chi đã đập xuống bản kinh hãi mà rằng, cái thằng nhãi, quay ác thay, vì rằng ngài thấy dòng tít đăng chữ rất to, quanh cái chết khả nghi ở huyện V, L, bản báo phóng viên đã tìm ra hung phạm về việc Nguyễn Văn Anh chết ra sao, ngay khi xảy ra việc, điện tín của bản báo đã đánh về thông tin với quốc dân, đồng thời cuộc điều tra của quan huyện, bản báo phóng viên cũng có mở cuộc điều tra thế cho nên bản báo đã dám nêu ra phải chăng đó là một vụ bức tử bây giờ tiếp được tin sau cùng là kẻ hung phạm không phải là người chủ nhà đòi tiền cũng chẳng là người đem biếu bác lính lệ cái ấm cổ mà chính là cái nắp ấm vậy cái nắp ấm ấy đã bức tử đã phạm tội giết người việc này là sự thật chớ không có tính cách hoang đường tí nào cả nhưng vì lẽ gì bản báo đã khám phá được ra ôi thật là một sự linh thiêng vô cùng tin này hay hơn chuyện bao công kỳ án vậy. Sở dĩ bản báo phóng viên tra được ra cái án này là ở giấc mộng, mà kẻ thiệt phận do tấm oan hồn xui khiến, đến báo cho. Đêm qua, bản báo phóng viên nằm mê, mê thấy bác lính lệ xóa tóc đến kêu rằng, lạy ngài, ngài là bậc văn sĩ nhất Đông Dương đáng là nhà báo giỏi nhất, không phải con tự tử, chính con đã bị bức tử, chính con đã chết oan, xin ngài vì nước vì dân xin quan trên tống giam cái nắp ấm nguyên do là dân bẹp tai, giữa lúc túng kiết, thuốc đã chả có lại bị cái khổ họ thằng thúc tiền thuê nhà, giữa lúc ấy, may sao có bạn hiền đem lại biếu một cái ấm cổ từ đời khang hy, sung sướng quá, còn lau chùi cái ấm suốt đêm, hy vọng hôm sau đem bán lấy năm đồng bạc, xong le, họa vô đan trí, giữa lúc đang nâng niu ấm thì nắp ấm buột khỏi tay, lăn lóc cóc xuống thang rồi rơi đánh keng một cây xuống đến dưới nhà, ấm không nắp, còn gọi sao là ấm, con chán đời mình giận mình, muốn chết, tức thì đập ấm vỡ tan, rồi con thâu đêm nằm khóc lóc hãm với ngáp vặt, ba giờ đêm, con thấy cần xuống nhà dưới, chào ôi, ngài có biết con thấy gì không, con thấy cái nắp ấm nằm trên thềm, mà không vỡ, mà không dạn, than ôi, ấm không nắp đã không thành ấm thì nắp không ấm liệu có thành nắp không, thế là con chui đầu vào thừng, nó đã phạm tội không vỡ. Cái nắp không vỡ đã bức từ con, vậy ngài làm ơn xin quan trên lôi nắp ra tòa phạt nắp khổ sai trung thân hay biệt xứ. Nói xong, oan hồn biến đi thì bản báo phóng viên tỉnh dậy. Vậy có tin sau cùng này để đáp lại một mảnh hồn oan? Các độc giả thử so sánh xem. Ngoài nhất Đông Dương, báo nào có tin lạ thế? Quan huyện đọc xong mà sung sướng, mà thấy nhà báo kia đáng trọng vô cùng. Vừa lúc ấy, phóng viên xin vào hồng. thưa quan lớn, ngài đã được đẹp lòng về bài cải chính ấy chưa? Lạ thay, chỉ thấy quan thì thào nhỏ to, này sang năm, về hưu, tôi cũng muốn mở báo, vậy thì nào ngài cũng sẽ về giúp việc cho tôi nhé. Sư cụ triết lý Cảnh chùa vắng vẻ, lá với hoa lung linh trước gió, hai gốc đại chốc chốc, lại ném một vài bông cho bãi cỏ sân nhà trai. Gặp hơi đất ẩm, mùi thơm bốc lên, thơm vô cùng. Muốn điều hòa thời gian, con chim gáy thỉnh thoảng lại cất giọng gù gù bình tĩnh tựa hồ chẳng hề bị thôi thúc vì luật âm dương kinh kệ xong sư cụ tăng xương thơ thần dưới hiên muốn suy nghĩ về vẻ tĩnh mịch của nhà chùa trước khi vào phòng riêng tĩnh tọa ngài triết lý khách thập phương ít lâu nay không năng lui tới cửa thiền tuy phần lý tài của nhà chùa có bề hao hụt song đã có trí tu đến thành phật ai nỡ đâu quan tâm đến chuyện tiền nghĩa đến chuyện tiền chẳng còn là từ bi ngài lý luận thế này để tự an ủi ở trên thế gian này vật nào cũng có một nghĩa sự nào cũng có một lý Cuộc đời là bể khổ thì sinh ra loài người chẳng lẽ đấng thượng đế lại làm một việc vô nghĩa lý sao? Không, sinh ra loài người để bắt họ trầm luân phải chịu thì bọn tăng ni sống mới có nghĩa, cái nghĩa cứu vớt họ. Cảnh chùa vắng vẻ, dân gian thưa đến, nhà chùa sẽ quẫn bách, cơ nguy rồi đến hết. Vực đảo, vậy đó ha cũng lại là một sự vô nghĩa lý hay sao? Không, sự tĩnh mịch khiến kẻ đi tu xa tục lụy, hồn phách phiêu phiêu, gần cõi niết bàn cây gỗ đưa mọc xanh tươi trong rừng mà có người bổ gốc đốn về, dễ đó cũng là sự vô nghĩa lý hay sao? Không, có đốn về thì mới có tạc tưởng, thì kẻ tu hành mới có được quỳ trước bệ để cúi đầu kinh kệ mà vọng tưởng đến Đức Thích Giả Mâu Ni Thượng Đế không vô nghĩa lý bao giờ. Trên thế gian cũng như trong vũ trụ, vật nào cũng có một nghĩa, sự nào cũng có một lý. Nghĩ xong, sư cụ ung dung dạo gót ra đến cái sân sau chùa. Ngài muốn hiểu, nghĩa lý cái bãi cỏ hoang ở đấy chợt thấy sư bác đương lúi hối làm gì vậy sư cụ rón rén đến gần thì mô phật sư bác đương tu hành để chóng thành sư hổ mang cái gói lá sen mới lôi dưới hố lên ấy bên trong đựng thịt cầy đã muốn từ bi tất không được nổ bình tĩnh và khoan hòa sư cụ chỉ ra lệnh cho sư bác đem tang chứng ấy đến chịu tội trước bể phật mà thôi vậy trước sự này người nghĩ làm sao bạch cụ chúng tăng còn yếu linh hồn nên dễ xa ngã mấy pho tượng trông bệ vệ uy linh khói nha nghi mút tỏa bay tôn nghiêm vô cùng quái mùi thịt cầy sao thơm thế sư cụ tăng xương phán truyền đã xa ngã thì nên tự tìm cách chịu tội để chuộc lỗi ứ ừ nước mắt hai hàng sư bác thê thảm bạch củ chúng tăng tưởng chỉ có cái hình phạt xứng đáng nhất là bị đuổi khỏi nhà chùa song lẽ nếu thế thì sáu bảy năm kinh kệ sư cụ vẫn ôn tồn, đấng như lai là trí thiện trí nhân, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ tìm đến. Sư bác, đôi mắt lấp lánh những ánh sáng hy vọng, nếu được tha thứ, chúng tăng xin ăn năn, để vứt ngay gói này, nhưng mà sư cụ lại giơ tay ngăn, ngài vẫn ung dung phán truyền, đấng thượng đế là bậc trí công, cái cây trên rừng bị kẻ tiểu phu đốn xuống, đó là sự ác. Nhưng đốn xuống làm củi nấu nướng cho sống loài người thì lại là sự thiện mà ta thuê hiệu tạc gỗ thành tượng thì lại là sự thiêng liêng. Ở đời này, vật nào cũng có một nghĩa, sự nào cũng có một lý. Sư bác còn ngơ ngác thì sư cụ đã nghiêm nét mặt ra ý giận ta muốn biết người chịu cái hình phạt, hiểu cho ra nghĩa lý mọi sự ở đời. Cô nghĩ cho ra em, cao mày, sư bác nghĩ hồi lâu, sau cùng run rẩy khẽ thưa, bạch cụ, hay là, chấm hay là ngài, nếm một miếng. Sư cụ bình tĩnh phán, mô Phật người đã có cơ tu thành tránh quả, người đã biết nghĩa lý sự tu. Tu là hiểu rõ nghĩa lý mọi sự ở đời, sư cụ vẫn thản nhiên nên sư Bác tái mặt, sợ, song lẽ, sư cụ là người từ bi. Ngài đã hết hỉ, nộ, ai, lạc, ngài chỉ ung dung, ôn tồn, ngài không sầm mặt, không lắc đầu, chỉ khoan thai, bình tĩnh thỏ tay, nhót. Bộ răng vàng. Cha vừa mất hai quý tử nọ không lo việc tang lễ mà lại lao ngay vào cuộc chia tài sản. Thật khốn nạn, người con bất hiếu còn cậy mồm người chết để lấy răng vàng. Bằng ngòi bút tài hoa, sắc sảo, tác giả lên án mạnh mẽ thói vô luân trong xã hội Việt Nam thừa còn bị thực dân phong kiến cai trị và để cho người đọc hôm nay những điều cần phải suy nghĩ về đạo lý làm người. Ông cụ già mắt 80 tuổi đầu ấy đã hứa với chúng cái chết của mình 3 tháng nay rồi, mà 3 tháng nay rồi ông cụ cứ nằm lì giữa sườn để rên đấy, ăn đấy, và thi hành mọi việc cần dùng ở đợi Cụ thật là người keo kiệt, đến lúc hấp hối rồi mà vẫn còn đo lọ nước mắm, đếm củ dư hành, hao háo chi ly từng đồng xu nhỏ một, chẳng chịu rời chùm chìa khóa, mở tủ, lấy văn tự địa đồ chia của cho con. Đến bây giờ thì ông cụ quả thật chết rồi, nhẹ nở. Ông cụ chết rồi, thì thằng cả, thằng hai với vợ chúng xuống nhau vào vồ lấy chùm chìa khóa tính việc chia ra tài. Chúng hãy để mặc cây thây ma nằm đấy. Cả hai ngày hôm ấy chúng bận bù đầu vào trăm công, nhìn việc. Thằng hai nhường cho anh bộ đồ thờ với yếu thư bàn độc, thì kỳ kèo ép anh phải bỏ tiền ra lo cho bố. Thết đãi hàng xã, hàng tổng thì phải lấy lại hai con lợn nái của mình. Tối hôm sau, cái chết của ông cụ, củ, họ hàng cũng không một ai được biết, vì chúng, tính toán chưa xong. Đến độ nửa đêm mọi việc đã thương lượng thực với nhau đâu vào đấy cả lên giường nằm nghỉ thằng cả mơ màng đến những cảnh phóng túng chơi bời cũng như thằng hai sướng bằng mở cờ trong bục định những việc mưu danh cầu tước mua lấy một chân chức sắc trong làng bốn vợ chồng chúng xì xào to nhỏ với nhau khúc khích với nhau duy trì một mình ông cụ một cái thây ma phủ dưới một cái chăn đơn nằm đờ với ngọn đèn dầu to không bằng hạt đỗ vì không có chúc thư để lại cái chết kia là cái chết bất thình lình chúng đã giấu kín ngày giờ với họ hàng làng nước thì chúng kêu gào khóc lóc làm chi. Vợ chồng thằng cả muốn như ngủ rồi, thì vợ chồng thằng hai gión rén đẩy cửa lôi nhau ra ngoài chuyện kín. Thằng hai óc lý tài sáng suốt hơn thằng cả, nhớ rõ ra rằng trong lúc sinh thời, ông bố muốn thay vào hàm răng cái còn cây gãy, đã lên tỉnh, vào nhà rồng răng vàng. Chúng cứ xì xào cãi lẫy với nhau, con vợ nhất định dãy rụa không nghe, kêu rằng trong nhà có kẻ qua đời, người sống muốn cho kẻ chết được thiêng liêng phù hộ cho mình thường còn lắm khi bỏ vàng vào miệng. Nên khi thấy chồng bàn lấy bộ răng trong mồm bố ra để bán, nó chẳng bằng lòng. Thằng chồng phát gắt mà rằng cái đời đàn bà chúng mày sao mà ngu thế. Chết rồi, thì việc cung dỗ chẳng qua là việc dối lừa thiên hạ. Bộ răng vàng ấy đem bán đi không được chục bạc hay sao? Mày không nghe ông mặc kệ mày, miễn sao mày đừng để cho vợ chồng anh cả biết. Ông làm gì thì mặc xác ông, rồi nó ngồi nguầy quay vào, để cho vợ một mình đứng đấy trong nhà có người chết ngoài sân lại thêm đom đóm bay liệng lập lòe cây cau cây chuối cọ lá sột sạt vào nhau con vện thình lình cắn bóng một cách tức bực buồn rầu nghe sợ đến dồn người đi được chị vợ bỗng giật mình hoảng sợ hấp tấp chạy vào những toan ngăn chồng không cho làm thế nhưng khi đến cửa buồng nhìn vào thây ma trơ trơ nằm đấy thì chị ta lại sợ không dám bước vào nó biết vợ nó phải lánh mặt đi rồi thì nó cứ việc tự do hành động nó nhìn sau nhìn trước, lắng tay nghe kỹ, thấy vợ chồng anh mình đã ngáy mới yên trí, rón rén đến bên giường bố chết, lật cái chăn ra, để một tay giữ trên đôi mắt người đã qua đời, còn một tay nó bóp lấy hàm, cố vành cho được. Thấy hơi răn rắn, nó liền dùng hết sức, cố vành mồm kẻ chết móc ra được bộ răng vàng. Như người sốt rét phải chậu nước lạnh dội vào mình, nó bỗng run lên bần bật. Bộ răng vàng rơi lăn xuống đất nó cũng không kịp nhặt, vì khi nhìn lại đôi mắt của kẻ qua đời đã bị bàn tay phũ phàng kia làm cho lật hẳn mi lên. Mà cái mồm, một cái mồm không răng trông sâu hoăm hoằm mà tối om om, sau khi đã bị vành thì thôi, nhất định không thèm ngậm lại. Người chết hình như trợn mắt, há mồm, nguyên rủa thằng con bất hiếu, trông đáng sợ vô cùng. Nó đứng ngây ra đấy kinh khủng mà nhìn không chớp mắt một hồi, rồi sau khi rú lên một tiếng, bưng mặt đẩy cửa chạy đi nghe thấy tiếng kêu ghê gớm lạ lùng hai vợ chồng anh đều ngồi nhỏm dậy chúng không hiểu nguyên do sao cả chỉ nhìn nhau một cách kinh ngạc rồi rón rén xuống đất bước đến cửa phòng người chết đứng đấy nhìn vào cái thây ma trợn mắt há mồm như đang chửi rủa hai vợ chồng sợ quá đứng sát nách nhau mà run lập cập chống ngực đánh thình lình giữa cái lúc bối rối tâm thần mơ màng đến những chuyện quỷ nhập tràng của bộ liêu trai không biết nên đứng ì ra đấy hay cuống cẳng bỏ chạy đi đâu thì thằng anh nhìn thấy cái bộ răng vàng nằm dưới gậm giường nhờ ánh sáng đèn chiếu ra lóng lánh. Cái việc thằng em vào đây, rú lên rồi ôm đầu bỏ chạy, nó hiểu rõ ra ngay. Nhìn ra sau lưng, thấy vợ chồng thằng em đã đứng tái mặt đấy rồi, thì nó lên giọng đàn anh, mắng chùm, chúng mày thực là bất hiếu. Người đàn bà kia cố cãi cho ra lẽ, kêu rằng dễ hết lời ngăn cản mà chồng chẳng chịu nghe nào. Rồi chị ta xin lỗi cho chồng, những mong được lượng ông giữ kín những chuyện nhơ nhước trong nhà, cứ việc lắp lại hàm răng vào mồm cho bố. Nhưng thằng anh lại không làm như thế, sau khi không có cách nào vuốt mắt, đậy mồm cho người đã mất thì nó chỉ đành trùm chăn lên một cách gọn gàng. Rồi nó quay lại mắng đứa em dâu, chú thím đã định lừa tôi như thế, thì bộ răng này, sau khi tôi bán được, mong rằng chú thím đừng nhớ đến chuyện chi à. Sau cùng, thì một cách tự nhiên, nhanh nhẹn nhất đời, nó cúi xuống nhặt bộ răng vàng bỏ túi. Hồ xê líu hồ líu xê sàng. Không ai có thể thấy một gia đình thứ hai nữa giống gia đình nhà danh họa khôi kỳ. Cứ cái tên của ông chủ cũng đã đủ ngộ nghĩnh rồi, nhưng có bước vào nhà ông này, ta mới thấy nhiều cái lạ. Có thể bảo rằng đối với nhà này, cuộc đời là một trận cười quanh năm. Bất cứ đến lúc nào, ông còn đứng ngoài thềm ông cũng đã thấy văng vẳng đưa ra những tiếng đàn nguyệt như bổng, như trầm hoặc tiếng cây nhị Sài Gòn rên gì. Nếu vào đến căn phòng làm việc của nhà họa sĩ, thì thật là một sự lạ lắm. Nếu ông không thấy vỏ hạt dưa bắn tung tóe đầy sàn, vài cái đĩa còn thừa lát đác mấy miếng bánh khách, dây bóng vỏ kẹo, hay mấy chai rượu ngọt chỉ còn ít cặn, hay cái áo, cào cào, vài đôi giày mang cá mới của các tiểu thư. Ấy là không kể một đống ngổn ngang những sáo với hồ, những đàn vây nhị, cái nào cũng đứt dây long phiếm, dựa lào đảo vào một xó gác một thành ghế, hoặc may lắm mới được treo cẩn thận trên tường. Vì rằng Tuyết Nương với Bạch Vân đều là hai cô gái quý của nhà danh họa khôi kỳ đàn cũng hay, ca lại càng, não, lắm. Thật là những nàng tiên xa cõi thế, răng lóng lánh hơn mặt hoa tai đầm, nước da mịn hơn cả quần lụa trắng, tóc đen lay láy, có màu muôn hơn cả khan nhung. Chính ra, khôi kỳ không có địa vị gì trong nhà, chỉ Tuyết Nương và Bạch Vân mới là hai, bà, cầm quyền thay ông chủ. Ông bố thường dậy từ lúc bà con hàng phố chưa ai nghe bánh tây nóng, rời rét thì quấn thêm cái chăn giả, khoác thêm cái áo giả đã ra ngồi kẻ, đo, vạch, điểm trộn sơn, trộn thuốc để cho bà vợ quý với hai cô gái quý nằm ươn sắc chờ đến giờ học buổi sáng được ra chơi. Ông tuy yếu tài nhưng chưa ăn thua gì cả. Ông vẫn còn nghèo lắm nên làm ăn rất chi chăm chỉ, những mong có một ngày kia một vài cuộc triển lãm của ông tổ chức với mấy anh em đã hứa cho ông con đường tương lai rực rỡ nhưng vợ với con mà ông phải nai lưng ra nuôi một cách rất vất vả chỉ những bắt ông sắm khăn san giày mang cá cũng khiến ông đủ lệch nghiệp rồi bà vợ ông không nhúng tay vào một việc gì cả rất đẹp khi mới cưới rất được nhiều người họ nhà chồng kính yêu chỉ vì cái sắc bá tước còn tự hào là một người đàn bà đẹp và sau là một người đàn bà đẹp từ xưa đã là một người thủa xưa rất đẹp, nay bà chán hết mọi sự, chỉ còn biết mùa rét thì chùm chăn ngủ kỹ, nực đến thì gội đầu rồi xóa tóc ra quạt, đọc tiểu thuyết trên một cây võng lúc nào cũng kêu, kiểu ca kiểu kịt, mắc lê khắp gian phòng. Cho nên mỗi khi bà rúng tay vào việc gì thì cả nhà như một xứ nào gặp nạn động đất vậy. Còn Vân, cái kéo của tao để đâu rồi thế? Ơi tuyết, cái đê với cuộn chỉ ở hòm mày đã vứt đâu, cứ nhèo nhau thế suốt ngày, rồi thì tuyết cũng như vân, hai cô ùa nhau mở hòm, mở tủ. Sau một hồi rối rít tìm chìa khóa mới mở được thì chẳng thấy đâu là kim, đâu là đê, đâu là chỉ mà toàn mó phải những đũa, những thìa, những khuy áo, gương cũ, hộp sắt tây, lọ thủy tinh, không biết đứa khỉ nào đã nhét cả vào đấy, và cất đấy để làm gì. Cả mọi đồ vật bầy trong nhà cũng có một vẻ kỳ lạ lắm. Cứ ai, ba tháng lại dọn một lần nên phòng khách cũng như phòng ngủ trông đều có vẻ chưa bày xong hoặc đến mai xếp dọn của những nhà mới có việc bận rộn hôm qua và lại ai hỏi đến cái gì cũng không thấy cả thì còn bày biện cái quái gì miễn là ông bố vẫn tìm thấy đủ cây mũ đôi giày bà mẹ, một cuốn tiểu thuyết tam hạ nam đường hai cô con gái phấn sáp khăn nhung miễn ra ngoài đường bà con phải nhầm là nhà có của Cánh cửa nhỡ hé mở người tò mò đi ngoài phố có thể nhìn trộm thấy cái tủ chè khảm nhưng mặt kính vỡ chửa có tiền thay. Hoặc trên bàn thờ, cái bát nhang sứt vì mèo nhảy đổ. Có khi, ngồi vào mâm, đã cất đũa, ông bố mới sửng sốt tự trách rằng quên chẳng để dành tiền mua lấy cái liễn ủ cơm. Gặp khi nào hơn 2 giờ mà hai cô gái quý mới thổi cơm xong thì chiều đến đã có lệnh của bà truyền rằng, mới ăn cơm từ lúc 2 giờ chiều không phải thổi cơm, để chờ hàng phở tối một cảnh tượng rất thường nhưng nghĩ cho cùng thật cảm động bốn người cùng kẻ ngồi người đứng bưng mấy bát phở vội húp sụt soạt ở ngay chỗ cánh cửa bước vào cầm cái khăn mặt bẩn như lau khăn bàn ông bố húp vội chén nước rồi lại quay vào cắm cổ làm việc chẳng kịp xỉa răng trong cái cảnh bừa bộn vô trật tự ấy cái thản nhiên cái bình tĩnh của bà mẹ với hai cô thì thật là những kỳ công của tạo hóa trong óc mấy người này đều chưa những tư tưởng gì khác chứ không tráng qua một tư tưởng nào về việc tề ra nội trợ bao giờ. Cho nên tuyết nương thì ăn vận theo gái Sài Gòn, còn Bạch Vân gái Huế, còn bà mẹ, nằm trao mình trong võng. Sống một cách nguệ oải với bộ chuyện phong thần mơ màng đến cái sắc đẹp thuở xưa. Nhà danh họa khôi kỳ thì lúc nào cũng hớn hở tươi cười như đứa trẻ con được mặc áo đẹp. Miệng sao lúc nào cũng được thấy bên tay khanh khách tiếng cười của hai cô con gái quý. Ông bố có thể nai lưng ra làm việc kéo cầy trả nợ, nợ vợ, nợ con. Huế cô con gái nũng nịu, thò thẻ bên tai, cậu cho con mua cái san, dầu mỏ. Cậu cho con mua cái vòng, v, v, là ông bố gật đầu ngay, móc vi lấy tiền ngay, dù gạo ngày mai chưa trông được vào đâu cũng mặc. Cũng lắm khi các cô ngồi cần củ kim chỉ đấy, nhưng áo rách đến xả vai của bố cũng không thấy miếng vá, biết tất của bố thủng như dây bột cũng chẳng được sợi mạng các cô chỉ biết thêu hàng trăm hàng nghìn những chiếc mùi xoa có cành hồng con bướm để tặng những ai ai thì phải chớ cũng không thấy để bán bao giờ các ông các bà có được hân hạnh lần nào gặp những cô gái quý rất tân tiến ấy không nào có khó gì đâu biếng việc nhà nhưng chăm chỉ việc người những cuộc diễn kịch diễn cải lương nam kỳ việc nghĩa hoặc các buổi trợ phiên đối với các cô không một dịp nào không dự vào ban tổ chức chỉ bởi thế các cô vẫn phải muộn chồng vì rằng cứ trông cái cảnh gia đình ra ngoài khuôn mẫu hàng nghìn vạn dặm của các cô cứ nghe giọng bà mẹ của các cô sàn sạt nheo nhéo cả ngày thì dù trong đám công tử đã cảm giọng nam ai vọng cổ hoài lang văn thiên tường của các cô cũng có nhiều cậu muốn rước ngay các cô về nhưng phần nhiều đều ngại ngần tự hỏi với tự dọa có nên lấy nó làm người vợ quý của mình hoặc là nếu ta lấy nó thì rồi ta đến bố mẹ ta người tử tế làm ăn đã không ai dám dung đến rồi, mà cả cái bọn, mũ lệch vai so, cũng không mảnh nào dám rước. Đã đành là, đến nhà họa sĩ khôi kỳ nghe hát, nghe đàn là thú, là vui, là cảm lắm nhưng mấy ông tài tử nam kỳ đội mũ đỏ mực, quấn cái khăn quàng sặc sỡ, lê đôi dép nhật, đàn hay, ca thảo, hút thuốc lá cũng thảo, đối với con mắt bọn này đã như đinh như gai. Ấy là không kể trong khi mải vui nghe hát, nghe đàn bọn này phải chịu cái khổ hình nghe cả tiếng võng kiểu kịt của bà ở phòng bên cạnh, trông thấy thấp thoáng bóng người, những cái vẻ mặt căm tức, giận dữ, định lấy tiền nhà tiền gạo, từ tháng trước thu xếp chưa xong. Các cô vẫn ế, được một lần có một anh chàng quá vợ, đứng tuổi, rất thích cảnh đời ra ngoài khuôn mẫu, vì cho sự lấy vợ chỉ là mua máy hát, đã định ngấp nghé, ái cha, mượn người tiến dẫn đến năm bảy lượt nhưng vì thấy cảnh gia đình quá sức mình tưởng tượng nên trong lúc cô em ngân cổ ca khúc văn thiên tường trong bản tuồng tam ban triền điền thì anh chàng lim dim con mắt liếc nhìn cô chị, phi phèo tẩu thuốc lá, nghe điệu đàn rồi vừa hát thầm, họa thầm, mà tự hỏi phải xem nó có ý y còn nguyên, nó còn nguyên. Việc chàng lại bỏ dở, thế là Bạch Vân với Tuyết Nương vẫn cứ ế chồng, mà họa sĩ khôi kỳ được cảnh sum họp một nhà để tiếp khách toàn cầu, để méo mặt lo nợ lo chạy gạo, chạy tiền bánh ngọt, rượu, chè tiếp xước các ông công tử Bắc Kỳ, tiếp xước các ông tài tử Nam Kỳ, và để lúc nào cũng được bên tai văng vẳng khúc đàn giòn của bài vọng cổ Hồ Xê Liếu Hồ Liếu Xê Sàng. Người có quyền Đứng ngắm trước gương, anh ta cài khuy cổ áo, vuốt lại hai tà áo nhăn nheo, đội lại cái khăn lượt cũ cho chữ nhân đúng ở giữa trán Anh ta nhìn vào gương một lần nữa, thấy mình không ai chê vào đâu được, bèn ung dung ra đi chợt nhìn xuống đôi mũi giày gia định anh lại hấp tấp quay vào gầm giường cúi tìm đến giỏ mồ hôi tai mới thấy cái bít tất cũ anh lau mũi giày vui mừng rằng đã không quên một việc có thể rất có hại cho danh dự của anh chứ gì anh mà lại đi đôi giày bụi bẩm ra phố thì thiên hạ cười chết qua gian nhà cầu thấy bà mẹ đương ngồi cân tơ lưng quay vào tường anh gión rén gót chân như một tên trộm anh thở dài sung sướng vì mẹ không biết không gọi lại hỏi, không căn vặn, để mà, sau cùng, đầy nghiến là anh lêu lồng, là ăn hại, và bắt quay trở lại, bỏ khăn, áo ra. Ra đến cửa hàng, cô Loan, em gái anh, lúc ấy đương có mấy cô bạn, trông thấy anh thì thầy đều ngồi im một cách tính cần. Các cô đương bàn chuyện mặc, sóc, để chiều chiều, lên diệt ở hồ Tây. Thấy em gái đương chuyện như pháo ran mà trông thấy mình lại vội im bặt, anh ta vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, không hiểu tại sao bỗng dưng cô em lại sợ mình đến như thế ngoài phố đèn đã sáng một ít giai gái đã bắt đầu đi nghễu nghện hai bên hè tìm những cái thú ăn chơi của ban đêm anh tránh cái hè đông người bước sang hè bên kia anh đi đến phố cửa đông đường thành độ 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 nhưng mà đến chợ hàng ra đường đi thẳng anh bỗng dừng chậm đà chân rồi tiến thẳng về phía ngõ trạm anh ta tự hỏi ta có nên đến đấy ngay bây giờ không ta lại hai bàn tay không như thế này mà đến chỗ ấy ư thế rồi anh liên miên nghĩ đến bà mẹ ác nghiệt người anh cả hiện đã là một ông phán vinh thân phì ra thằng em ra hiện đã đỗ tú tài mà chỉ giỏi hát lối tino rossi và đi đêm với bọn vũ nữ cô em gái út rất tân thời được bà mẹ nuông hết sức mà mãi chẳng thấy ma nào nó rước bỗng đâu anh oán giận tất cả ngần ấy người hôm nay anh đã là cha một đứa trẻ con vợ anh đã đẻ được một đứa con dai kháo khỉnh vậy mà anh phải hai bàn tay không đến nhà hộ sinh. Mà gia đình anh tịnh không ai biết, nghĩ đến đấy, anh đứng dừng hẳn lại, rất ngạc nhiên để tự hỏi mình như một người qua đường, thế có tức không, vì lẽ không ai đáp. Anh lại cắm đầu cắm cổ đi, đi mãi, cũng chẳng biết con nên tức hay là không nên tức. Vợ anh, à, mà cái đó đã cố nhiên, thế là nó đã là vợ tôi, đứa bé kia là đứa con tôi, thưa các ngài đó là một người đàn bà quá chồng rất trẻ, cũng vui vẻ, nhí nhảnh như số đông những người quá chồng khác, mà anh đã gặp trong một cuộc chắn cả, mà anh đã chim. Đã chim, bẩm chính như thế đấy ạ. À? Nói thế chắc hẳn chẳng ai tin đâu, nhưng mà sự thực ấy là thế. Người xưa nói, tâm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, phải biết. Hạnh phúc là một thứ quà của sự tình cờ nó thường cũng có khi rơi vào giữa mồm cái thằng đại lãn nằm dưới gốc sung hay là nó thường rơi vào tay những quân ngu dại người xưa cũng đã nói cả rằng ngu phúc xuân thọ nhưng mà chính anh ta thì thật tình anh chẳng biết mình là một người ngu thấy anh mà cũng có nhân tình có một người hỏi nửa thật nửa bỡn ô kìa ông hai làm thế nào mà khéo thế gớm cái món ấy kháo đấy nhỉ thế đã nước gì chưa đối với một người vô nghề nghiệp thì có một cô nhân tình cũng như là có một chức nghiệp anh ta vui vẻ đáp lia lịa chứ ông tưởng cái món ấy nói yêu tôi thì còn oan cái nỗi gì thật vậy là vì anh không hiểu rõ cái giá trị của anh chỉ biết rằng có một bà mẹ là một cụ cừ hẳn hoi có một ông anh phán sự ngoại ngạch có một cậu em tú tài có một cô em gái hết sức a la mốt thì là danh giá chán anh ta chưa hiểu rằng tuy vậy anh cũng chẳng là cái quái gì cả nhưng mà thiên hạ lại chẳng ai nhìn anh bằng cái thứ mắt mà anh nhìn anh người ta chỉ trông thấy anh là một kẻ, thằng không ra thằng, ông không ra ông, văn rốt, vụ rát 27 tuổi đầu còn ăn bám vào mẹ, cả ngày đi tìm những gia đình nhàn cư vi bất thiện để gạ đánh cờ không ăn tiền hay là trầu ria tổ tôm. Mà, rõ khổ, đã thế, thỉnh thoảng lại còn đi nhầm giày nữa. Trong phố, người hiền lành nhất đời cũng bình phẩm anh là, rõ cây anh chàng đến vô vị. Còn người độc ác thì lại kêu, cái thằng ấy có cho lấy cả đến chính bà mẹ của anh nữa, cũng không bao giờ nghĩ một cách thận trọng đến việc lấy vợ cho anh. Bà chỉ ngóng ngóng xem người nào ế chồng, nhiều tuổi hơn anh hoặc là đã quá chồng rồi thì mới dám mong không bị từ chối. Độ độ độ, bởi thế cho nên anh đi chim, bởi thế, anh phải có nhân tình, mà có rồi ạ? À? Rồi à? Anh tự nhủ, mẹ ta không muốn cưới vợ cho ta chỉ vì không muốn mất 300 bạc. Thì ta sẽ lấy vợ không mất một xu nào cho mà xem, anh lấy vợ thật, người đàn bà ấy ăn ở với anh non vợ chồng mà giả nhân ngãi. Tại sao người ấy lại yêu anh ta nhỉ? Rõ khổ lắm, thì còn ai hiểu được lòng người, nhất lại là lòng người đàn bà. Trong một buổi chắn cả có sự thân mật, có sự kề đùi kề vế, anh ta vô tình mà cảm được một người đàn bà quá chồng có trong lòng bao nhiêu dây đàn mà đã từ lâu không có tay tiên nào gảy đến. Tức khắc, người ấy yêu anh, một lần, hai lần, những tường giải trí qua loa thôi, không ngờ cái tình bắt đầu phai thì cái nghĩa nó cũng sắp sửa thấm. Nói cho cùng, người đàn bà ấy chót nhỡ mà yêu anh. Ấy sự đời là thế, có thứ đàn bà lấy chồng hoặc theo giai y như người ta chót nhỡ đánh vỡ mất một cái chén vậy. Về phần anh thì anh chẳng tốn kém một đồng xu, vợ anh tuy cô độc, tuy nghèo, song cũng có một nghề độ thân. Vợ anh bán guốc trên chợ, thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ hàng hành sớm đi tối về cơm đèn hai bữa trong những lúc ái ân anh đã hứa mình cứ an tâm rồi tiện dịp tôi nói với bà lão nhà tôi thì mình cũng được về nhà tử tế rồi chúng ta xin bà lão chăm bạc làm cái vốn riêng người đàn bà kia gật đầu tuy anh chẳng có nghề gì nhưng cũng con nhà danh giá em ông phán anh cậu tú con cụ cử bẩm phải ạ à? vậy các bà cứ thử nghĩ xem ngót một năm trời anh đủ sống sung sướng tuy ban ngày chỉ đi gạ đánh cờ không tiền hay trầu dìa ván tài bàn, nhưng mà, tối đến, từ 9 giờ đến 11 giờ thì anh lại căn phòng nhỏ với người yêu. Xong cuộc anh về nhà trình diện mẹ, bị đánh chửi là đêm nào cũng đi, như một người con chi hiếu ở thế kỷ 20 vậy. Chỉ có một lần là anh phải ngờ vực cái người trung tình có một của anh. 10 giờ đêm hôm ấy, sau khi ốm liệt giường liệt chiếu mất một tuần lễ, bất thình lình anh khỏi, và đến với vợ thì vừa lúc anh gặp một ông to béo ăn mặc như một quan hàn, từ buồng vợ đi ra, dáng điệu mỏi mệt, lừ đừ. Anh đã nghi, nói xa xôi, bóng gió, hỏi thật, thì vợ anh thét lên, cậu người ta đấy, khỉ à, từ đấy anh không gặp mặt cậu vợ ở nhà vợ nữa, và được yên tâm. Mãi đến bây giờ, vợ anh đến nhà đẻ, nằm phòng ba chục một tháng. Độ độ độ, anh ta lại từ ngõ chạm quay về phố cửa đông, vì anh ta đã nghĩ, tuy bây giờ ta không có xu nào trong túi, nhưng mà nay mai hẳn phải có tiền giúp được người yêu. Miễn sao cái khai sinh gửi ra tòa đốc lý, thế là quan đốc lý ngài nhận thực rằng ta là chồng nó, là cha đứa bé. Mà lãm có muôn phá cũng không kịp nữa, quan trên nhận thực rồi. Sau khi lý luận ngây thơ như thế, anh gõ cửa nhà hộ sinh. Vợ anh trông thấy anh thì sưng mặt lên, không nói gì cả, xong anh cho đó là cái ẻ huệ, cái khó tính của gái đẻ. Người nữ khán hộ giơ đứa bé con dai ra da nói Con dai hẳn hoi, giống ông như đúc Anh nhìn đứa bé, chẳng thấy nó giống mình mấy Vì trẻ mới đẻ đứa nào chả thế Nhưng cũng nói Vâng, nó giống tôi Cô khán hộ lại tiếp Đây này, cái tay dày chính là tay ông Cái nhân trung dài chính là nhân trung ông Anh ta gật đầu Cảm ơn bà, bẩm chính thế đấy ạ à? Rồi ngồi im như phỗng Hưởng cái sung sướng có vợ, có con Khi cô khán hộ ra khỏi phòng anh mới hỏi người yêu khai sinh cho con chưa thế hở mở người yêu của anh đến đây ngồi lên dầu dĩ nói thôi tôi cũng không thể giấu anh được nữa vậy tôi dằn lòng phải nói người kia nhất định khai sinh cho nó rồi anh ta lặng hẳn người đi như mó phải dây điện vừa thở hồng hộc vừa hỏi thế nào nói gì thế người kia là đứa nào đứa nào là người kia người vợ chung tình chép miệng làm gọn một câu cây lão mà anh đã gặp mà tôi đã nhận là cậu tôi chứ còn đứa nào anh ta đứng hẳn ngay lên nắm tay lại những người hiền lành hay cục những kẻ ngu vẫn quen hung hăng nhưng người đàn bà ấy điềm tĩnh ấy thế mới phiền chứ sao mày đã thề với ông ai bảo anh đi tin thế á à gớm nhỉ mày nói cái mồm mày cứ gọn thon lỏn đi thôi chuyện dễ nghe nhỉ ông lại chém cổ mày đi bây giờ anh ngưng lại để mà ngạc nhiên về cái phũ mồm của mình lần đầu trong đời anh đã nói nặng người yêu nhưng người đàn bà cũng nổi nóng chẳng kém thôi đi anh câm đi anh ngu lắm ừ thử hỏi trong một năm nay tôi có tệ bạc gì với anh không anh có cho tôi được lấy một đồng xu nhỏ nào không cái bộ mặt anh mà lại đòi có tiền à này tôi bảo thật cái buồng ba chục một tháng này tiền lão ấy đấy cái buồng ba chục đồng ở ngõ hàng hành tiền lão ấy đấy cơm tôi ăn cũng tiền lão ấy con sen tôi nuôi cũng tiền lão ấy anh nghe ra chưa anh ta tái người đi vì cách lão ấy sao nó lắm tiền thế anh ngồi im lặng nửa giờ để rồi tìm ra được mấy câu này mặc kệ chứ ừ thì như thế nhưng mà hỏi rằng đứa bé này là con nó hay con ông anh thử nhìn xem anh vội tin cô đỡ thế à ấy là người ta nhầm người ta nịnh anh cái mũi này mà là cái mũi anh à cái mồm này mà là cái mồm anh à hai con mắt này mà là cái mắt anh à anh ta nhìn lại đứa bé mà người đàn bà dơ ra. Anh chỉ có thể biết đó là một đứa trẻ mới đẻ thôi, chứ giống chỗ nào thì anh không sao biết nổi. Tuy nhiên anh cứ nói bướng, đích thị nó là con ông, nó giống ông như đúc, người đàn bà xua tay, thôi không phải dườm lời. Anh muốn còn tình còn nghĩa thì anh câm đi, chứ đến luật pháp cũng không có quyền buộc tôi có bổn phận gì với anh cả. Mà người ta nhất định đứng tên trong giấy khai sinh rồi. Và lại anh có chắc đấy là con anh không trước một lý luận cứng như thế anh ta ngồi im như một con cóc thật thế anh không có tiền chẳng có quyền cũng không dám tin đứa bé chính là con anh anh đâm nản độ 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 anh còn ngồi ì ra đấy như một người đáng ghét thì người đàn bà nhìn qua cửa sổ một cách sợ hãi nói chết chừa kia người ta đến kia rồi anh đi đi lúc ấy ở sân nhà hộ sinh thấy có một người béo lùn chính người anh đã gặp hai tay ôm lễ mễ hai đống tướng những hộp sữa, rượu bổ, lê, táo, khăn mặt bông, bí tất mới. Tức thì anh ta thấy sợ, sợ như sợ một người cậu bên nhà vợ. Anh đứng lên đi lối cửa sau, ra ngoài, anh lẩm bẩm, được, cứ nuôi cho nhớn. Để đấy, bao giờ ông có tiền ông mới đi kiện, bắt thử máu cho mà xem. Sau cùng, thấy trong túi có hai hào anh đến một tiệm thuốc phiện để giết cái buồn cũng như số đông những kẻ khổ sở khác cái ghen đàn ông chờ cho người ấy trổ tài hùng biện đã chán chê đi rồi giao đài mới bỏ tờ tạp chí xuống bàn và nói không người ta chẳng nên thật thà nhất là khi người ta yêu nhau tuy rằng chẳng ai lại hoàn toàn thật thà với ai bao giờ điều ấy thì ai cũng thừa biết vậy mà người nào cũng cứ ao ước sẽ có kẻ thật thà với mình thì có lạ không khôi hài nhất là khi ta thấy ai có vẻ hơi thật thà với ta chỉ hơi hơi thôi ta cũng lấy làm sung sướng lắm những kẻ đương lăn lóc trong tình trường cũng vẫn có cái ảo tưởng là đôi bên hoàn toàn thật thà với nhau tựa hồ sự thực làm cho ta sung sướng như ta trúng số độc đắc này các anh thôi đừng ai nên để cái lòng thật thà của người ta yêu đi kèm với hạnh phúc nó tai hại lắm nó chỉ phá hoại chớ chẳng kiến thiết bao giờ nghe đến đây lê văn thư một người lúc nào cũng lạc quan, bèn nổi giận mà rằng: cha, một người đàn bà như Giao Đài mà lại để ở miệng thốt ra những lời lẽ đáng buồn đến như thế nữa ư? Ừ. này, chị Giao Đài, coi chừng kẻo mà chị sẽ trở nên một thứ quái vật. Giao Đài chỉ cười nhạt, lại khoan thai nói thêm, nghĩa là cũng như mọi người, phải không, các anh? người ta ai không là một thứ quái vật? không để ý, Lê Văn Thư lại sốt sắng tiếp chết nỗi nếu lại không có sự thật thà cứu vớt thì nhân loại còn có gì nữa thì làm gì có những ái tình làm gì có cái tình bằng hữu làm gì có những tính tình tốt đẹp và những dây liên lạc mà người ta bảo là thiêng liêng mà làm gì còn có hạnh phúc nữa giao đài lại cười rộ, coi anh thư như một đứa trẻ ngây thơ rồi nói coi chừng đó anh ạ à, yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là một việc khác một người bèn hỏi vậy thì khi đã yêu nhau người ta có nên thật thà với nhau không? Giao đài chẳng cần nghĩ đáp ngay, không, không, chẳng bao giờ, và chẳng nên một tí nào. Sau cùng, giao đài khoan thai kể lại câu chuyện dưới đây để dẫn chứng cho cái thiết ấy. Độ độ độ, các anh, các chị đây hẳn còn nhớ vợ chồng anh giáo hiền đấy chứ. Chị ấy vì hậu sản mà thiệt phận năm ngoái ấy mà. Ấy đấy một người đàn bà đáng quý và đáng thương. Kẻ ngoại cuộc là các anh, các chị. Ngồi đây hẳn phải tưởng cặp vợ chồng ấy sung sướng cực điểm. Thưa không ạ, à, anh Hiền, chị Hiền là hai kẻ đau khổ nhất đời. Lúc buông tay nhắm mắt, chị ấy còn phải đem theo xuống suối vàng một thứ mà ta quen gọi là hận nghìn thu. Lúc hâm liệm cho vợ, anh giáo Hiền cũng vẫn còn là kẻ không chút đỉnh lương tâm nào nữa. Chỉ tại sự thật tha, tôi sở dĩ được rõ mọi điều vì chị Hiền coi tôi là bạn thân hơn hết. Những chuyện gia đình, những điều tâm sự những cái éo le khuất khúc mà không ai dám nói với một người thứ hai nào nữa thì chị hiền đã có kể lể cả với tôi việc đôi lứa ấy vì ái tình mà lấy nhau rồi ăn ở với nhau vẻ bề ngoài ra làm sao chẳng cần nói các anh các chị cũng thừa rõ sau ngày cưới được năm hôm chị hiền đã đến chơi với tôi cứ như những lời chị nói cứ trông những cử chỉ của chị cũng đủ hiểu chị bằng lòng cuộc trăm năm đến có thể hóa điên vì sung sướng chồng chị là người quân tử có nhiều đức tính lại yêu quý vợ nồng nàn hơn ai nếu cứ theo nhịp ấy mà đi thì giữa cái loài người khốn khổ này anh hiền chị hiền là một cặp vợ chồng tiên mấy hôm sau nữa khi lại thăm bạn vào lúc anh hiền vắng nhà tôi thấy chị ấy có cái vẻ mặt của người hối hận vì đã chót làm điều gì tai hại mà không còn phương gì cứu chữa nổi nữa mà qua vậy luôn mấy năm sau trong cặp mắt ngây thơ vốn đầy những ánh sáng của chị tôi thấy hình như có một thứ bóng tối no ám ảnh nó làm thần thái của chị hiền lu mờ như mặt trời bị lấp bóng mây chị đã kể lề chị đài ơi có lẽ từ nay mà đi tôi đành cam phận là người đàn bà khổ sở nhất đời rồi tôi đã nhỡ tay để hạnh phúc của tôi vỡ ra làm trăm nghìn mảnh từ nay mà đi tôi không còn dám màng tưởng đến những ngày mà tôi đã thấy cuộc đời là có nghĩa lý là đáng sống như những ngày mới bước chân về nhà chồng nữa thôi thế là xong nói thế rồi chị hiền buông xuôi hai bàn tay như người thất vọng trước những mảnh vụn của một cái lọ quý giá mà mình đã vô ý đánh vỡ vậy chỉ một cử chỉ ấy cũng đủ khiến tôi xúc động lắm và đủ đoán nổi cái hệ trọng của việc đã xảy ra tôi vội đứng lên ra khép chặt cửa phòng rồi quay vào nghe chuyện chị ạ à, mấy ngày tân hôn nhà tôi không nói những lời nào khác những lời của một kẻ si tình say mê yêu quý tôi nhà tôi đã có những lời lẽ ngây ngô vô cùng những lời mà tôi tưởng không ai biết nói như thế. Tôi đã sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Là vì đêm vừa qua, khi lên giường chung mối chung chăn, không hiểu bởi những duyên cớ khốc hại gì, bởi thứ ma quỷ độc địa nào nó xui dục, mà nhà tôi lại chợt hỏi, anh hỏi thế này em đừng cho là lần thần nhé. Trước khi biết anh, em có hề yêu một người nào không? Tôi ngạc nhiên thì ít, mà nổi giận thì nhiều. Bèn làm bộ bình tĩnh hỏi lại, sao anh lại hỏi thế nhỉ? chồng tôi vội vàng cắt nghĩa không anh hỏi thế không có gì là can hệ nếu em ngạc nhiên là vì em chưa hiểu rõ nghĩa chữ yêu mà anh muốn nói yêu đây chẳng phải là thư từ đi lại rồi làm những điều mà đức hạnh phải kết tội đâu yêu đôi có nghĩa trong sạch hơn bi đát hơn có thi vị hơn vì yêu đây là ngưỡng mộ là kính trọng là yêu vụng dấu thầm là để ý là vắng mặt thì khao khát mà gặp mặt thì không dám mò bầu tâm sự nói nôm na thì yêu đây nghĩa là có ý muốn người ta hỏi mình làm vợ ngừng một lát chồng em lại tươi cười mà tiếc không can hệ thật thế cũng như anh chẳng hạn trước khi biết em và lấy được em anh đã yêu không biết bao nhiêu người đàn bà yêu theo cái nghĩa đã nói trên ừ thế đi nữa thì có sao đâu việc gì có thành sự thực hiển nhiên thì mới đáng kể và nếu anh nói thế chính là vì đối với em anh muốn xử sự đặc biệt nghĩa là cho em được hưởng cái lòng thật thà có một không hai của bọn đàn ông phần nhiều ích kỷ gian ngoan ngây ngô em hỏi lại sao bỗng dưng anh lại thật thà như thế là vì anh đoán anh biết anh hiểu rằng nhiều khi em thấy trong óc thoáng qua cái ý tò mò muốn biết ấy cũng như đại đa số phụ nữ đối với chồng nếu em chưa hỏi là vì chưa tiện dịp và thế nào rồi cũng có phen em muốn thử hỏi thế một câu chơi đã thế thì liệu rồi anh có giấu được em không giấu sao được em tin sao được chẳng khi nào một người đàn ông ngoài 30 tuổi mà trước khi lấy vợ lại chẳng hề, để ý, đến một người đàn bà nào khác bao giờ. Nếu quả trên đời này có hạng đàn ông ấy thật, đó phải là một hạng kỳ gì. Em ngây mặt ra nghĩ, càng nghĩ càng thấy chồng nói đúng sự thật lắm. Chợt chồng em lại nói, thí dụ như em chẳng hạn, năm nay em đã 24 tuổi rồi. Vậy mà ái tình đến với người thiếu nữ rất sớm, nữ thập tam nam thập lục, thật đúng như lời cổ nhân. Tạo Hoa đã an bài ra thế, không một người con gái nào lại vượt qua được cái công lệ ấy. Vậy thì vào tuổi dậy thì, người ta phải mơ mộng, phải khao khát lòng yêu, phải để ý đến đàn ông. Anh nói chuyện đây là dựa vào khoa học chứ không nói hồ đồ, vu vơ gì. Đã thế thì không thể nào em lại không hề để ý đến một người đàn ông nào trước khi là vợ anh, trong cái thời hạn từ 18 đến 24 tuổi vì rằng không phải ở đời này chỉ có một anh là người đàn ông đáng yêu thôi có phải thế không trước những lý luận đanh thép của một người có khối óc tỉ mỉ sáng suốt như thế tôi biết là chối cãi thì không được biết chối cãi thế nào có ai lại đủ nghĩa lý để chối cãi một chân lý hay không vả chăng chồng tôi đã bảo là không can hệ mà muốn yêu chồng một cách hoàn toàn tôi tưởng không còn cách nào khác là đem lòng thật thà của mình mà dâng lên chỉ nghĩ được có thế Tôi chẳng ngại đã, anh nói đúng đấy, năm 17 tuổi, em cũng đã có yêu một người, yêu theo những cái nghĩa anh đã phân giải lúc nãy. Không biết người ấy có để ý đến em không? Người ấy không hề hỏi em làm vợ, và giá có chắc hẳn cũng không được nào. Bây giờ thì người ấy cũng đã lấy vợ, cũng đã có con. Thế rồi sao nữa, thế rồi, chả có gì nữa, sau người ấy thì không để ý đến ai khác nữa, em thật thà cà cười, thì đến anh, và lấy được anh. Thế thôi, nhà em ngẫm nghĩ một lát, phê bình, thế nghĩa là em đã yêu người ấy lắm, yêu lắm. Đến nỗi phải chán đời cho đến lúc lấy chồng, nghĩa là trong 7 năm không còn sức để ý đến một ai nữa, nếu không có anh. Tôi không đáp, chồng tôi thở dài, khiến tôi phải hỏi, anh vì thế mà buồn đấy à? Sao anh ác thế, sao anh lại bắt em phải thật thà với anh để rồi làm em phải đau đớn? Nhưng nhà tôi đứng lên, thản nhiên, việc gì mà buồn? Có người đàn bà nào mãi cho đến lúc lấy chồng mà cũng còn nguyên cây trinh tiết tinh thần bao giờ? Tôi chỉ cần sau khi lấy tôi rồi thì vợ tôi không tư tưởng đến ai nữa. Thế thôi, rồi chúng tôi nói những chuyện khác, mãi cho đến lúc cả hai cùng ngủ. Nhưng mà, ba giờ đêm, chợt thức dậy, tôi thấy nhà tôi, chị ạ, à? nhà tôi ngồi ở bàn, hai tay bịt lấy thái dương. Tôi vùng dậy, hỏi một cách run sợ, anh, anh nghĩ ngợi đấy à? tôi muốn thả nhà tôi nói nặng còn hơn chỉ thản nhiên đáp một cách độc địa thế này. Có thế, lúc ấy tôi bực lắm. Bao nhiêu nỗi phần uất của giống đàn bà đã mấy nghìn năm bị áp chế, bị bó buộc vào vòng nô lệ của giống đàn ông ích kỷ hình như dồn cả vào óc tôi. Tôi bèn nói, thế tại ai gây ra chuyện ấy? Anh đã thật thà với em thì em cũng phải thật thà với anh. Anh nghĩ xem, em chối có nổi không? Và lại như ai đã nói, điều ấy cũng chẳng căn hệ gì chồng tôi rền dĩ không, chẳng can hệ gì cả, ấy cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò, họ bắt mình công khai sự thật, để họ phải đau khổ, và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng trăm cô nhân tình, họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử. Chồng tôi lại đứng lên, đau đớn nói, bây giờ thì tôi đã rõ sự thật, đã rõ rằng cái hạnh phúc của tôi không hoàn toàn và chỉ có giới hạn mà thôi tức thì tôi hiểu ngay rằng thế là xong vợ chồng mà đã thế thì không thể nào có hạnh phúc được nữa tôi bưng mặt ngồi khóc như đứa trẻ không có tội mà bị cha mẹ đánh mắng chị có biết trong bao lâu không ngót một tiếng đồng hồ tuy rằng không ai to tiếng với ai song đêm ấy quả thật có một tấn kịch vô cùng thảm đạm sau cùng thì chồng tôi đứng lên ra vuốt ve tôi thôi nín đi em ạ à, anh xin lỗi em anh sẽ quên đi và anh cam đoan là sẽ quên được thật ra trong việc này em chẳng có một phần lỗi mọn nào tôi đã phải tìm nhiều lời lẽ an ủi chị hiền và tôi đã cầm tay chị lôi lên miệng tôi mà hôn một cách đau thương như hôn một người yêu trong một cảnh ngộ xót xa năm sau vì có giấy bổ tôi đi thái nguyên tôi không được cùng anh giáo hiền dạy một trường và do thế phải cách biệt chị hiền thỉnh thoảng lắm mới lại có một lá thư trao đổi tin tức cho nhau. Không bao giờ quên những tâm sự của mình, có khi chị Hiền gửi tôi những lá thư dài 6 trang, 8 trang, và tôi đã phải nhiều fan tùy chuyện kể trong thư mà hoặc vui hoặc buồn cho bạn. Một lần tôi rất vui vẻ vì chị Hiền báo tin rằng đã tìm thấy cái hạnh phúc tưởng đã mất tích. Lời lẽ trong thư đại khái rằng, chị Giao Đài ơi, em hồi hộp báo tin mừng rằng có lẽ chồng em đã không còn muốn làm một người vô nghĩa lý nữa nhà em đã biết nói đại khái như thế này, theo ý tôi, một cuộc tình duyên hoàn toàn tốt đẹp phải là hai người, trước khi yêu nhau đều chưa để ý đến người thứ ba hay là người thứ tư nào cả, và sau khi đã ăn đời ở kiếp với nhau rồi, tất nhiên cũng phải giữ chung tình như trước, nghĩa là vợ cũng như chồng không ai được có một phút điên rồ, mặc dù là chỉ trong một phút, ngoại tình bằng tinh thần. Như thế cho đến lúc chết, vì lẽ người đời không ai lại vợ chồng cùng chết cả một lúc tất nhiên phải còn lại một người quá vợ hoặc một người quá chồng. Vậy thì các người sống lại ấy cũng không bao giờ mơ tưởng đến một người thứ ba. Mãi cho đến lúc chết nốt, ấy đéo, nhưng mà trên thế gian này, làm gì có cuộc tình duyên nào lại duy nhất, lại tự nó chịu những sự kiềm chế như thế được. Vậy ta có thể kết luận rằng không có cuộc tình duyên nào lại hoàn toàn cũng như không ai được hưởng cái, không thể có được, thì chỉ là điên. Nói thế rồi chồng em kết luận rằng không quan tâm đến cái điều của em mà xưa kia chàng coi như một cái tội lỗi em sung sướng vô cùng tôi để ý đến cách phân tích nghĩa lý cuộc tình duyên hoàn toàn của anh giáo hiền thì nhiều và mừng cho người bạn gái thì ít nhân một dịp nghỉ tôi về đến chơi người bạn đồng nghiệp hiếu sự và điên ấy thấy hai vợ chồng đều vui tươi như hai cây hoa tôi đã toàn đem cái ghen của anh hiền ra làm đầu đề câu chuyện mà chỉ vì sợ nhắc lại chuyện cũ thì không tốt cho vợ chồng người ta lúc đương yên lành nên lại thôi ấy thế mà một tháng về sau tôi lại nhận được một bức thư của bạn trong đó bạn khóc lóc rầm rĩ lại khổ sở đau đớn rõ sốt ruột làm sao thật là chuyện trẻ con anh hiền nhất định buồn rầu vì cho rằng chỉ có sự trinh tiết của tinh thần mới là đáng quý và chị hiền đã yêu một người khác trước khi lấy anh ấy thế là đủ không còn trinh tiết nữa rồi. Và anh ấy tất phải khổ sở. Chị Hiền viết dưới cuối thư, trong khi nói là quên, chồng em đã dùng hết thời giờ, hết cả tâm trí để nhớ, để buồn rầu. Cái ghen của anh Hiền có một thứ thế lực ở tâm giới anh đến nỗi khiến anh hóa ra tầm thường, hóa ra đê hèn, hóa ra bất thành nhân dạng. Năm ngoái, chị Hiền sinh được một mụn con gái rồi lại bỏ mất. Có lẽ vì phiền não quá nhiều, chị đã lâm sản mà thiệt phận. Vì nhằm vào ba tháng hè nên tôi thường ở bên giường chị ta. Lúc thở hát ra, chị cũng lại có tôi để chứng kiến cái khổ của chị. Và tôi cũng không hiểu tại một lẽ huyền bí gì của tạo hóa mà lại cứ tình cờ phải nhìn thấy tất cả những cái đau đớn của người bạn khốn khổ ấy. Khi thấy ông doctor đã lắc đầu thất vọng ở một góc phòng rồi, biết rằng cái giờ cuối cùng của mình đã đến, chị Hiền bèn gọi chồng vào để dối răng. Tôi đứng lên bước ra cửa thì chị bảo cứ ngồi lại trước mặt tôi chị hiền kéo hai bàn tay của chồng về lòng run rẩy nói bằng một thứ giọng kỳ lạ em chết rồi anh ơi quan đốc chẳng nói thì em cũng biết chẳng còn bao lâu nữa em kiểm soát lại cuộc đời thì thấy rằng cũng không đến nỗi thiếu thốn gì mấy mà cũng đã hưởng nhiều thứ lắm nhất là lại được làm vợ anh để tự do yêu quý anh em có thiếu thì chỉ thiếu cái lòng yêu của anh không phải cái yêu thương nhưng mà cái yêu hoàn toàn của anh mà thôi xin anh cho em được mang cái lòng yêu hoàn toàn ấy, cái ái tình bất vong bất diệt ấy, xuống cửu tuyền. Vì sắp chết nên chị nói văn chương kiểu cách lắm, từ khi em ốm nặng đã nhiều lần anh an ủi em là quên hẳn chuyện xưa. Bây giờ xin anh cam đoan lần nữa trước mặt người bạn thân của em đây, cho linh hồn em được thỏa. Anh nói đi, cho em nhớ, vào trường hợp này, trí người ta thông minh sáng suốt lắm vì rằng khi thấy chồng ôm đầu nghĩ ngợi thì chị nói một cách xót xa rời ơi thì ra anh không yêu em anh chưa quên hẳn chuyện xưa anh còn phải nghĩ lâu như thế cơ mà tôi dùng mình run sợ vì thấy anh hiền đã phải anh đã nghĩ bây giờ nói thế nào chắc em cũng không tin đâu đấy em xem anh không thể thật thà với em được người vợ đáng thương ấy nấp lên mấy cái thì người chồng chữa một cách đã quá muộn tuy vậy anh cũng vẫn yêu em vì anh còn có bổn phận của một người chồng. Chị Hiền nấc lên một cái cuối cùng, thế là tắt nghỉ, và cách đấy một phút chị còn ai oán nhìn tôi. Cái nhìn ấy phân vua với tôi về những sự thống khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của những linh hồn. Độ độ độ, giao đài thật chuyện xong thì im lặng để chờ mọi người bình phẩm. Một người trong bọn chúng tôi đứng lên bực tức nói, tội nghiệp, một cuộc tình duyên như thế mà để đến nỗi một điều nhỏ mọn vô nghĩa lý như thế phá hoại được. Một người khác nói tiếp, vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ. Người thứ ba thở dài mà rằng, cái anh chồng trẻ con đáng khôi hài như thế mà không ngờ là một tác giả của tấn thảm kịch như thế. Người thứ tư nói, tôi, tôi muốn nói rằng người vợ ấy không thật thà với chồng ngay từ lúc mới bước chân về nhà chồng. Nhưng anh Lê Văn Thư đứng lên hậm hực nhưng mà tôi thì tôi muốn cái thằng chồng khốn nạn ấy không nên thật thà với vợ nó nữa và lúc vợ nó đã thở hắt ra. Giao đài mỉm cười phân vua cả bọn ấy đấy, anh Thư bây giờ đã phản đối cái anh Thư lúc tôi chưa kể chuyện rồi đấy nhé. Sao anh không chủ trương cái lòng thật thà mãi đi, tưởng chừng không ai phê phán gì nữa, sắp nói sang chuyện khác, thì chị giáo bích một người từ nãy chưa nói gì đứng lên cầm cây chặn giấy gõ xuống bàn như lúc ra lệnh im lặng cho học trò và hỏi cả bọn các anh các chị nghĩ về anh giáo hiền ấy thế nào. Một người đàn ông mà tầm thường như thế ư. Mà khi người ta đã ghen đến như thế thì liệu người ta còn có biết được cái hạnh phúc nữa không? Ừ, ghen đến thế thì cuộc đời có thấy sướng gì nữa không? Vì chị giáo Bích cũng sắp lấy chồng nên người ta mỉm cười nhìn nhau một cách kín đáo và nói lảng sang chuyện khác. Lòng tự ái Chồng thấy chồng về, chị vội vàng hỏi, thế nào cậu, gì nó đã đỡ chưa? Liệu có qua khỏi được không? Phạm Quang đứng thở lử khừ như người vừa mới phải đi bộ 10 cây số, tuy chàng chỉ đi có từ một nhà ở cuối phố về. Chàng từ tốn gác mũ lên cây sừng hương, cởi bộ áo ngoài, rồi nằm dài ngay ra sàn. Mãi mới đáp, "Nguy lắm, không biết nó có sống được không?" Vợ chàng ngừng hàn đường kim mũi chỉ, cau lông mày lại hỏi, "Thế gì ấy hiện giờ thế nào?" Quang uể oải đáp như người đương lúc nửa thức nửa ngủ, cả một đêm hôm qua ly bì nói mê nói sảng mà lúc nào tỉnh thì lại tỉ tê khóc lóc. Bác dần mách rằng lúc mê sảng nó cứ gọi tên tôi. Không khéo thì hỏng mất, thôi thế mà ra tôi đã mắc một tội ác, giết một người đàn bà. Chưa hiểu rõ đầu đuôi, tôi bèn hỏi chị Quang, các bác nói đến ai thế? giả dạ, chúng tôi nói đến một người em họ của tôi đấy. Một câu cắt nghĩa quá gọn ấy chỉ khiến tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, lại càng không hiểu gì nữa. Cái gì nhỉ? chồng chị quang lại có can đảm nói những câu như thuộc về một thiên bi tình khi nhắc đến một người em họ của vợ lại trước mặt vợ như thế nữa ư ừ. thưa bác tôi vẫn chưa hiểu gì cả đến đây chị quang nhìn tôi một cách láo lỉnh nhìn chồng một cách danh mãnh đằng hắng một cái rồi mới mỉm cười đáp tôi thưa bác bệnh nhân ấy tức là em họ tôi cô anh trước kia khi chưa lấy tôi thì nhà tôi đã phải lòng cô anh chết mê chết mệt đến lúc hỏi thì cô anh lại không thuận ấy thế mới buồn chứ rồi nhà tôi hỏi tôi rồi cô anh đi lấy chồng nhưng mà chẳng may cho cô anh lại lấy phải người chồng xấu không ra gì chơi bời đủ ngón lại hành hạ vợ một cách vũ phu nữa hiện giờ thì chẳng rõ anh chàng bỏ cả vợ con ở nhà đi theo con đĩ nào cô anh buồn quá đâm ốm có lẽ vì nhớ tiếc người cũ vì hối hận nên cô mới nhắc đến tên người đã phải lòng cô người mà cô đã không lấy tức là nhà tôi như nhà tôi đã thuật mà bác cũng được nghe. Có lẽ Phạm Quang Hồ thẹn cho rằng vợ nói chuyện không phải lúc nên chàng giơ tay lên bưng lấy chán. Thành thử muốn phản đối vợ như thế thì kín đáo quá và làm ra bộ thản nhiên thì lại thành ra hứa hênh quá. Nhưng chị Quang là người rất thông minh tức khắc hiểu ngay ý chồng. Chị vội nghiêm giọng đứng đắn hỏi, thế cậu sang thăm vừa rồi thì có gì là đáng để tâm không? Anh Quang vùng ngồi lên đăm đăm nhìn tôi để khỏi phải ngượng ngùng khi đáp vợ. Tôi kéo ghế ngồi ở đầu giường thì dì ấy mở chăn ra nhìn tôi. Chào ôi, cặp mắt ấy có ngụ bao nhiêu nỗi khuất khúc của một linh hồn đương đau khổ. Trong những tia sáng quắc một cách kỳ lạ ở đôi mắt của người đang ốm nặng, tôi thấy như có sự hối hận, sự hy vọng, cái lo lắng vân vân. Rồi nó, anh ta vừa gọi bệnh nhân là gì ấy, lại vừa gọi là nó, ấp úng hỏi tôi, anh anh vẫn yêu em như xưa đấy à, anh lại không giận em chút nào à, tôi không biết gật đầu hay lắc đầu, cũng không biết nên đáp ra sao. Lúc ấy bác dần đang ẵm thẳng chắt, đứa con chúng nó ở ngoài sân. Tôi bèn cầm hai tay nó kéo lên ngực tôi một cách âu yếm lắm. Một lúc nó ngơ ngác nhìn tôi nghi hoặc đoạn rút tay ra quay mặt vào tường. Sau cùng nó lại khóc, khóc tỉ tê, khóc hậm hực, khóc mãi. Tôi không có can đảm ngồi nữa, loạn choạng đứng lên về đây giời ơi biết làm thế nào bây giờ chị quang ngây mặt ra một lúc có vẻ buồn rầu một cách rất thành thực đoạn thở dài và ngậm ngùi nói rõ tội nghiệp dì oanh nó thật là một người đáng thương thái độ của chị khiến tôi lại càng phải kinh ngạc chúng ta thử đặt mình vào địa vị người đàn bà có người chồng như thế xem cái ghen cái giận cái uất nó sẽ ghê gớm như thế nào nếu ta có một người vợ mà lại đau đớn vì một mối tình cũ như thế liệu cái mặt của chúng ta sẽ tươi bới ra làm sao Vậy mà chị Quang đã chẳng những không ghen chồng, lại còn ngậm ngùi thương xót cô em họ nữa. Tôi thấy cái cần ghê gớm phải khen, chị Quang, chị thật là một người vợ hoàn toàn, bạn tôi thật có cái diễm phúc lớn mới được làm chồng một người như chị. Tuy chỉ là một văn sĩ nghèo, anh ấy cũng có thể tự phụ được là người sung sướng nhất trần gian. Ở đời có được một người bạn tri kỳ của anh Quang lại đồng thời là người bạn trăm năm của anh nữa thì thật quả bạn tôi đã cướp được hết hạnh phúc của loài người. Tôi tưởng khuây khỏa được bạn bằng cách vỗ vai bạn mà rằng, anh này, anh đã là một người sướng mà có lẽ anh không biết. Chị Quang hớn hở hỏi tôi, nào có gì lạ mà bác khen nhiều quá thế, tôi cho là lạ lắm. Ghen tuông là cốt tính của người đàn bà, muốn sung sướng người ta tưởng phải yêu một cách hàn học đến bậc hóa ra ghen tuông. Thế mà chị không ghen, thế mà chị vẫn sung sướng, chị Quang mỉm cười khoan thai cắt nghĩa vì tôi là người đại lượng, có thế thôi nếu tôi đại lượng thì vì lẽ gì tôi lại cấm nhà tôi là một người đại lượng hai nữa gì oanh nó chỉ là một người lầm và đáng thương vì hỏi gì oanh nó không được nên nhà tôi mới hỏi tôi bác để ý cho tôi thì giàu mà oanh thì là con nhà nghèo dẫu rằng không là bắt buộc tôi tôi cũng thiết nghĩ trong cái hạnh phúc của chúng tôi bây giờ gì oanh nó cũng có một phần công lao chứ không ư nếu oanh đã nhận lời thì chúng tôi còn lấy nhau làm sao được cho nên tôi vẫn có cảm tình với oanh người đàn bà khác chắc phải ghen về trước phải đề phòng về sau phải ghét oanh phải thấy oanh khổ sở thì mới sung sướng nhưng tôi thì không thuộc hạng người ấy hiện giờ thì đích thị là oanh hối hận cái đó dễ hiểu lắm mà nguy nhất cho người ta là khi đã mất lòng tự kiêu tự ái đau đớn vì oán giận kẻ khác thì chẳng nói chứ chính mình lại phải oán giận mình thì còn ai biết cứu chữa ra làm sao Oanh đã lâm cảnh ngộ đáng thương ấy thì tôi còn nỡ lòng nào ghen tuông với nhà tôi làm gì? Ghen ghét Oanh mà làm gì? Ấy cái nhẽ tôi là thế chứ không phải chúng tôi là chị em họ. Phải lắm, đã ghen thì chị em ruột cũng có thể đâm chém nhau được nữa là chị em họ. Chen vào giữa chúng tôi, anh Quang nói một cách căm tức mà tôi chẳng hiểu hiện Oanh đang ốm như thế nào. Mấy ông làng băm nói huyên thuyên loạn xạ cả lên để cho không ai hiểu cả. Ông thì bảo đau phổi, ông thì đau óc, Ông thì lại kêu đau tim. Có là rời cũng không hiểu, chị Quang nhìn chồng cười gan, mình rõ thật là gan. Tất nhiên bệnh ấy là tâm bệnh thì dẫu đã đau các cơ quan khác trong người, quả tim cũng chẳng phải là không đau. Theo ý tôi hoanh mắc cả hai thứ bệnh, đau trong người và đau trong ý nghĩ. Có muốn chữa chảy thì mình cứ việc chữa chảy cho cả quả tim, chứ cậy mấy cụ lang hủ lậu thì ăn thua gì, mỡ nói đâu ra đấy. Thế thì mợ thử giải quyết cho tôi một phương cứu chữa xem sao. Nói không thì ai mà trả giỏi được, chị Quang chỉ tôi phân vua, ơ kìa, nói lạ nhỉ, việc của mình chứ việc của em đấy à, tôi bênh vực bạn thì bác cứ làm phúc thử nghĩ hộ bác dai xem có phương kế gì không. Từ đấy trở đi chị lại cúi đầu trên đường kim mũi chỉ, mắt có vẻ tư lự lắm. Tôi không hiểu đó là chị nghĩ phương kế cứu người đàn bà khốn khổ mà chị đáng lẽ phải coi như kẻ tình địch hay là chị đã tiếc cái đại lượng phi thường của mình chỉ vì lời khen ngợi sốt sắng của tôi. Cái điều ấy có thể lắm vì trong đời vẫn có một số đông những người bướng bỉnh những người mà ta muốn thấy làm một việc gì thì ta phải ngăn ngừa hay là ta muốn họ không làm việc gì thì ta lại phải hết lời xúi dục. Chỉ biết rằng, đêm ấy bạn tôi dục tôi vào phòng ngủ để thuật lại tỉ mỉ cho tôi nghe chuyện cái cô anh ấy thì người vợ cứ trong đèn ngồi khâu rất khuya độ 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 sớm hôm sau lúc bạn tôi gọi tôi ra bàn dùng thức điểm tâm thì người vợ ít có ấy vui vẻ hỏi chồng thế nào cậu đã nghĩ ra cách gì chưa quang nhăn mặt gắt một cách khôi hài lại còn nghĩ ra được cái gì nữa chị quang đưa mắt nhìn tôi mỉm cười rồi nói với chồng bằng một giọng chế giễu rõ tội nghiệp kìa nghĩ kể một đêm như ngũ tử tư đầu tóc sắp trắng xóa ra rồi kia kìa, kìa bạn tôi lại lấy tay bóp chán và cử chị ấy không hiểu tại sao tôi thấy là hệ trọng lắm tôi thấy như là người vợ chế giễu chồng được một câu như thế thì sung sướng lắm có lẽ người vợ bắt đầu không còn là người đàn bà phi thường nữa vì đã biết ghen nhưng chị quang đã lại hỏi chồng có thế thôi mà mình cũng không nghĩ ra à bất giác tôi thấy xấu hổ lắm câu nói ấy không những cho bạn mà còn như cho cả tôi cũng phải nghe sự thực thì Cả một đêm tôi cũng bâng khuâng nghĩ hộ bạn mà không nghĩ ra phương kế gì cả. Cái lòng tự ái của giống đàn ông xưa nay vẫn khinh thường đàn bà mà lại bị một người đàn bà chê bai một cách gián tiếp là ngu dốt lúc ấy bị thương nặng và biến ra thành một sự bất bình sôi nổi trong lòng tôi. Nhưng chị Quang vốn là người rất thông minh, thấy bạn chồng lại đỏ mặt hơn chồng, chị bèn nói chữa, phải lắm, như mình, thì chỉ bận tâm lo buồn thôi, chứ nghĩ sao được giữa lúc tâm hồn bối rối. Tôi tuy chẳng giỏi giang gì, song tôi gần như là kẻ ở ngoài cuộc, cho nên trí não tôi cũng có phần sáng suốt hơn. Quang ngơ ngác nhìn lên, ngoan ngoãn hỏi vợ, theo ý em thì nên như thế nào? Trước khi đáp, người vợ còn cúi đầu ngẫm nghĩ, ý chừng để giải bày cho khôn khéo. Có lẽ mình giấu cái hồ thẹn của mình nên chưa nghe vợ đáp, Quang đã thở dài mà rằng, buồn nhất là cơ sự này, tôi đã đoán được rằng không sớm thì chầy, thế nào rồi cũng có lúc xảy ra hiện giờ, thằng chồng theo đĩ mà bỏ lửng vợ, mà vợ thì đương nghĩ đến việc đệ đơn xin ly dị tại tòa. Cho mãi đến bây giờ, tôi cũng chưa hiểu vì lẽ gì xưa kêu anh lại từ chối lời cầu hôn của tôi. Từ chối giữa lúc cả làng cho việc tôi hỏi oanh làm vợ là may mắn cho anh lắm. Thế mới lạ chứ, vì rằng chính nhà tôi đây, hồi ấy cũng phải ngạc nhiên về sự từ chối ấy. Hay là tại hồi ấy, oanh đã yêu ai rồi? có phải cặp vợ chồng ấy đã vì ái tình mà lấy nhau không? Oanh đã kiêu ngạo hay đã trung tình? dù sao mặc lòng xưa kia tôi đã trung tình thì nay oanh phải hối hận. chị quang một cách rất có ý tư đáp lời cho câu hỏi lúc trước của chồng mình tìm cách nào cho cô ấy không phải hối hận nữa. tôi dám chắc bệnh sẽ khỏi ngay. bạn tôi vội nói a à, tôi hiểu rồi đấy. ừ đã thế mình còn chờ đợi gì nữa nhưng mà nếu thế nếu thế thì oanh lại oán ghét tôi mất. Điều ấy cố nhiên, Quang Nghĩ hồi lâu để rồi lắc đầu, "Không, không thể được, hiện giờ Oanh đương hối hận, nghĩa là đương yêu tôi. Oanh yêu tôi, yêu nồng nàn, yêu thiết tha, có nên làm mất cái tình cảm tốt đẹp hiếm có ấy trong lòng một người đàn bà mà tôi đã yêu xưa kia không? Phải đến như thế nào, Oanh bây giờ mới có tình cảm ấy với tôi chứ? Đã thế thì tôi không thể nói dối được, xưa kia, tôi bị người lãnh đảm, nhưng lòng tôi đã được tự do yêu." Nếu này tôi phải làm một việc để, do thế, tôi ghét người ta thì chẳng nhượng bỗng đâu tôi vứt cái tự do yêu người ta của tôi đi, mà rồi người ta lại còn ghét thêm tôi nữa. Vợ chàng giơ tay khuyên ngủ, phải hy sinh, phải có can đảm, yêu người yêu mình chỉ là tự yêu, vẫn biết mình nói dối oanh thì oanh tất nhiên sẽ phải ghét mình, nhưng mà tôi xin mình, cứ thử một mình mình biết, một mình mình hay, mà yêu kẻ ghét mình tôi xem nào. Nghĩ một lát nữa rồi quang nhăn nhó lại lắc đầu. Không, tôi không thể làm cho anh đến nỗi phải ghét tôi được. Tôi xin lỗi mình, mình là người đại lượng mình hiểu biết. Sự thực, tôi vẫn còn thương oanh lắm, chị Quang nổi nóng, gay gắt phân trần. Thế nhưng mà khi ông không chịu nói dối thì nghĩa là ông vẫn giang tay vò nát quả tim đã bị thương của người ta. Ông không muốn bị căm hơn, phải, ông vĩ ích kỷ, để cho người ta chết thì rồi ông thương xót một thể. Phạm Quang ngã ngồi xuống ghế như một cái cây đổ, chàng gần như khóc thà đều anh chết là hơn, nếu chẳng may thế, tôi sẽ ấp mù anh mà khóc. Chết như thế, oanh cũng được hả về phần hồn, còn sống như em đoán trước, xác thể không những tiêu mòn, mà cả đến linh hồn của anh cũng chẳng mát mẻ nữa, vì rằng sự căm hờn đã đến chiếm chỗ trong tim. Chị Quang lại cười gan mà rằng, thế thì mình nhầm, sự căm hờn chỉ nuôi chứ không giết sự căm hờn đẻ ra lòng tự kiêu, tự ái, mà lòng tự ái chính là một sức mạnh để tự vệ. Chỉ có sự hối hận, sự tự mình phải giận mình, là giết mà thôi. Quang vẫn thổn thức khốn nhưng tôi không muốn giết cái mối yêu ấy trong lòng oanh. Căm hờn là một cái xấu không nên có trong hồn một người đàn bà đã lầm trong một phút, và do thế, mới đáng thương. Thả oanh hối hận, thả oanh tuyệt vọng, thà đều anh chết vì ái tình để cho ái tình ấy đi theo linh hồn là cái bất vong bất diệt, ái tình sẽ hóa ra cũng bất vong bất diệt. Chị Quang run rẩy khẽ nói, bảo anh chết, ờ ừ thì được, nhưng còn thằng chát, nó mới có 6 tuổi, mà nó là cháu tôi, cháu mình, giết mẹ nó là giết nó, mình không được phép giết thêm một đứa trẻ vô tội. Anh Quang ngạc nhiên nhìn vợ hồi lâu rồi mạnh bảo ra đi. Anh đi đến nhà oanh, nửa giờ sau, về, mặt nhăn nhó, anh kể, thế là xong. Tôi đã đóng một vai trò tàn nhẫn hết sức. Thế nào, tôi đã bảo anh như thế này. Tôi chỉ còn thương hại cô mà thôi. Cô hỏi tôi có giận cô không? Có yêu đâu mà giận. Sao xưa kia, cô đã khinh tôi như thế. Bây giờ khổ sở, cô mới hối hận, mới quay lại yêu tôi. Cái yêu như thế, hỏi có giá trị gì? Có ai lại vứt lại một bát nước mà ta đã hắt xuống đất? Oanh xúc cảm quá mạnh nên không nói được gì cả oanh nấc lên một cái thì tôi bỏ mặc ra về chị quang xoa so vai hài lòng có thế oanh mới sống được rồi chị ấy bảo tôi bác hãy chịu khó ở chơi đây ít lâu nữa mà xem việc này rồi phải có kết quả tốt độ 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 một tuần lễ qua bữa ấy chợt vợ chồng quang gọi tôi ra cửa sổ thì oanh đã ấm con rong chơi ngoài đường bấy giờ tôi mới biết mặt người đàn bà ấy nàng có một vẻ mặt bình tĩnh một cách lạ đủ biết trong lòng cái hối hận cái nhớ tiếc duyên xưa không còn nữa. Nước da tuy còn xanh, nhưng dáng đi đã có vẻ cứng cáp lắm rồi. Tôi có cái cảm giác là người đàn bà ấy không thể chết được nữa. quanh ấm con một cách âu yếm như đã quên, quên hết mọi sự để mà chỉ nuôi con. Quang cầm hai tay vợ, anh cảm tạ mình, em đã dạy anh biết hy sinh và đã cứu nổi hai mạng. Tôi chầm một điếu thuốc lá để tự thường, vì tôi đã hiểu rõ cái lòng tự ái, kiêu ngạo nó vừa làm đau khổ và vừa nâng cao phẩm giá người đàn bà muốn nhìn lại lần nữa thì bóng oanh đã thoáng khuất sau một hàng rào găng đi săn khỉ xưa kia tôi chưa biết đi săn là thế nào nhưng mà từ thuở nhỏ tôi vẫn ao ước có một khẩu súng để có thể được đi săn luôn luôn những khi trông thấy hoặc một chiếc xe hơi sau lưng có buộc một con hổ một con nai với bọn người đội mũ cát kết tay giữ súng ngồi trên hay là một nhà thiện xạ đeo súng sau lưng cưỡi xe bình bịch có đèo một chùm rẽ run ở tay lái vênh vàng đi qua các vô xá thì lòng tôi lại nao nao lên kính phục và thèm muốn thú đi săn đối với tôi có một sức ám ảnh mạnh như là của ngọt đối với những ông nghiền cái quần sóc đối với những gái tân thời huy chương phẩm hàm đối với những ông chọc phú thịt chó hầm dựa mận đối với các nhà sư chân tu đến nỗi kết tục đi săn cát kết ở tarascon tả trong sách của a Đỏ đếch cũng làm cho tôi ước ao khao khát do những lẽ ấy tôi không trở nên một nhà thiện xạ bao giờ độ 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 nhưng mà nỗi khổ tâm của tôi là có rất nhiều bạn có súng hay đi săn và ai ai cũng hơi hơi thiện xạ một chút cách đây vài năm tôi về nhà quê với một người bạn thì được bạn rủ đi bắn chim các ngài cứ việc tưởng tượng cây sướng trong lòng tôi bữa ấy sau khi đi quanh các hàng rào tre của làng đã hai lần, không gặp một con chim gáy, một con cỏ, một con quả, chúng tôi đành vác súng về không. Đến cổng làng, gặp một con trào màu đậu ngay ở một cành tre, tôi giơ súng lên, thì bạn tôi vội nhặt một hòn đất ném cho con chim bay trước đi. Rồi bạn cắt nghĩa, bắn thế, có chúng chăng nữa cũng là phí đạn, tôi tức đến cực điểm, tưởng có thể tuyệt giao với bạn ngay được. Than ôi, cơ sự mà đến như thế thì cái tình bạn hữu ở đời thật quả chỉ là một danh từ điêu trá của văn chương. Tôi không thể nào tha thứ cho sự phản chắc ấy của bạn được, vì lẽ, đối với tôi, điều cốt yếu chỉ là được bắn một phát mà thôi, còn chúng hay chạch, chim thịt ngon hay không ăn được, cái ấy tôi không quan tâm. Giữa lúc tôi bực mình chưa tiện nói ra, thì bạn lại nói, có lẽ số trong nó chưa chết, nên hôm nay bác đi săn mà không một con nào lai vãng đây cả. Chứ mọi hôm, cỏ cũng nhiều gáy cũng nhiều tưởng bạn nói thật tôi cũng nguôi giận rồi bạn lại cắt nghĩa rằng bữa nay bạn đi săn bằng ban nghĩa là đạn một chứ không phải đạn ghém trong cát tốt như vậy bắn chim nhỏ rất khó trúng đạn ghém thì sau khi bị thúc khỏi miệng súng những viên chỉ nhỏ nổ ra theo một vòng rộng như một cây nón con chim rất khó lòng mà bay thoát một khi tầm súng ngắm đừng quá sai sắp về đến nhà tôi lại trông thấy một con chích chòe thấp thoáng trong một cây ồi tức thì tôi rằng lấy khẩu súng ở tay bạn mà rằng, đi săn mà lại không bắn một phát nào thì lọ lắm. Lần này, bạn để yên, tôi giơ súng lên, còn chích chòe lúc ấy quay đuôi lại phía tôi, ngửa cổ hót mấy tiếng trước gió rất vui vẻ. Trước cái ngực trắng của nó, có một sợi lông vũ nhảy ra ngoài cái trật tự của những lông mượt mà và phong phanh theo làn gió điều hưu. Tôi cảm động lắm, biết mình sắp làm một điều ác rồi sẽ phải hối hận như người đi bắn trong bài thơ la motte du Buver ơi nhưng dẫu là ác mà thấy hưng thú thích chí âu ta cũng cứ làm tôi ngắm rất đúng đùng một tiếng một làn khói lam tỏa ra ở miệng súng rồi tan ngay tôi tưởng con chích chòe phải rơi xuống ngay đấy. nhưng không nó không chết mà cũng không bay đi lúc súng nổ nó giật mình nhảy lên một cái rồi quay đầu nhìn về phía có tiếng nổ với hai con mắt kinh ngạc thật thế nó cũng biết kinh ngạc, tôi xin cam đoan như thế. Như vậy thì có lẽ lúc viên đạn sắp xuyên qua lưng nó thì nó nhảy lên, để cho viên đạn đi đến chỗ không địa chỉ rồi thì nó lại đậu vào chính cái chỗ viên đạn đã đi qua, lúc trước. Thật là một kỳ công của loài chim, tôi quay lại xin bạn viên đạn khác, thì thấy bạn đương hai tay ôm bụng, đầu gục xuống ngực. Trung quanh cái mũi dọc dừa của bạn, đầy những vết nhăn là vết nhăn. Tôi sợ hãi quá đi mất, chết, cái gì thế? một tai nạn gì thế? Hay là viên đạn đã chạy giật lùi, đã trúng vào bạn đứng đằng sau tôi? Không, ấy là bạn tôi cười. Nhìn thấy mặt tôi, bạn mới thẳng người lên, phá ra cười ầm ĩ. nghe thấy tiếng cười, con chích trẻ trên cây hoảng sợ, vụt bay đi. Nó không để cho tôi thời giờ xin đạn để bắn nó phát nữa. Về nhà, cả ngày hôm ấy, tôi dùng thời giờ để cãi nhau với bạn rằng lỗi là ở hòn đạn. Nếu tôi bắn đạn ghém, chắc con chim đã đi đời rồi hiểu cái ê chề của tôi bữa ấy là vô cùng bạn tôi đem số tử vi của tôi ra xem rồi kết luận là bữa ấy tôi không đi vào hung tinh nên không bắn được chim vì bạn là một ông thầy số làm phúc rất giỏi nên tôi cũng được an ủi sở dĩ tôi có thuật cuộc đi săn chim trích trời này thì các ngài mới hiểu rõ cuộc đi săn khỉ tôi kể dưới đây độ 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 cách đây hai tháng và lúc tôi nghỉ dưỡng bệnh đau phổi ở bắc cạn thì cuộc săn khỉ đã xảy ra ở khao kỳ tại sao tôi nói xảy ra, rồi các ngài sẽ hiểu. Khao Kỳ là một cửa động cách xa tỉnh lỵ Bắc Cạn chừng 20 cây số trên con đường thuộc địa từ Ngân Sơn đi ngược về Hà Nội. Nghe đồn ở đấy có rất nhiều bú rồ, nhiều đến nỗi chúng thường từ trên núi leo xuống cửa động, rủ nhau và ruộng để ăn trộm mía hoặc bắc ngô. Bữa ấy nhằm ngày Chủ nhật nên các bạn tôi rủ nhau tổ chức một cuộc đi chơi có săn bắn, bắn khỉ ở Khao Kỳ và nhân thể đi thăm đồng. Anh Diễm bạn tôi, có đủ mọi thứ tư cách, cho săn, xe hơi, một khẩu súng hai nòng. Cứ trông cách thức chúng tôi sửa soạn thì rõ ra một cuộc đi săn vĩ đại. Trước hết chưa chi hãy đi săn những thức ăn, bánh tây, giò, chả, hộp cá, rượu vang, đầy cả mấy cái túi vải. Một cuộc đi săn xa tỉnh lị 20 cây số phải biết. Cho nên phải có đủ những điều kiện nó làm cho chúng tôi hóa ra những tay thiện xả hùng hồn. Có cho săn, có xe hơi, chưa cho là đủ, chúng tôi lại gọi một người thợ ảnh để chụp kỷ niệm nữa. Lòng trọng biết bao, anh Diễm đã tuyên ngôn, chúng ta sẽ để anh phụ bắn phát súng thứ nhất là phát súng danh dự. Đã vậy mà đạn bản ưa dùng lại là đạn ghém, thì bảo tôi có sướng hay không? Nghĩ đến cuộc đi săn trích chòe, tôi dọa tôi, chuyến này, phải biết. Trong cái óc nông nổi của tôi thì đi săn không có gì là khó khăn. Ngắm cho đúng, ai mà không ngắm được kẻ nào không bắn nổi một phát súng ấy chỉ là đồ ngu từ sáng sớm bọn sáu người chúng tôi và con chó săn cao lớn đã lên ngồi xe chiếc xe này là một chiếc Matiz cũ bé nhỏ bạn tôi mua nó có một trăm rưỡi bạc và do thế bị cả tỉnh ghen ghét cho là ăn chơi như đế vương lúc tậu xe anh diễm có nói đáng lẽ thì để trăm rưỡi cưới vợ lẽ cho nó ra vẻ một người việt nam xứng đáng và hoàn toàn nhưng sau tôi lại nghĩ thả tậu xe để đi săn và đi chơi có lẽ hơn nên không lấy vợ lẽ nữa than ôi có xe hay có vợ lẽ bạn tôi cũng chỉ là một khổ trù cái xe thỉnh thoảng lại giận dữ với anh những cái giày già nó gây cho anh ở dọc đường có khi lại giày già hơn cả những cái giày già gây ra bởi một người vợ lẽ nữa cho nên bữa ấy cái xe đình công bằng cách còi bấm điện thế nào cũng không thèm kêu đến nỗi lúc xe qua chợ có cô thủ đứng nghênh ngang giữa đường làm cho sáu người chúng tôi phải kêu, ép, ép, tuy vậy những người hàng phố cũng cau mày nhìn khổ chủ để ghen ghét về cái tội ăn chơi đế vương. Người ta không thể nào tha thứ được cho anh Diễm, chỉ là một viên chức, mà lại có xe ô tô nhà, mặc lòng anh đã phải ép. Nửa giờ sau, chiếc xe đế vương ấy đến động khao kỳ. Anh chàng thủ, người gác am và gác đền, đã đón chúng tôi, bẩm các quan, mời các quan hãy đi xem động đã chưa bú dù thì chốc nữa chúng mới kéo nhau xuống ruộng tôi chẳng thấy thú vị gì trong cuộc đi xem động trèo một trăm thức thềm đá vào cửa động nhìn các màu các vân của đá các bàn thờ phật những nhũ đá có hình rồng hình rùa với những tên các ngài đến du lịch quét bằng vôi trắng khắp mọi chỗ ngần ấy cay không khiến cho tôi khỏi nóng ruột về cây thú đi săn tôi thúc giục người tự ảnh lúc chụp chúng tôi tôi thúc giục cả các bạn hữu nào thích ngắm cảnh và bị họ ghét một giờ sau, chúng tôi ra khỏi động, xuống cái am mà người ta gọi là đền ngoài. Chẳng nói gì đến săn nữa, bạn hiểu tôi lấy các thức ăn đem ra, chén phè phỡn. Tôi rất không bằng lòng các bạn, vì cái lương tâm thiện xạ của tôi. Tôi cho rằng người Việt Nam mình chỉ được cái bộ ăn thôi, chứ không bao giờ làm nổi trò trống gì cả. Tôi tức rằng việc đi săn mà tôi cho là rất hệ trọng, thì lại bị họ rè rúng như thế. Nhưng mà các bạn thân của tôi mặc kệ tôi. Tôi chỉ còn có con chó săn là cùng ý kiến, ăn xong, như một sự cố nhiên, có một vài người say rượu. Họ thấy nhức đầu, họ nằm lăn ra ngủ, ông nào chưa ngủ thì cũng kêu, mệt lắm, người nào không nhức đầu, không ngủ, thì uể oải trâu đầu vào ống quần để nhặt cỏ may. Anh Diễm cũng nằm dài ra cái giường tre mà nói, thôi, chả săn bắn gì nữa, chốc tôi còn cầm lái xe về, nếu không giữ sức khỏe thì nguy hiểm. Thưa các ngài như vậy thì bảo tôi có nên giết quách các bạn thân của tôi đi không? Tức quá, tôi lôi anh Diễm lên, bắt anh phải chỉ bảo tôi mọi cách mở súng, lắp đạn, đậy súng. Tôi hỏi anh Thổ thì hắn đã bẩm quan, bây giờ thì khỉ nó xuống ăn trộm ngô rồi con gì. Tuy vậy anh Diễm cũng bảo tôi, thôi, súng đấy, đạn đấy, anh cứ việc ra ruộng mà săn. Để tôi ngủ một lát, tôi đáp anh như một người có điều gì đáng tự phụ, được lắm, thế thì còn gì bằng nữa rồi tôi theo anh chàng thổ lội cỏ may mà ra ruộng vừa đi vừa vỗ đầu con chó độ độ độ, hắn chợt bảo tôi quan đi sẽ chứ quan cúi đầu xuống kẻo chúng trông thấy lại lên núi mất khi là một giống tinh lắm chúng tôi chỉ đi cách am chừng vài chục bước trước mặt chúng tôi là một quả núi cao lừng lưỡng có cây cối mọc hỗn loạn um tùng chợt anh chàng thổ khẽ nói kia chỗ bụi kia thấy động đầy, dễ chúng đấy Tôi định thần trông ra phía hắn trỏ, quả là bụi cây có động đậy thật, xong tôi không trông thấy một con khỉ nào. Tôi bèn hỏi, hay là người nào, hắn đáp, đâu làm gì có người nào, thế ta bắn chứ, hắn cắt nghĩa, chỗ nào xanh là lá cây, chỗ nào màu củ nâu là khỉ, lông khỉ hơi vàng, quan cứ chỗ nào hơi vàng mà ngắm, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi bèn để súng lên vai. Tôi ngắm đúng chỗ có màu củ nâu trong bụi xanh, tôi bấm cỏ, súng nổ đùng một tiếng sườn núi cũng đáp bằng một tiếng đùng, do tiếng vang hát lại. Con chó săn chạy đến chỗ ấy lập tức, trên sườn núi thấy tiếng xào xạc của mấy con chim hoàng oanh vừa bay vừa kêu thất thanh. Rồi thì, từ cái bụi xanh, bỗng thấy hiện ra một thiếu nữ thổ với cái áo dài xanh, cái váy xanh, mặt mũi vừa ngơ ngác vừa tức giận, rõ khéo khỉ ở đâu ấy. Đùa thế à, chết người ta thì làm sao, thì ra đó là một thiếu nữ của rừng xanh đương lúi hối cắt cỏ cho ngựa khi thấy trời dâm lại thì bỏ nón ra, gài lên một cành cây. Tôi đã bắn trúng cây nón, tôi đương vừa lo sợ, vừa hổ thẹn, vừa mừng rỡ nữa, tim đương đập thình thình trong ngực, thì cô sơn nữ ấy đã giơ cây nón ra, kêu, bắt đền đấy, thủng nát cả nón người ta ra rồi đây này. Rõ đồ khỉ, mày đâu con chó săn cắn gâu gâu lên bênh vực tôi. Tôi quay lại nhìn anh thổ để đổ lỗi cho hắn, thấy mặt hắn ngẩn ra một cách hết sức vô duyên. Thấy cái mặt giận dữ kia với cái mặt ngây dại này đều không phải là thuộc sự văn minh nên tôi không thèm xin lỗi cũng như không thèm trách mắng. Thấy tiếng súng nổ và tiếng đàn bà chu chéo vang cả một góc rừng, các bạn tôi đều choàng dậy, chạy đến, tưởng dễ thương một vụ án mạng nào đã xảy ra. Khi hiểu chuyện, họ lăn ra cỏ may để mà cười. Tôi đi săn khỉ, chính tôi bị gọi là khỉ, độ 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 về tỉnh, khi những người quen thuộc hỏi thăm tin tức về cuộc đi săn khỉ rất vĩ đại ấy bạn Diễm đã nói một cách rất tự nhiên, được một con, thành thử tôi cũng phải đáp như thế với người khác, thưa các ngài, từ đấy trở đi, không bao giờ tôi khao khát sự đi săn nữa. Tôi tự cho mình đã đủ từng trải, tôi đã dùng từ súng một nòng đến súng hai nòng, từ đạn một đến đạn ghém, từ đi chân không đến đi xe hơi, từ không có chó đến có chó, và bắn từ chim muông đến mãnh thú. Và, cũng từ đấy, mỗi khi trông thấy những tay thiện xạ có hổ, báo, hưu nay sau ô tô hay rẽ run ở tay lái xe bình bịch, tôi chẳng ngại lẩm bẩm như một nhà triết học ghét sự tàn sát cha, rõ đồ dã man. Máu mê. Còn 15 phút nữa thì tan sở, Thủy ngồi uể oải tựa đầu vào thành ghế nhìn ra sân tòa biêu điện bằng cái cửa sổ nhỏ. Những chiếc xe nhà đen đã bắt ra phố để phát hành thơ từ chuyến ban đêm. Những chiếc xe hơi to lù lù có chữ PTT, đã lấy hàng hóa, giấy má, các nơi, bây giờ rầm rộ qua sân để vào kho Colis Posto. Ở buồng bên cạnh, những tiếng tịch tịch te của tin dây thép vẫn khua lên như mưa rào. Thụy sung sướng thấy rằng hôm nay, cả ngày, mình không có khách, không phải làm nhiều, cũng như đa số các viên chức trung thành được sung sướng sau một ngày được ngồi yên mà đọc truyện kiếm hiệp, hay là cắn móng tay, hay là dùng chốt đinh ghim để lấy giấy tai. Phòng Thụy làm là phòng giao hàng theo lĩnh hóa giao ngân, mà hôm nay, Khách đến lấy chỉ ba bốn người, tiền thu chưa được hai chục bạc. Do thế, Thụy đã được ngồi đeo kính đen mà ngủ gần cả buổi sáng để làm lại cái sức khỏe tiêu phí vào một canh đỏ đen đêm trước. Còn năm phút nữa, Thụy sắp đứng lên mặc áo, thì một bạn đồng nghiệp vào với một đống sổ sách. Thụy ký nhận, bắt người kia ký nhận, rồi hai bên bắt tay nhau, chúc nhau bữa chiều ăn cơm ngon. Trước khi đi, người bạn đồng sự còn nói, này, thằng cú vọ nó đã đi thanh tra về rồi đấy mai thì nó đến khám kết của anh. Tôi biết đích xác như thế, cái tin xét đánh ấy khiến Thụy tái xanh cả mặt, Thụy không ngờ rằng viên thanh tra Tây lại về nhanh như thế. Nghĩa là ngày mai, Thụy sẽ vào tù, chàng đã mượn tạm của kết ngót 300 bạc, mà lệ nhà nước là không ai được giữ trong kết trên 300. Tức khắc chàng dở sổ ra cộng và được con số 322 mươi 56 chàng đếm tiền trong quỹ và được con số nhỏ lắm 32 đờ 56. Thế nghĩa là chàng đã tụt kết đúng 290 đồng bạc. Chàng kinh hoàng, sao mà lại nhiều thế? Mới thua có ba canh mà đã nhiều đến thế ư? Thì ra những lúc thua cay mà phải, vay tạm, Thụy không hề quan tâm đến những con số. Sau một cuộc, họa lai thần ám, đến thế thì người ta chỉ còn một cách, vào tù. Thụy tần ngần ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỏ nốt vào túi số tiền hơn ba chục bạc còn sót trong kết chàng mặc áo ngoài, tắt đèn, khóa cửa buồng, ra về với mấy chục viên chức khác. Độ độ độ, ê, chung, chờ tao đã, chung, một viên chức ở buồng điện thoại, bạn thân của Thụy, nghe tiếng gọi bèn dừng lại. Thụy nói, hãy đi đằng này với tao, rồi chàng quay lại bảo người phu xe nhà đương kéo cái xe sơn đồi mồi đi theo mình. Mày về thưa với bà rằng chiều hôm nay ông đi sơi cơm hàng nhé. Thôi, cho về, để tao đi xe hàng, hai người gọi một xe lúc lên ngồi, trung gắt, khỉ quá, giả dụ mày bảo trước tao từ sáng có hơn không, đến chính tao cũng không bảo tao trước nữa là, chiếc xe kéo hai người đến một phố Tây, trông thấy một toán tù nhân đi làm cỏ vê giữa bốn năm người lính khố xanh bồng súng và cầm roi, thụy thở dài, hỏi bạn, ở tù khổ lắm, nhì mày nhì, chẳng nghĩ đến địa vị mình, một ông phán hạng sáu, có xe nhà, có vợ đẹp, có con khôn. Ngày mai thì chàng sẽ như bọn tù kia, bị giam hãm bị xích tay đi các phố xá, làm những công việc nhục nhã. Chàng dùng mình hối hận, nhưng dễ thường muộn rồi. Nhưng Trung chỉ vì cười mà đáp mày nói như thật ấy. Một lát, thấy Thụy chỉ cho phu xe con đường không đi thẳng về hàng buồm. Trung hỏi, ơ hay, đi đâu mà lăng nhăng thế này? Đi chén, nhưng mà cho phép tao lại đằng này hỏi tí việc đã. Thụy muốn đến nhà lão Hàn Bầu, một tay chọc phú, chủ một dược phòng nổi tiếng, một tay, vua thuốc lậu, đã làm cho nhiều người tuyệt đường con cái, có huy chương, có bài ngà, có nhiều giấy bạc trong kết, có nhiều chất vô vị trong những chai thuốc bổ, và có những giấy văn tự 25% tiền lãi cho vay. Xưa kia, Thụy đã được tiến cử đến vay, và đã trả xong phòng. Lần này, Thụy lại đến, nếu được thì càng hay, bằng không thì vào tù xe đỗ trước một hiệu thuốc có máy phóng thanh đương hát bài anh khóa và có một số đông những người ngu dại đứng nghe những câu quảng cáo mà chủ hiệu thuê một người đưa chen vào những đĩa hát. Hai người vào, bà chủ nhà gọi pha nước rối rít và kêu, thưa ông, cậu cháu đi ba hôm nữa mới về à? Thụy vội lau những giọt mồ hôi thình lình chảy ra ở Thái Dương. Chàng nói chuyện trời nắng trời mưa mất nửa giờ để có thể đến lúc có gan hỏi vay ngay người vợ lão Hàn, một người không có hề giao thiệp với ai về tiền nông thưa ông giá có sẵn thì tôi cũng vượt quyền cậu cháu đưa hầu ông xong mới hôm qua có mấy trăm lại giả mấy vạn lọ thuốc đau mắt rồi ông để đến ngày kia hay ngày kia thì ông quay lại thụy lo sợ vô cùng xấu hổ vô cùng chàng xoay xoay mũ ấp ống nói mấy câu cảm ơn vô duyên rồi cùng chung bước ra thụy bảo phu xe bây giờ keo chúng tôi lên hàng buồng mày vay tiền để làm gì thế giữa lúc ấy Thủy cũng không cắt nghĩa cái cảnh ngộ của mình cho người bạn thân, cho rằng có nói cũng vô ích. Trùng không thể chạy đâu cho chàng trong một đêm những 300 bạc được. Thủy đã muốn vui chơi với bạn cho thật thỏa thích đêm cuối cùng để hôm sau vào tù cho cam lòng, nếu nói ngay, sợ cuộc vui mất vui. Chàng chỉ đáp một cách thản nhiên, vậy có chút việc riêng, độ độ đổ, Thủy đòi rượu mai quế lộ thượng hảo hạng, gọi những món ăn rất đắt, những món chung chưa hề thấy ai gọi đến cả, bách điều quy xào tam xà đại hội, ngũ hổ nhập thiên thai, vân vân. Lại có cả món ngũ tộc Cộng Hòa và món tam dân chủ nghĩa nữa. Nghe những cách mệnh danh lố bịch ấy, Trung Phi cười. Thụy cười nhảy, đá cơm Tây còn có món Poison à la Mussolini nữa là. Đông Tây gặp nhau ở chỗ cây bụng, Thủy ăn như một kẻ mới ở tù ra, tuy chàng mới chỉ là kẻ sửa soạn vào tù. Chàng uống như một cái phễu, chàng nói làm nhảm như một nhà sư lúc đi phá giới ở nhà ả đào. Trung cũng hơi ngạc nhiên về thái độ ấy nó khác thường lắm. Nhưng Trung không hỏi kỹ, vì sự thực, chính Trung cũng choáng váng hơi men, cười nói huyên thiên. Lúc trả tiền, Thủy bất bình rằng ăn uống như thế mà chưa hết 15 đồng. Chàng quay vào, gọi hầu sáng, thưởng cho một đồng bạc. Lúc ra cửa hiệu, sáu người ăn mày đều được Thủy cho mỗi người một hào. Khi hai cây thịt bị vứt lên một chiếc xe, Thụy nói, đi hát, mày còn bao nhiêu tiền? còn độ 15 đồng giờ lên sao mày lắm tiền thế mà lúc nãy còn đi vay sao mày chướng thế tao không chướng thế thì sao tao lại đáng mặt cho đời gọi là thằng thủy đến một nhà ở khâm thiên thủy đòi bàn đèn và rượu sâm banh chứ không đánh trống hai người hút thuốc phiện như hai cái ống khói và tuyệt nhiên không thèm sờ mó đến một chị em nào cả các cô đào rất lấy làm ngạc nhiên có nhiều ả à thấy khách quá dễ đâm nhờn Họ lẻn ra đường chuyện với nhân tình mà Thụy và Trung cũng không buồn để ý. 12 giờ đêm, Trung đã nhắm nghiền mắt bên bàn đèn thì Thụy nói. Trung ơi, mày là người bạn thân nhất đời của tao. Mày có hiểu cái vui chơi tối hôm nay của tao có mục đích gì không? Tao chỉ hơi ngạc nhiên, và cũng sắp hỏi mày đấy. Trung ơi, đêm nay là đêm cuối cùng sung sướng của chúng ta. Rồi ngày mai thì tao không cùng đi một con đường đời với mày nữa. Mày say đến thế kia, thật đấy, Trung à? bây giờ thì đã đến lúc tao nói, mai thế nào thanh tra nó cũng khám kết tao, nghĩa là tao vào tù. Cái kết còn tiền nữa thì đêm nay tao còn ăn chơi sang trọng hơn nữa để thiết mày cho bỏ, nhưng chỉ còn có hơn ba chục. Vậy tao yêu cầu mày một điều là khi tao vào tù rồi thì mày ở ngoài thỉnh thoảng giúp đỡ vợ con tao, cho đến lúc tao được ra. Trung ơi, vào tù, vì thụt kết, điếm nhục gia thanh, để vợ con đói khát, rồi thất nghiệp, rồi khốn khổ. Thụy ngừng lại để khóc hầm hực. Trung ngồi nhỏm lên, hiểu cả sự nghiêm trọng của tình thế. Trung lo sợ hơn là chính mình sẽ phải vào tù. Trung cũng ứa nước mắt. Sau cùng, Trung đứng lên nói, nếu còn có một cách thôi thì ta cũng nên không vì một lẽ gì mà không thử. Đây này, mày còn hơn 15 đồng, phải không? Thì chi châu hát một chục thôi. Tao còn 5 đồng nữa đây. Thế là chúng ta có một chục. Đi gỡ, phải gỡ chứ, biết đâu, thôi, ăn thua gì, nhọc xác, để tao ngủ yên một đêm rồi mai vào tù. Dạo này tao đen, tao biết, không, phải đi gỡ, tao nhất định thế, chung lôi cổ thụy dậy cho kỳ được. Độ độ độ, sòng bạc vẫn đông đủ như mọi đêm, còn bạc cũng vẫn như mọi đêm, nghĩa là từ ông phủ hưu trí đến ông, vua thuốc lộc, những tay sắt phạt nhau mỗi canh bạc trăm, bạc nghìn cả. Bốn năm chục người ghê gớm trong đó không ai chịu nói khẽ và cứ to tiếng gắt mắng người khác là nói to một giờ đầu thụy và trung được hai trăm nửa giờ sau được hai trăm nữa một giờ sau nữa thì lại được trăm nữa chủ sòng là một câu thôi hẳn đêm nay hai bác vét cả làng trung đếm lấy ba trăm bạc bỏ vào ví chỗ thừa để mặc cho thụy húc với viên phủ hưu trí trung ngồi về phía sau cho con bạc khỏi soi bói mình sau cùng chàng đứng lên ra bàn ăn lê táo Thủy cứ được cứ được mãi dễ đến tất cả là tám trăm Trung không để ý, đến lúc Thụy bắt đầu thua, chỉ còn trước mặt độ 100 thôi. Trung đâm tiếc của, cấu đùi bảo bạn đứng lên. Thụy nhất định cứ ngồi, cây bát bị ném đi, Thụy mất nốt trăm bạc. Chàng quay lại bảo bạn cho tao vay hai chục, không, hai chục thôi, tao lạy mày, nhất định không, cờ bạc thua hàng người hôm liền, hôm nay được có trăm bạc, phải thôi đi chứ. Húc mãi như thế để tự tử à, có ai lại đánh bạc như mày bao giờ? Thụy đứng lên, vái lấy vái để, hai chục nữa thôi, tao lại mày. Trung lùi ba bước, quả quyết đáp, tao nhất định không đấy. Thụy chạy đến móc túi bạn, Trung đẩy Thụy ra, cáo tiết, Thụy ôm lấy Trung định cướp giật số bạc trong túi áo. Trung hết sức mới đẩy được Thụy ra lần thứ hai, đến lượt Trung phải van xin, tao lại mày nữa, ấy trước sau chỉ được có trăm bạc thôi, tao còn phải giả tây đen ngày mai, không có nó cho tao vào tù. Trung tưởng nói thế thì bạn tỉnh ngộ thì bạn hiểu cái tình thế hiểm nghèo giữa hai con đường, yên lành và tù tội. Nhưng, tôi thì không còn biết nghĩa lý gì nữa, lại xô vào, rằng co với chung. Bốn năm chục con bạc bắt đầu nói, đồ ăn non. Lão phủ hưu trí có đầy sát khí ở mặt và hai lưỡi dao găm ở mắt. Anh chủ sòng cay lắm, như sắp chết điếng. Bọn tả sắp sửa sông vào cướp. Họ muốn phá sòng, một vài người đàn bà bắt đầu kêu thất thanh, tức thì, nắm chặt bàn tay đã đến lúc phải tỏ rằng mình cũng còn có một vài miếng, Trung đấm luôn cho Thụy một cái vào giữa quay hàng. Nhưng Thụy lại còn xông đến lần nữa, Thụy hóa điên, trùng lại nắm tay trái đấm luôn vào cái quay hàm bên kia. Thụy ngã rúi xuống đất, Trung đút hai tay vào túi quần, vinh mặt, ung dung nói với cả bọn con bạc, đấy, mời các ngài xem thằng này là thằng nào, bản thân cũng có thể đánh chết được, nếu vào lúc cần thì đánh chết, cho thế chưa là đủ trung lấy con dao vẫn dùng gọt bút chì cầm ở tay chàng mở lưỡi dao nhọn dọa mày mà mò đến chân lông tao thì tao xin cam đoan là sẽ có một vụ án mạng trung nói xong đi ra thủy ngồi lên ôm mặt nhăn nhó trung bảo sóng mày có về thì về hay ở lại thì cũng tùy mày rồi ra thẳng con dao vẫn lăm lăm trong tay độ 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 hôm sau lúc ông thanh tra khám kết thụy vẫn là một viên chức đúng luật lắm các bạn đồng sự hỏi thăm một bên má tím bầm của chàng. Thụy đáp là ngã gác, buổi trưa, lúc tan sở, chung lại tìm Thụy. Chàng cảm động nói với bạn, mày mới thật là bạn tốt, nếu mày không đánh ông đến chẹo quay hàm thì, than ôi. Tao cảm ơn mày lắm, một người nghe thấy tưởng Thụy nói đùa, chính ra chàng nói một cách rất đứng đắn, và từ đấy, làng đen đỏ không thấy mặt Thụy trong số những nạn nhân. Chàng đã hiểu vì lẽ gì bọn con bạc không bao giờ lại có thể khá được. Tự do Buổi chiều hôm ấy, bà chủ vừa gãi đỏ cả hai bàn chân vừa kêu, rõ khổ lắm. Nhiều mũi quá thế này này, ông chủ lập tức gọi thằng xe lên, mày bận những công việc gì mà ba bốn tháng nay mày để cái vườn hoa cứ rậm như cái rừng ấy thôi. Rõ đốn quá đi mất, bẩm con không thấy ông bà bảo gì cả. Đã có hôm con toàn lấy kéo ra sửa thì cô Thư lại mắng bảo cứ để rậm thế cho đẹp. Cô ấy là trẻ con, cô ấy còn biết gì nữa. Sáng sớm mai thì tao cho mày nghỉ ở nhà mà sửa sang lại cái vườn. Bẩm vâng, ông chủ vừa nói vừa đi ra hiên, ông nhìn ra vườn lại kêu, thế kia, chả trách được lắm mũi. Mày cứ việc phạt cả đi cho tao một lượt, không tiếc cái gì cả. Hoa hồng, dâm bụt, rào găng, mày cứ cắt phăng đi một nửa. Còn lá xả thì mỗi khóm mày nhổ bớt một nửa đi khi tao nói nhổ nghĩa là lấy cuốc mà đánh chứ đừng nhổ thật đứt tay chết độ 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 sáng sớm hôm sau khi thằng xe một tay vác cuốc một tay xách cái kéo khổng lồ ra vườn thì nó gặp cô thư đã vác chiếc ghế con gia định cùng ngồi dưới gốc cam lúc ấy ông chủ và bà chủ đều chưa dậy thằng xe bèn nạt nộ con gái chủ nhà như những đầy tớ biết tự trọng khác những khi vắng mặt chủ nhà đi vào đem ghế vào bảnh mắt ra đã ra vườn làm gì cho vướng người ta Thư, cô bé mới 12 tuổi, không những không giận thằng xe, lại chỉ mỉm cười một cách ngây thơ, trỏ tay lên một cành cây vải, nói giọng khẩn khoản. Anh xe, anh bắt con chuồn chuồn kia cho tôi đi nhé, thằng xe vứt cuốc và kéo xuống đất, ngơ ngác tìm con vật trong đám lá xanh. Khi thấy rồi, nó giòn rén tiến đến chỗ ấy, từ từ đưa tay ra, nhưng con chuồn chuồn vụt bay đi một cách danh mãnh như là nhờ có người muốn bắt mình thì mới bay vậy. Đâm ra bực mình, thằng xe lại gắt với cô con gái chủ vô tội đi vào cho người ta sửa vườn cô thư phụng vịu gần khóc không tôi không cho anh sửa vườn nào nào này khóc thì tôi mách cậu cho đấy cậu bảo thế chứ tôi tự nhiên muốn sửa làm gì cô thư đến đây khóc thật những hạt nước mắt từ từ chảy ra long lanh như hạt chai giọng cô bé nức nở như của một người đau đớn về một nỗi buồn tê tái động tâm thằng xe tức khắc phải đổi giọng thôi chị thư nín đi nào Nín đi rồi tôi bắt cho một con cào cào có nhiều áo tân thời y như của mợ, áo tím, áo đỏ, áo xanh. Thế cơ, nín đi cho ngoan nhé, lời hứa ấy có một sức mạnh đủ khiến cô bé không những nín bật mà lại còn bắt đầu cười gượng nữa. Thằng xe bèn nhìn cái vườn hoa một lượt xem nên bắt đầu làm từ chỗ nào. Những cây lá xả đã mọc rậm rạp và cao như những cây lau và nhảy bừa bãi ngoài cái trật tự của những luống những cành hồng liều nhiều vươn cành ra tứ phía như chỉ dình cào sức của những khách thăm vườn để họ nhớ rằng hoa hồng nào cũng có gai. Những cỏ tóc tiên mọc hỗn loạn làm cho những bờ cỏ không còn có vẻ gì là tóc tiên nữa. Những cây dâm bụt thì để hoa rụng xuống đất úa ra ngả thành màu nâu, nhớp nháp như những vũng bùn lầy. Trung quanh vườn, cái rào gang um tùm và bề bộn như một tụng ngăng vô chủ sống tự do trong rừng sâu nhất là nó lại che tịt mít cả, khách đi ngoài đường không tài nào trông thấy cái biệt thự xinh đẹp ở bên trong nữa. Trước nhất, đứa đầy tớ sửa cái hàng rào, cô thư chờ đợi mãi, đã vào nhà ăn quà sáng và quên khuấy mất con cào cào có những bộ áo tân thời như của mờ. Độ 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 vào lúc nắng từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, thẳng xe, trong khi cắt một cành găng rồi lẳng xuống bãi cỏ, nghe thấy một hồi tiếng chim non kêu, chích 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 nó dừng tay nhìn rồi vội từ trên cây thang gập nhảy bổ xuống, vồ lấy con chim lúc ấy đương xã hai cánh trên một đám cỏ hoa. Nó sướng như một đứa trẻ thơ, vội chạy vào nhà, gọi to, chị Thư ơi, tôi bắt chim cho đây này, từ mấy đứa trẻ cho đến ông chủ và bà chủ, cả một gia đình lúc ấy sướng bằng chúng số độc đắc. Người ta bỏ lửng bữa cơm, người ta súng quanh thằng xe để nhìn con chim bị nắm trong một bàn tay thô bạo đương thất thanh kêu như muốn nói, chết 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 chết. Ông chủ nói to như tuyên bố một sự phát minh, à, chim chào màu đây mà, thẳng xe để con chim xuống đất rồi đứng khoanh tay như một nhà binh vừa mới co chiến công. Quả vậy, đó là một con chào màu, hai cánh nó đã đủ lông tuy trước ngực thì sợi tơ trắng chưa đủ che kín màng thịt đỏ hòn, đằng sau thì cái bọng vẫn còn nặng nề, to tướng, cái mỏ hình chữ V có hai màu vàng dày dặn ở hai bên. Tuy vậy, một giống lông trên đỉnh đầu đã nhu nhú mọc lên như một cái màu sồi bà chủ biểu mồm nói thế mà bảo là chào mào, nó là con chim chìa vôi. thẳng xe đáp ngay bẩm chào mào hay chìa vôi cũng là nó. con chim non ngơ ngác nhìn quanh một cách sợ hãi, hai cánh vẫy vẫy như muốn bay. nó vẫn kêu nhưng lần này kêu khác lần trước. chi huy chi huy chi huy nó như muốn nói chí huy để kêu gọi bố mẹ. rồi bất kỳ nó bay bổng đánh vụt một cái qua đầu cô thư, thẳng ra lối cửa ở mái hiên cả nhà giật mình hồi hộp, nhưng con chim chưa đủ tư cách ấy chỉ bay đến bức tường con ở hàng hiên để đập ngực vào đấy, rồi rơi xuống đất một cách đáng thương hại. Cô Thư chạy lon ton ra để vồ, con chim lại cất cánh bay, và lần này lái ra được vườn hoa để xa xuống một gốc cam. Phải thằng xe chạy ra mới vồ nổi, chích 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 chích, trong cái bàn tay thô bạo, con chim lại rẫy ruộng kêu thất thanh. Giữa lúc ấy, trên cành cam ở đỉnh đầu thằng xe cũng có chim kêu choáng lên, hồ hồ di yếu, hồ hồ di yếu, kể về ngôn ngữ của loài hai chân không lông vũ, thì cái câu nói của loài có lông vũ ấy nó nà ná cái hình thanh của một câu văng tục vậy. Và hai con chim ở trên cành chính là bố mẹ con chim con. Trông thấy con bố và con mẹ, thằng xe tinh nghịch dơ con con ra. Hai con kia liệng bay xuống gần bàn tay nó như muốn tìm cách đánh tháo cho con hai cánh tuy đập đập nhưng toàn thân ở nguyên một chỗ giữa không khí như những lúc loài chim bói cá đứng ngắm cá trên mặt ao trước khi vang mình xuống nước sau khi biết thật là không có cách nào hai con bố mẹ mới lại bay lên đậu ở cành cao hồ hồ di yếu hồ hồ di yếu đồ đồ láo đồ láo ông chủ nhìn vợ hỏi ghê không gớm chưa bà vợ đã ấy thỉnh mẫu tử của loài chim mà cũng đến như vậy ông chủ lại bảo xe chim non rơi thế này ắt phải rơi cả tổ mày ra xem chỗ ấy có còn cái gì nữa không tao chắc còn con nữa vì bao giờ loài chim cũng nở từng đôi một đứa đẩy tớ ra tìm kiếm trên bãi cỏ gần hàng rào một lát sau nó đem vào một cái tổ chim với một chú chim non lại còn non hơn con trước bé hơn chưa biết kêu độ 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 cả nhà đều ngạc nhiên con chim trước lồng lộn lên muốn bay đi như thế mà vừa bị đặt vào tổ đã nằm ngay xuống cạnh đứa em hoặc đứa vợ vì loài chim không sợ loạn luân như loài người một cách vô tư lự rồi sau cùng nhắm ngay mắt lại nó ngủ nó tưởng cái tổ của nó lúc ấy vẫn như ở trên cành cây thư đưa tay đập khẽ vào vành tổ tức thì cả hai con vươn cổ lên để há mỏ ra như hai cái phễu hai cái cổ mảnh rẻ lúc ấy lại bị phô ra đỏ hòn trông như có thể đứt rất dễ giữa hai làn lông măng còn tơ ông chủ lại nói to a nó đói đi bắt cho nó vài con châu chấu. Bắt những con non ấy, thằng xe lại chạy ra vườn. Hai con chim mất tổ lúc ấy ngơ ngác vì cảnh gia đình tan nát. Cứ bay lại đậu gần mái hiên, truyền từ cành ổi sang cây cam, từ cây cam sang cây chanh. Hồ hồ di yếu, hồ hồ di yếu, đồ láo, trên đầu có cái mũ trào màu giống như hình cây chìa vôi, dưới đuôi có một đám lông đỏ màu hoa lụ, đeo cái can đảm trắng xóa ở trước ngực hai con chim vẫn luôn mồm chửi rủa những người đã phá tổ và cướp con của chúng nó cũng đau đớn đến bậc hóa ra táo tợn như loài người thẳng xe đem vào mấy con trâu trống, ông chủ bóp bẹp đầu con bò ngắt càng của nó rồi đập vào vành tổ cho hai con trào màu vươn cổ lên ông mớm mồi cho hai con chim non mãi đến lúc chúng ăn no thư rất sung sướng khi thấy bố cũng nuôi chim cho mình bữa ấy hai người nhớn đã sống lại một khoảnh khắc của tuổi trẻ nhưng mà Trò đời thế, sau cùng thì cái gì người ta cũng có thể chán được. Cho nên lúc chiều, khi Thư vào phòng yêu cầu bố ra cho chim ăn, ông bố bèn lấy dây gai buộc cái tổ chim rồi treo lủng lẳng dưới cành một cây ổi, ở vườn hoa. Ông bảo con gái để thế cho con bố, con mẹ nó mớm cho con chúng nó. Độ độ độ, từ lúc cái tổ chim được treo ở cây ổi, vườn hoa bắt đầu có một quang cảnh hoạt động, tới tấp. Đôi trào màu bay đi, bay về, rộn dịp săn sóc hai đứa con. Mỗi lần bay ở đâu xa về, một con, ý chừng là con vợ, vì bé nhỏ hơn con kia, lại có ở mỏ, hoặc một con chuồn chuồn, hoặc một con sâu xanh, hoặc một con bọ gì đó. Còn chồng thường đứng đề phòng loài người để báo những hiệu lệnh riêng cho con vợ, những khi con vợ mạo hiểm đến chỗ cây tổ để mớm mồi cho hai con. Lần đầu, chúng nó còn e sợ, bay liệm quanh cây tổ như nghi hoặc loài người cạm bẫy gì chúng mấy cái dây gai lòng thòng chung quanh nút buộc dưới tổ cũng đủ làm cho đôi chim ấy trong nửa giờ đồng hồ chỉ dám mon men chung quanh chứ không dám quyết định đến đậu vào vành tổ để mướn cho con mỗi khi con vợ sắp xa vào cái tổ dương con chồng lại truyền hết cành này sang cành nọ cứ đập cánh vù vù kêu luôn mồm hồ hồ di yếu nào nào khéo nào khéo và những khi nghe thấy tiếng bố mẹ hai con con lại vươn cao cái cổ đỏ hòn và nhỏ như sợi sắp đứt há hốc mỏ cũng kêu gào chiết 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 lúc ấy cô thư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dưới hàng hiên chăm chú nhìn sự vật không bỏ qua một cử chỉ nào của loài chim thằng xe thì sau khi sửa xong cái rào găng đã hỏi tội đến những đống lá xả ông bố bà mẹ thỉnh thoảng từ bên trong ra hiên xem chim hôn con gái một cái rồi lại vào bỗng thư reo lên a a à, còn mẹ nó đã mớm quả vậy con chim mẹ đã liều chết đậu vào cái tổ mướm mồi cho con. Thấy bình yên như thường, nó nhìn chung quanh tổ một lượt như một người đi xa, lúc về nhà cần phải xem xét nhà cửa và đồ đạc. Sau cùng, nó mổ một viên gì trăng trắng ở tổ, móc lên, ngửa cổ nuốt. Cô Thư hỏi thằng xe thì nó đáp nó dọn cứt cho con nó đấy, chỉ dối, Thư nguẩy đầu nói thế, vì không tin, hai con chim, trên cây, lại vụt bay đi kiếm mồi. Năm phút sau cả hai cùng về, có mỗi con một con sâu ở mỏ. Hồ hồ diêu, nào, nào, khéo, đến lúc trời tối sẩm, hai con bố mẹ đậu yên một chỗ cao chót vót, ở ngọn cây xoan, giữa vườn hoa. Độ độ độ, sáng sớm hôm sau, thằng xe lại buộc cái tổ chim ra cành cây ổi. Nó kêu, mới có một đêm mà lông lá nó no đã xù ra rồi. Chóng quá đi mất, vì lẽ thằng xe lại còn đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, làm những việc vặt khác, nên hôm ấy thư ngồi một mình xem chim không có người nói chuyện với ông bố và bà mẹ cũng chẳng còn sốt sắng săn sóc đến cái tổ chim như hôm qua tuy nhiên thư cũng được một ngày sung sướng cô bé vẫn có thể ngồi cả ngày nhìn ra vườn hoặc trốn vào một góc tường những khi thấy chim e ngại đến gần tổ hoặc nhô ra nhìn những khi hai con chim con vừa được mớm xong cô bé không thấy chán tí nào cả ông bố chạy ra hỏi con thế nào nó có mớm không thư quay lại, nghẹo cổ, cười và đáp bốn con sâu rồi cơ. Bà thế à, bà mẹ cũng chạy ra. Thư đòi, mẹ ơi, mẹ mua cho con cái lồng chim đi mẹ. Mua để nhốt nó lại, bà mẹ khất lần, ừ, mai rồi mẹ đi mua. Lúc ấy, hai con chim bố mẹ lại bay đến tổ, lần lượt mớm mồi cho con. Tuy đã dặn người lắm rồi, chúng cũng vẫn còn dặn nhau, nào, nào, khéo. Nào khéo. Chồng thấy cái tình của loài chim sâu xa đến thế, nồng nàn đến thế, bố mẹ Thư nhìn nhau, đắm đuối, hôn trộm nhau sau lưng con. Người vợ nói, rời sinh ra tài thật, nhì cậu nhì, người chồng gật gù cái đầu, đáp một câu vô vị, chính thế, giữa lúc ấy, tiếng chim kêu bỗng liếu la liếu tiếu khiến cho mọi người vội quay nhìn ra. Con chồng thì cứ bay liệm từ cành này sang cành khác, mỏ vẫn ngậm một con châu chấu mà vẫn hót được, hù hù di yếu nào, nào khéo, còn con chim vợ thì lại thay đổi ngôn ngữ bằng cách nói, chi huy chi huy chi huy. Nó cứ đập đập hai cánh bay nhảy ở một cành cây giáp với cái tổ nhưng không đậu hẳn vào vành tổ. Nghe thấy tiếng mẹ, hai con con lại há hốc mỏ, vươn cổ rõ cao. Nhưng mẹ chúng cứ bay đến gần chúng mà vỗ cánh, múa may và hót bằng đủ các thứ giọng. Còn bố cũng bay quanh, ra ý đề phòng bọn người. Trên cây ổi, đó là hai chấm đỏ, lập lòe đâm bông như hoa lựu về mùa hạ của Nguyễn Du. Hai con con kêu thế nào, con mẹ cũng không vào mướn Bọn người đứng dưới hiên đương ngạc nhiên về cái cử động khác thường ấy, thì chợt, vù một cái, một con chim non đã bỏ tổ bay theo mẹ. Nó bay lên đậu ở một ngọn cao ngất ngường. Hai con bố và mẹ hát khúc ca khải hoàn của loài trào màu những lúc tự do ngửa cổ hót trước gió. Thích tinh nào? Thích tinh nào? Khuếch Huyết Tô zo rồi chúng dìu dắt đứa con cho nó bay truyền từng đoạn ngắn một cho đến lúc lên được ngọn cây xoan. Giời ơi, nó bay, nó bay mất, kêu xong, ông bố chạy vội ra cởi dây gai, đem cái tổ chim vào nhà. Trong tổ vẫn còn lại con kia, chưa đủ sức bay theo bố mẹ. Độ độ độ, mấy hôm sau, con chim non vô phúc kia bị nhốt vào một cái lồng son. Thằng xe đã phải suốt ngày bắt châu chấu, cô thư cứ việc lấy cái que xiên vào con bọ để đưa qua nan lồng nằm nguyên một chỗ trong tổ con chim hưởng sự săn sóc của cô bé cũng như của ông bố nó cái màu trên đầu nó nhô cao lên ngực nó đã kín cái bọng dưới đuôi nó dần dần bé đi sau ba ngày nó cũng đã nghiễm nhiên trông ra mẽ lắm đã đến cái thời kỳ kiếm lấy mà ăn vậy nó bắt đầu mổ được và nhảy nhót bậu vào những nan lồng nhưng đồng thời hai con bố mẹ và con con ở ngoài vườn cũng cứ ngày ngày đến khiêu khích nó xui dục nó kiếm cách mau sổ lồng tháo cũi mà ra. Nghe thấy những tiếng, hồ diếu, huýt tô dô, con chim trong lồng cũng đập cánh ngửa cổ hót đáp chi huy chi huy chi huy, ngây thơ, cô thư lại đem lồng chim ra treo ở cây ổi. Ba con chim bên ngoài tức khắc bay quanh cái lồng, ca hát véo von. Con chim ở bên trong lồng lộn lên, giúp mỏ qua cái nan lồng, như điên, như cuồng, nhưng cô bé ngây thơ lại tưởng nó nhảy nhót gì vui vẻ trong lồng có một nửa quả chuối tiêu và một cống nước lã. Dần dần, con chim bỏ cả uống, quên cả ăn. Nó hóa ra gầy còm, nhưng cái sự ấy người ta không để ý đến. Cô bé Thư cứ sáng sớm lại xách lồng ra treo vào cành ổi, để đến chiều lại cất vào dưới mái hiên. Ông bố, bà mẹ, cũng đôi khi nhìn đến cái lồng để không có một cảm tưởng nào cả. Thằng xe có bổn phận sáng nào cũng thay cống nước lã, và bỏ vào cái lồng một màu chuối sau khi lôi màu chuối cũ đã xám xịt ở trong lồng ra. Nó không để ý xem rằng màu chuối bị ít hay nhiều vết mù. Nhưng lần nào thấy người, con chim non cũng bay loạn xạ cả lồng. Thế rồi, một hôm con chim trào màu non tuyệt thực, và chết, giữa những câu ca hát quyến rũ của bố mẹ nó và chồng nó. Lấy vợ sống Vì có, việc quan, bữa ấy tôi phải vào tòa sứ Hà Đông. Tôi bước chân vào công đường lúc 9 giờ sáng, phải ngồi khoanh tay đợi trên một chiếc ghế dài mãi cho đến 11 giờ. Cụ phán buồng giấy ấy, theo những thông lệ thiêng liêng của nước Việt Nam cố hữu, đã tiếp tôi bằng sự nhăn nhó, sự gắt gỏng, để mà, sau cùng, bảo tôi đến chiều thì quay trở lại để cụ tiếp một lần nữa. Tôi đã vâng vâng giả dạ, dạ như một người công dân hiểu rõ cái quyền hạn vô hạn của một quan phán đầu tòa là thế nào. Khi ra khỏi vườn hoa của tòa sứ, tôi phải đành đi tìm một hàng cao lâu. Và, Tại đó, tôi đã tình cờ được gặp anh Doãn, một người bạn đồng học cũ ở lớp nhất một trường sơ học. Anh ta có bộ âu phục rất trải chuốt. Xưa kia, lúc còn cấp sách, anh ta cũng đã có tính làm đỏm như một cô con gái. Và mãi cho đến bây giờ, tính ấy cũng không thay đổi, sau một chặng đường mà anh ta đã đi trong 10 năm. Cái cổ áo không sộc sạch một tỷ, đôi mũi giày không có một hạt bụi, cái ca vát rất hợp thời trang, với cái khuy áo cài vào tử tế đủ tỏ rằng anh thận trọng y phục lắm chính anh doãn nhận được ra tôi là ai và đã đến bên bàn tôi giơ tay ra kính cẩn như người ta muốn hỏi chuyện một khách lạ chưa quen biết một lần nào thưa ông ông chắc còn nhớ tôi tôi là doãn trường sinh từ à anh doãn vẽ chuyện lắm việc gì còn xưng hô kiểu cách mới có đến đấy một người đàn bà to lớn đã bước vào ngơ ngác đứng sau lưng anh doãn bèn quay lại giới thiệu tôi là bạn giới thiệu người đàn bà là vợ sau khi kéo ghế ngồi rồi vợ anh doãn gọi ngay một ấm trẻ long tình thạo đời như một người đàn ông cơm hàng cháo chợ vợ cô đồng tôi nhìn người đàn bà ấy thấy đó là một sự trái ngược với người bạn cũ thật vậy đó không phải là một cặp vợ chồng tốt đôi tức thì tôi nhớ lại tất cả những đức tính buổi xưa của doãn anh ta vốn thông minh lại rất có óc mỹ thuật không kể về y phục của doãn xưa kia đã được cả trường khen là sang trọng, ngay đến một cái bút chì, một hộp thuốc vẽ của anh, cũng đều là những đồ dùng đắt tiền và lọc lõi vô cùng. Ngoài cái chức là một thiếu niên xanh sỏi, doãn hồi ấy lại còn được chúng tôi gọi là một chàng giòn hoan. Thật thế, anh có tài ngôn ngữ, có tài văn chương, nên chim gái rất thạo. Những thiếu nữ si mê anh phần nhiều là những gái đẹp có tiếng, vì cô nào không là hoa khôi thì anh ta không thèm bắt chim anh đã thường khoe chúng tôi những giấy viết thư tình của anh với những cái phong bì kiểu cách, đáng bảy xu một chiếc. Trong những lúc ấy, trước sự kính phục ghê gớm của chúng bạn, anh Doãn thường đứng ưỡn ngực, chỗ cái xe đạp Peugeot Grand Lux khác của anh mà rằng, chúng mày xem. Phi hơn người thì thôi, tao không thèm chơi, bây giờ thấy anh ngồi với một người vợ không có, mỹ thuật, chút nào cả, lại thấy cái tính cầu kỳ của anh vẫn không thay đổi. Tôi chợt nhớ ngay đến câu phương ngôn, sướng lắm thì khổ nhiều đó là một sự nhãn tiền quả báo vợ anh thật vậy là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp dai hai con mắt nhỏ đôi gò má cao cặp môi phàm phũ dáng người thô tục những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời răng trắng nữa trời ạ à, cái áo dài lượt thượt màu xanh cái quần nhiễu trắng chai lơ đôi giày cao gót có quai kiểu gái nhảy với màu khăn vành dây ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ nhiều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kịch cưỡng. Đã thế, trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng Tây, ra ý khoe khoang mình vốn là nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng người đàn bà này, những lúc nhà vắng, hẳn đã huyết còi như một ông lính Tây say rượu, hoặc là đã hát ầm ĩ bài giai điêu Amos, bài Lega de la Marine, vân vân tôi không ngạc nhiên ở chỗ anh doãn lấy vợ xấu ở đời tôi đã từng thấy cái câu thánh nhân hay đãi khủ khờ hiện ra nhiều sự thực và càng những thằng thiên tinh địa quỷ như doãn mới lại càng chết anh ta muốn chừng như cũng đoán nổi cái ý nghĩ kín đáo ấy trong lòng tôi trong khi còn nói những chuyện nắng mưa theo khách sáo chưa kịp gọi món ăn nào cả vợ anh doãn đã làm ngay một câu thôi tôi đói lắm cho tôi xin bát mì rồi tôi còn đi đằng này hai ông sơi rượu thì cứ việc mà kể cả. Vâng, xin mời bác cứ tự nhiên cho tiện công việc. Thế rồi người đàn bà ấy ăn uống nhồm nhoàng, và ho, và ợ nữa, như một người đàn ông bình dân xứng đáng. Lúc ăn xong bát mì, người đàn bà cầm hai cái đũa quệt ngang cặp môi như một bà lão nhà quê. Sau khi vợ anh ra phố mua bán, Doãn bèn hỏi tôi, chắc anh rất ngạc nhiên khi thấy một người như tôi mà lại đi lấy một người vợ như thế ấy. Tôi vội vàng ngừng đũa làm ra vẻ ngạc nhiên. Sao, sao anh lại hỏi tôi thế nhỉ? Có lẽ sự vờ vĩnh của tôi không được tự nhiên mấy nên anh Doãn mỉm cười mà rằng: Cha, cái thẳng mới xính đóng kịch làm sao? Thôi, trong chỗ chúng ta, tôi cho phép anh cứ việc nói thẳng những điều anh nghĩ. Tôi bèn nói: Vợ chồng là duyên số, ở đời này không phải hễ mình muốn thì là được và không muốn thì là thoát. Doãn gật đầu: Thật thế. Và tôi xin kể vì lẽ gì mà tôi lại lấy nhà tôi tôi giơ tay ngăn lại khoan đã thế anh có yêu vợ anh không vợ chồng anh có được hưởng hạnh phúc không nếu không xin đừng kể chuyện có chứ chúng tôi yêu nhau và hưởng hạnh phúc cũng như những cặp vợ chồng chẳng biết hạnh phúc và ái tình là cái gì từ đây trở đi là lời anh doãn trên một chuyến tàu từ lào cai về hà nội cách đây hai năm cũng như số đông thiếu niên mỗi khi đi xe lửa tôi dạo một lượt từ toa đầu đến toa cuối cùng với cái hy vọng trông thấy một mỹ nhân để mình bắt chuyện làm quen ngỡ hầu quên được cái vô vị của mấy trăm cây số phong cảnh với những tiếng bánh xe xình xịch nghiến trên đường sắt nó khiến ta mệt mỏi vô cùng buồn ngủ vô cùng cả chuyến hỏa xa ấy than ôi chỉ có một người đàn bà là đẹp nhưng mà lại có chồng cùng đi theo còn thì phần nhiều là dân quê cả tôi chán nản kiếm một chỗ rộng rãi rồi thấy nhà tôi trước mặt tôi Hồi ấy, người đàn bà ấy còn ăn mặc lối cổ, khăn nhung, giày láng kiểu mõm nhái, có đuôi gà, và có 300 hột vàng ở cổ. Cái, nhan sắc của người ấy thì như anh vừa trông thấy đó, ta chẳng dươm lời mà làm gì. Tôi nghĩ đến đám phụ nữ có nhan sắc, được đời kính trọng. Tôi đã bảo tôi, tạo hóa thật là bất công, những người xấu như thế này, hẳn sẽ không bao giờ được hưởng ái tình xưa nay ta yêu người đẹp đã nhiều để mà nhận thấy rằng sự yêu đương của họ cũng nhiều khi vô vị lắm âu là ta thử yêu một người xấu xí xem ra làm sao thế là tôi đến ngồi bên cạnh người ấy lân la hỏi chuyện sau nửa tiếng đồng hồ tôi được biết rằng đó là con gái một nhà buôn bán khá giàu ở lào cai cô ả à có việc về hà nội chừng độ một tuần lễ và khi về hà thành sẽ đến ở nhà một người trong họ như thế nếu chúng tôi muốn có một cuộc răng hoa cô ả à rất có đủ thời gian. Và tôi lại nhận thấy ở người đàn bà này một sự thông minh, một sự từng trải, nhiều duyên thầm, mà tôi chưa từng thấy ở những phụ nữ có nhan sắc. Đó không phải là điều quái lạ, người con gái đẹp chỉ trông thấy chung quanh mình những kẻ nịnh hót mà thôi. Vì anh nào cũng hiếu sắc nên bọn đàn ông chúng ta thường thấy những đức tính ở bọn gái đẹp mà chính họ không có. Cho nên chúng ta hết sức chiều đãi họ, nâng niu họ, khiến họ chẳng phải chịu khó nhọc mảy may trong mọi cuộc phấn đấu với đời thành ra người đàn bà đẹp dễ trở nên qua đỗi kiêu ngạo tưởng mình không có điều gì khuyết điểm nữa do đó những cái xấu những cái khó chịu mà chúng ta thấy ở những mỹ nhân những khi ta thấy chán yêu trái lại người đàn bà xấu bao giờ cũng giữ gìn và cư xử thế nào để cho một khi người đàn ông nào đã đem lòng yêu mình thì không thể nào chán được mình nữa vợ tôi chính thuộc vào hạng đàn bà xấu ấy cho nên về sau tôi được hưởng của vợ tôi những sự săn sóc mà tôi đã phải đem cung cho bọn gái đẹp những khi tôi yêu xưa kia tôi đã thấy cái thú vị trong sự nâng niu đàn bà thì bây giờ được đàn bà nâng niu tôi càng thấy nhiều thú vị hơn nữa hôm ấy về đến hà thành chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm ở một khách sạn điều ấy dĩ nhiên rồi chúng tôi lại vào một căn phòng trọ nữa than ôi điều ấy cũng lại dĩ nhiên và khi thấy người đàn bà ấy đã dâng cái tân tiết cho tôi, tôi cảm động lắm. Tôi đã hôn đi hôn lại vào cái mặt xấu xí si ấy mấy lần, với một vài ngấn lệ ở mặt tôi. Và sự xúc cảm mạnh ấy không đủ ngăn chúng tôi yêu nhau hai ngày liền nữa. Lúc đầu, tôi không hứa si tình cũng như không hứa hôn sự. Cô ả à đã yêu tôi trong một cơn dạo rực của xác thịt. Cũng như tôi, tôi đã yêu cô ta sau một phút điên dại, vô lý của linh hồn. Cho nên, trước khi chia tay nhau, tôi hỏi này em nếu rồi em có mang thì làm thế nào? tôi đã có thể hỏi một câu sống sượng như thế như hỏi một ả à giang hồ hay một chị em dễ dãi vì sự thực một người xấu chẳng khi nào được hưởng cái ái tình thành thực của tôi. nghe thấy thế cô ả à bỗng tái sáng cả mặt. thì ra cô ả à không hề nghĩ đến sự có mang nhớ ra thì quá muộn cái ấy không lạ gì thời buổi nào cũng có hàng mấy triệu phụ nữ quên rằng có thể có mang được sau khi đã phó thác thân thể mình cho một anh đàn ông. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, cô ta bưng mặt khóc, khóc và khóc. Sau cùng, chỉ biết thồn thức nói, nếu thế thì, họ hàng xỉ vả, bố mẹ đuổi khỏi nhà, rồi nhục nhã, rồi khổ, phải, rồi khổ. Thì ra cô nàng nhũn nhặn đến mực không dám có hy vọng lấy tôi nữa, và cũng không dám thử hỏi một câu để có được một hy vọng bâng quơ nguy hiểm ấy nữa. Cô biết mình xấu xí không đáng lấy một người như tôi và không dám cả nghĩ đến sự đòi bồi thường sau cái thiệt hại do tôi gây ra dễ thường cô ả à coi cái phút ngứa ngáy xác thịt của tôi như là một thứ đặc ân cho mình nữa tôi lại hỏi sao lại tin tôi đến như thế tôi đã là đứa không ra gì cô cũng lại hư đốn nữa cô ả à thở dài đáp nếu không yêu anh thì thôi chứ cả một đời em chắc rồi cũng chẳng ai thèm yêu đến thứ em thôi thì thà rằng sẽ phải khổ một đời vì đã quá yêu một phút. Tôi đã cảm động về sự thành thực ấy một cách rất sâu xa như là chưa bao giờ tôi cảm động đến thế. Cuộc ái ân chốc lát ấy, rồi sau tôi cũng quên đi, và chỉ thỉnh thoảng nó mới lại đến ám ảnh tôi như một chút ký ức nhỏ mọn trong một giây phút mà thôi. Tôi tưởng không bao giờ còn gặp cô gái lào cai ấy nữa. Năm tháng sau, một hôm tôi nhận được một phong thư như thế này, thưa ông, tôi chờ ông ở hiệu cao lâu Đông Hưng, vào khoảng 11 giờ ngày 20. Tính mệnh tôi ở trong tay ông, xin ông bỏ chốt thời giờ quy hóa đến cùng một kẻ khốn khổ. Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi không nhớ đến cô gái lào cai nữa. Nhất là cách xưng hô ông tôi lại làm cho tôi tưởng người viết thư là đàn ông. Tôi dùng mình, nhớ đến những ông bạn cũ nghiện hút muốn làm tiền mình. Rồi tôi đến chỗ hẹn, đó là cô gái lào cai, cô nàng lúc ấy đã có một cái bụng to một cách đáng kính trọng lắm chúng tôi vào ngồi trong quầy cô ả à chỉ dám gọi tôi là ông chứ không dám xưng hô anh em như hồi xưa cô ta nước mắt chan hòa nói ấp úng trong khi tôi ngồi thản nhiên cắn hạt dưa cô ta vẫn nhũn như trước vẫn sợ hãi tôi như trước vẫn ôm một mối tình vô hy vọng như trước thưa ông nếu ông là người đại lượng thì ông nên cứu sống lấy tôi vì đứa con bé trong bụng này chính là con ông nếu không tôi phải tự tử đứa bé phải chết vì bố mẹ tôi đã biết, họ hàng tôi sắp biết, mà nếu họ hàng biết thì tôi không sống được nữa, vì bố mẹ tôi nghiêm lắm. Xin ông làm phúc cứu lấy một người khốn khổ nhất đời. Làm lẽ thứ 10, tôi cũng xin vâng, miễn là họ hàng nhà tôi được nhận trầu cao của ông. Và lại tôi cũng không đến nỗi ăn hại ông, tôi xua tay, chán nản, tôi nghĩ, hạng gái hư hỏng ấy thì mình lấy sao được. Nó ngủ được với mình thì nó sẽ cũng ngủ được với thằng khác mình không làm nó chửa hoang thì thiên hạ cũng sẽ làm cho nó chửa hoang thế thôi nhưng đứa bé trong bụng con tôi cứ như sự kêu khóc ấy cứ như lòng thành thực ấy người đàn bà này mà nói đến sự tự tử đó chẳng là lời dọa nạt do thế tôi nghĩ lại nếu ai cũng lý luận như tôi thì trong đời chẳng còn ai lấy nhau vì tình chẳng làm gì có những cuộc tiền dâm hậu thú nữa bởi có kẻ bạc tình nào cũng đã lý luận y như tôi phải chăng người đàn bà nào đã quá tin một anh đàn ông không thể khác được? Trong một phút mà linh trí tôi sáng suốt khác thường, tôi đã thấy mình hèn mạt, ích kỷ, khốn nạn. Tuy nhiên, tôi còn thử thách, có chắc rằng đứa bé ấy chính là con tôi không? Đến đây, cô ả à nức nở, buông xuôi hai tay, hoàn toàn thất vọng, rời ơi, nếu ông hỏi thế thì thôi, tôi chỉ còn có một cách là tự tử. Cái thành thực ấy khiến tôi không còn phải nghi ngờ lôi thôi. Tôi còn hỏi vặn nhiều câu, nhưng lần nào, cô ả dại dột ấy cũng chỉ tỏ ra là người thành thực cực điểm. Ấy là, một người cầu kỳ, khó tính như tôi, đã cam đoan rằng nếu không lấy được cô gái đẹp nhất Hà Thành thì xin thề là sẽ không lấy vợ. Mà tôi, sau cùng đi lấy phải cô gái xấu xí nhất Bắc Kỳ. Câu chuyện nói xong thì bữa rượu cũng vừa tàn. Chúng tôi bước ra, tôi để đi đến tòa sứ Hà Đông, Doãn để đi đến nhà ông cậu vợ mà vợ anh chờ anh tại đó tôi an ủi thôi đó cũng là duyên số không cần thiết phải lấy vợ đẹp chỉ cần có nhân ngãi đẹp vả lại như anh đã nói đáng lẽ anh phải nâng niu vợ thì mới thấy thú vị thì bây giờ anh lại được thấy cái thú vị ở chỗ vợ anh nâng niu anh thế cũng đủ là hạnh phúc nhưng anh doãn bĩu mồm bẩm không ạ à? thưa ông nó chỉ chiều đãi tôi có mấy tháng đầu mà thôi bây giờ có con với nhau rồi vợ tôi chẳng cần gì nữa nó đã bắt đầu nặng lời với tôi, nghe chị em ăn mặc rất lố lăng, và ghen lắm, ồ, ghen lắm, hễ tôi đi chơi khuya là thế nào cũng đập phá đồ đạc chạy ra đường kêu cứu, ông bà hàng phố, ăn ở rõ ra một vị đức phụ chính thất có nhiều quyền và biết tự trọng. Một con chó hay chim chuột Hôm ấy, cụ bà ông quả quyết mở ví tiền để trả cho anh lái chó cái giấy bạc một đồng cụ sung sướng cực điểm vì rằng con vện mà cụ mới mua đấy, theo ý cụ, là một con chó có, dị tướng, béo tốt, chân thấp, mồm và tai vừa nhọn vừa ngắn, mặt chùn chùn gãy gập như mặt rơi, lồng đã hung hung lại có vằn đen như lốt hùng. Cụ đã khoe với cả xóm rằng ai nuôi được thứ chó ấy ắt sẽ có nhiều dịp phát tài giống chó cũng có tướng như giống người, mà con vện của cụ thì lại quý hơn các thứ chó huyền đề hoặc là tứ túc mai hoa vì nó có tướng ngũ đoàn độ độ độ, chẳng hiểu cụ bá xem tướng con vện có đúng hay không. Sau khi con nó ba bốn ngày, chưa cho cụ được dịp phát tài đâu, nó đã vồ lấy ống chân cụ bá bà mà ngoạm luôn cho một ngoạm. Tuy rằng mấy cái răng ngập vào thịt cũng không sâu cho lắm, nhưng cụ bà bị toạc mất hai tấc váy lĩnh, cái triệu chứng hao tài. Có lẽ tướng ngũ đoàn cũng chẳng đáng quý bằng cái váy lĩnh nên chi cụ ông, mặc dù đã hết sức căn ngăn và hạch lại cụ bà rằng mới thả củi nó một ngày nó chưa quen hết người trong nhà. Ai bảo bà đã đi về khuya lại không đánh tiếng, cụ cũng chẳng giật nổi của cụ bà cái đòn ống to tướng lúc ấy cứ dáng xuống lưng con vện như mưa. Này cắn trộm, này phản chủ với bà, ẳng 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 ẳng, con vện trong lúc chịu đòn, chỉ biết kêu có thế, nước mắt chảy ra giàn rụa, trông cũng đáng thương hại lắm. Thất bại trong cuộc làm thầy kiện cho con chó có dị tương ấy, cụ bá ông hậm hực mất đến vài ngày và khách hàng của cụ, từ đó cũng phải một phen kịch. Bốn chiếc răng nanh chẳng dám dùng đến nữa, từ đấy, hễ thấy người lạ mặt, con viện chỉ đành gừ gừ một cách cho phải phép, hay là, quá lắm, cũng chỉ đến gâu gâu rất xuông. Cái bực tức ấy thật chẳng khác gì cái bực tức của những ông quan viên nào đi che tàn, xuống xóm những tưởng sẽ được hưởng thế nọ, thế này, mà kỳ chung chỉ được có một chầu chay thôi vậy. Độ 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 vẫn biết cắn là một tính thiên bẩm của loài chó thật song le, bất cứ lần nào, hễ vện ta vừa rụt chân, rụt cổ, ngứa mổm nhe nanh, hừ một cái, là tức khắc bị những người suyệt suyệt ầm lên, cho nên nó nghĩ ngay đến cái đòn ống, lại cho rằng sự mình bị quát mắng là một điều áp chế, nó chui ngay vào gậm phản mà nằm rồi nhìn thế sự bằng cặp mắt bằng quan. Nếu nó biết nói, ắt nó đã làm một câu, chắc, thì ông mặc kệ, dần dần, nó chỉ biết đến bữa thì ăn, ăn xong tìm chỗ nào cao giáo, ít ruồi, ít muối, đánh một giấc, cái đầu đặt giữa hai chân trước như người nào đến cái tuổi mũ ni che tai. Nhưng mà các cụ nhà ta đã bảo rằng nhàn cư vi bất thiện, cứ ngày nào cũng đủ hai bữa, sáng ngủ đến 9 giờ mới dậy, buổi trưa nào cũng la xếp một một giấc, cuộc đời như vậy cũng tẻ ngắt. Viện ta phải nghĩ đến cách tán gái cho qua thời giờ. Đã không phải vất vả đến thân lúc nào lại được ăn chơi mặc thích vện càng ngày càng béo tốt, lông cứ mượt mà như nhung. Trông cũng có vẻ công tử bột lắm, bộ mã đã bảnh bao cố nhiên trên đường tình dễ đắc thắng, cái tiếng chơi bời của viện chỉ trong ít lâu đã lừng lẫy cả xóm, viện đã nặn thêm ít nhiều xuất đinh cho cái, xã hội có mõm, và hễ cứ nhà nào có chó cái là phải thấy tiếng, quấy khóc, của đàn chó con lau nhau. Thì ra viện cũng có số đào hoa như người vậy. Độ độ độ, nếu có ai được mục kích công tử viện tán gái thì mới rõ tâm lý phụ nữ, với những cái thế lực của những bộ mã rẻ cùi. Không có mùi xoa nhưng lại thích cây mốt quay quay mùi xoa đằng sau gái nó là cây mốt của bọn đệ tử đảng, Càn Long, ở Hà Thành. Trước mặt gái, viện ta cũng vẫy cho đuôi luôn luôn phe phẩy, loanh quanh vài vòng thè lưỡi, ghé mũi, hết sức bày tỏ tấm lòng khuyển mã. Ấy chỉ có thế mà các tiểu thư, vàng, bông, cún, mực cô nào giữ và, lắm điều, vào bậc nhất, và có răng nanh nhọn nhất cũng không nỡ cử tuyệt con, người có duyên một cách lạ ấy, cũng cảm ngay. Thật vậy, vện chẳng bị tẽn hoặc bị cự tuyệt bao giờ. Trò đời vẫn thế, thấy ai hơn mình là phải ghen ghét. Những chó vô duyên khác thường họp đàn họp lũ nhau rồi đến tận nhà cụ bá gây sự với vện luôn thôi. Không hề gì, cũng là hạng, có một vài miếng, nên vện cũng chẳng sợ lắm khi một mình cự địch với ba bốn cũng vẫn thắng trận như thường. Cho nên từ các cô yêu đài các đến các cô yêu nghèo hèn, không một mẻng nào mà lại thoát cái phong tình của viện. Không phải con chó ấy tham lắm, nhưng những khi chim chuột những hạng không có nhan sắc, dễ thường nó muốn thực hành cái lý thuyết, mùi nhang đã chảy, mùi dầu tử chơi. Nói cho đúng ra, viện lại còn muốn được đời khen mình là yêu bình dân, vì sự thực thì viện cũng có óc hoạt đầu, dữ lắm độ 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 nhưng mà có một lần cái đàn những anh tình địch của viện đông quá dễ đến mười mõm ấy thầy đều vây quanh lấy viện mà vồ mà nhá khiến cho không chống cự nổi nữa viện phải hộc tốc chạy về nhà chui tọt vào gậm giường đứng giữ thế thù cẩn thận rồi nhe nhanh gừ gừ ra ý thách chúng mày có giỏi vào đây với ông đàn kia không có con nào dám vào chỉ đứng ngoài mà gầu gầu rầm lên ra ý chửi mới và văng tục thật cũng chẳng may cho viện quá vì ngày hôm ấy cụ bá có rộ tổ, giữa lúc ấy lại nhằm lúc cụ bà đương xới cơm cúng, và cụ ông đương kính cẩn khấn khứa trước bàn thờ. Bỗng dưng thấy tiếng chó sủa kinh thiên động địa, nhìn ra lại thấy toàn một lũ, đầu trâu mặt ngựa, đương đứng súng nhau giữa cửa để cho mõm vào mà tự do chửi rùa tàn tệ, mà dưới gầm thì là vệt, biết ngay lại chuyện ghen tuông chi đó, bực mình và sợ bất kính trong lúc cúng tế. Cụ bá ông quên cả chân mình đương có biết tất bông trắng nõn nhảy ngay xuống đất với cây lau màn Ra dẹp tan lũ ưng khuyển rồi mới quay vào giọt cho vện một trận không tiếp tay thói thường chó đen giữ mực vện cũng chẳng chừa độ 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 đêm ấy một đêm răng thanh gió mát nhân khi cao hứng vện phá rào chui ra ngoài đi với tình nhân giữa lúc hai bên chỉ non thề biển nặng lời trên con đường nhỏ giáp với lũy tre quanh làng nó cũng là một thứ con đường cổ ngư hay chẳng hạn thì một chú cược thừa cơ chui qua cái chỗ hở ở dậu vào sân tự do lấy mất cái chậu thau đồng. Thấy sột soạt tiếng động lúc trộm đã chui ra, cụ bá gọi viện mãi chẳng thấy đâu, phải lật đật ra sân soi thì, hỡi ơi nông nổi. Cách đấy vài phút, viện lại chui qua lỗ hồng mà vào, hai mắt lấm lét nhìn trộm chủ, ra vẻ lo sợ chẳng hiểu đương đêm soi đèn và gọi mình làm gì thế kia. Thấy viện có vẻ khả nghi, cụ bá nhìn đến hàng rào rồi thất kinh chạy đến chỗ hồng. Dành dành một mảng lông mắc gai theo cái chiều lưng của viện lúc chui ra vẫn còn sờ sờ ở đó. Cụ biết ngay ra là thủ đoạn của viện, là nhờ viện thì chú cược mới được thừa cơ. Giữa lúc cụ đương tiếc đứt ruột, cô khoang, một con chó trông có quy tướng lắm, tư túc mai hoa, gót sen đẹp nõn, thật đáng gọi là. Hoa khôi của làng yêu, cũng chui qua dậu mà vào. Cô vào gừ gừ một câu nũng nịu những tiếng oanh thỏ thể muốn đại khai nói. Giữa lúc này, gió mắt trăng thanh mà chàng nỡ bỏ em, vậy thì chàng không coi cái ái tình cao thượng của đôi ta ra sao nữa ư. Còn viện giữa lúc ấy đã là một kẻ phạm nhân, mà cũng cứ tự do mơn trớn tình nhân, không coi mặt cụ bá vào đâu sất cả. Chẳng thèm nghĩ đến, tập huyên ương, cụ bá bèn lấy gậy vụt cho cả đôi một cách phàm phũ. Giận đến cực điểm, lại đau đớn về nỗi mắc lửa cái tướng ngũ đoàn. Cụ quả quyết trò tay lên vầng răng mà thề độc, hễ có khách là trị tội bắt viện phải chịu, diềm hình. Độ độ độ, khách lại là chúng tôi, muốn an ủi cụ bá, chúng tôi phải nói chế đi rằng, chó ngũ đoàn chẳng hiểu có lợi gì cho người nuôi không, nhưng mà chén thì kể cũng đường được. Trong lúc dốc bầu say tỉnh, chúng tôi chợt nhớ đến lúc con chó khoang sang xem cuộc hành hình người yêu của nó. Ôi, thật là một sự trung tình đáng làm gương cho giai nhân tài tử ở đời soi chung. Thấy con vện bị trói chặt bốn chân, tiết ở cổ ứa ra như suối con khoang vẫn cứ chạy quanh cây chỗ gớm biếc ấy để liếm vào mình mấy con vện ra ý thương xót. Còn vện thì nước mắt giàn rủa, khóc như một người thật. Nếu biết nói như người, hẳn nó đã nói, em ơi, anh chết vì em đấy. Thôi cũng là dịp cho anh tỏ giả hy sinh tính mệnh để phụng sự ái tình. Nhưng những tư tưởng tốt đẹp ấy chỉ được phô diễn bằng mấy tiếng ẳng 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 ẳng.